Chương 3544, bên dưới khủng khiếp. Hai vị thực sự muốn rút lui có đúng không? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Chúng tôi đã quyết định rồi, lần đến quả sơn này đến đây là kết thúc. Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất cùng nói. Đại sư Akiyama thì thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi muốn đi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cho dù có phải chết ở đây thì cũng còn hơn những kẻ mơ hồ nhiều. Akiyama Li Nhifu tỏ thái độ kiên quyết. Vậy thì mấy người đi đi, hai người chúng tôi quay về thôi. Tiêu Dương Thiên kiên quyết nói, nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Hay là chúng tôi ở trên đảo chờ mấy người nhé, vẫn ở khách sạn đó. Sau khi mấy người đi ra thì liên hệ với chúng tôi, còn chuyến đi đến đường thủ đạo thì chúng tôi vẫn hứa là sẽ đi. Có nguy hiểm là đã không muốn đi rồi, muốn ngồi không ăn sẵn có đúng không? Tuyết Nham Mộc ở đường thủ đạo có liên quan đến chỗ này. Chúng tôi liều mình phát hiện bí mật thì các người đòi ngồi không ăn sẵn. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Bao Nghị cười lạnh nói. Nếu các người đã nói như thế thì Tuyết Nham Mộc ở đường thủ đạo chúng tôi sẽ tự đi lấy. Chúng ta chia tay ở đây. Tiêu Dương Thiên nói. Các vị có chí thì đi đi. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói một câu khó nghe rằng, tất cả bí mật ở đây, nếu như ai tiết lộ ra ngoài thì Diệp Phàm này sẽ không để yên đâu. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, cái này chúng tôi hứa là sẽ thực hiện được. Chuyện ở Quả Sơn tôi sống để bụng chết mang theo, cho dù có là trưởng môn thì Tiêu Dương Thiên này cũng sẽ không nói nửa lời. Tiêu Dương Thiên nói. Tiêu Dương Thiên cũng cảm thấy run tay trước Diệp Phàm, nếu như chọc giận hắn, mấy người bọn hắn sẽ liên thủ lại thì hôm nay hai người mình cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Hứa hứa cái con khỉ, các người bỏ cuộc giữa chừng thì đã thuộc loại hèn nhát kém cỏi rồi, còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì? Cút mau! Diệp Phàm không nể mặt chút nào. Rừng xanh còn đó thì sự gì không có củi đốt, dù cậu có mắng chúng tôi như vậy thì chúng tôi cũng chúc mấy người gặp may mắn. Cáo từ! Tiêu Dương Thiên quay ngoắt người đi. Hai lão già này sợ gặp phải thi thư, ông đây chúc cho hai lão trên đường về gặp phải mấy con. Đồ con cháu nhà rùa. Hồng Tà mắng. Thôi được rồi, đời người có những lúc cũng cần phải có tâm lý đánh cuộc. Con đường này là đường chết, nhưng Diệp Phàm tôi tin rằng nó cũng hàm chứa bí mật gì đó. Nói không chừng chúng ta còn có thu hoạch, đi thôi. Diệp Phàm lắc đầu, đá xác chết sang một bên rồi đi tiếp. Biết là đi vào đường chết vậy mà vẫn đi, đúng là đám dở hơi. Tiêu Sắt Nhất mắng. Tuy nhiên, đường chúng ta đi không biết là sẽ gặp phải thứ gì, hay là chúng ta trở lại con đường thi thư kia đi. Con thi thư kia nếu không chết thì chắc cũng bị trọng thương rồi. Con đường thủ đạo này chắc chắn sẽ an toàn hơn một chút, chúng ta quay lại nếu như lại gặp phải dịch thể màu xanh kia thì cũng phiền phức to. Tiêu Dương Thiên quyết định rồi, Tiêu Sắt Nhất cũng không nói thêm gì nữa. Ông nói xem phía trước có cái gì? Tiêu Sắt Nhất không nhịn được hỏi. Có cái gì ư, tuyệt đối là những thứ đáng sợ. Khắc La Tư Mã là người như thế nào, cùng là cường giả cùng đẳng cấp với chúng ta. Ông không nhìn thấy vẻ của ông ta sao, đó là vẻ mặt gặp phải những thứ quá kinh khủng. Chuyện gì khiến cho một người mạnh mẽ như vậy sợ hãi như thế? Tiêu Dương Thiên hừ lạnh nói. Chết cũng được, mẹ kiếp. Tiêu Sắt Nhất nói. Nghe xem. Tiếng cười vẫn còn. Bao Nghị nói. Âm thanh giống như cực đau khổ và ác độc vậy. Liệu có phải là hồn khí của cao thủ thời cổ đại đang cười không? Nếu không, đâu thể khiến cho một người như Khắc La Tư Mã trở nên thảm như vậy. Hồng Tà cười nói. Một lúc sau, một mùi cực kỳ hôi tanh truyền đến. Hơn nữa, các lúc mùi này càng nồng đậm, mấy người đều phải che mũi lại. Từ mùi này tôi đoán phía trước là hang của mãng xà hoặc con gì đó. Phí Thanh Sơn nói, chẳng lẽ là tổ của thi thư? Diệp Phàm nói, mấy người vừa nghe, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tiếng kêu thảm lại truyền đến, Diệp Phàm cuối cùng đã dừng bước lại. Đất đột nhiên sụt xuống, một tầng khói màu đen tràn ngập ở giữa. Phía dưới mặc dù là mắt ưng của Diệp Phàm cũng chỉ có thể nhìn xuyên thấu mấy chục trước trong khói đen mà thôi. Ở dưới có cái gì đó giang bốc lên. Bao Nghị ném một cây đèn lãnh quang đặc biệt xuống. Theo nguồn sáng xuống dưới, mọi người đều trở nên ngây ngốc. Bởi vì, phát hiện giữa đám khói đen đó hình như có rất nhiều đồ vật va chạm với nhau, như thể đang biển diễn trò tạp kỹ gì đó trong không trung. Tuy nhiên, vì khói đen quá nồng đậm, nên cũng không nhìn rõ là thứ gì. Diệp Phàm chuẩn bị sẵn dây thừng, mấy người cùng tụt xuống phía dưới.
Xuống được khoảng 100 mét thì Diệp Phàm dừng lại, trên vách đá tìm được một chỗ có thể đứng tạm được một chân, còn một chân kia thì vẫn ở dây thừng. Bao Nghị lại ném một cây đèn lãnh quang xuống. Lần này thì nhìn rõ rồi. Bỗng nhiên, tất cả đều toát mồ hôi. Bởi vì những thứ lên lên xuống xuống kia chính là mấy người mất tích của Cùng Âm Giáo và Đường Thủ Đạo. Hơn nữa, phía dưới hình như có thứ gì đó đang chơi đùa đùa với bọn họ. Những người này mỗi lần lên xuống đều bị cắt đi một lớp da thịt, máu me be bét, có người còn bị lòi cả xương ra ngoài. Điều khiến người ta sợ hãi chính là, những người này tuy bị như vậy nhưng vẫn còn sống, ai nấy đều kêu lên thảm thiết. Chẳng lẽ đến Khắc La Tư Mã cũng bị như vậy sao, mẹ kiếp, phía dưới rốt cuộc là thứ gì vậy? Hồng Tà truyền âm mật nói với mọi người. Bao Nghị, cậu và Akiyama đại sư, Phí đại sư lên trên đợi đi, tôi và Hồng Tà xuống dưới xem thế nào. Diệp Phàm nói, tôi không lên, mẹ kiếp, chết thì cùng chết. Bao Nghị tỏ thái độ kiên quyết, Akiyama và Phí Thanh Sơn cũng lắc lắc đầu. Cùng xuống đi còn hỗ trợ lẫn nhau, chưa chắc ở trên đã an toàn đâu. Nếu có con thi thư đến thì phiền to, nếu như hai người xuống dưới mà tìm được đường sống thì không phải mọi người phân tán nhau ở đây hay sao? Phí Thanh Sơn nói, nếu đã như vậy thì chúng ta xuống thêm mấy chục mét nữa, một khi nhìn rõ. Tôi mà phát tín hiệu thì mọi người đi lên nhé. Diệp Phàm bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục trượt xuống khoảng 50 mét nữa, thì nhìn thấy những tảng da thịt va đập vào nhau. Cảnh này khiến cho người ta phải rợn tóc gáy. Đèn lãnh quang lại được ném xuống, lần này rốt cuộc đã nhìn rõ cảnh phía dưới. Một cái hố rất lớn, chu vi khoảng 5-6 dặm. Ở giữa cái hố đó đang bốc lên nham thạch núi lửa màu đỏ đen. Mà khói đen chính là do nham thạch của núi lửa này tạo thành. Điều kỳ lạ chính là giữa nham thạch đang bốc lên đó có một đồ vật giống như chiếc dương dài lúc ẩn lúc hiện. Chiếc dương rất dài, phỏng chừng dài đến mấy chục mét. Chiếc dương như bị nham thạch nung đỏ. Hơn nữa, trên dương có khắc một vật như hình con rết. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, nói. Mọi người nhìn xem, vật điêu khắc trên dương kia có giống với con rết cửu u mất đầu mà chúng ta gặp bên ngoài hay không? Đúng là như vậy thật. Chẳng lẽ con rết cửu u dạng hóa thạch bên ngoài đó có liên quan đến chiếc dương khổng lồ này hay sao? Bao Nghị hỏi. Có khả năng lắm, nếu không, làm gì lại trùng hợp như vậy? Akiyama Linifu nói. Tuy nhiên, những chiếc bánh bao thịt người này sao lại nhảy lên lui xuống như vậy nhỉ? Hình như phía dưới không có những thứ khác. Phí Thanh Sơn hỏi. Mọi người nhìn xem, nham thạch núi lửa như thể biết nhảy vậy. Người của Cùng Âm Giáo khi bị rơi đến phía ngoài nham thạch thì bên trong sẽ phun ra một luồng nham thạch nữa để đẩy nó lên không trung. Hơn nữa, những nham thạch này hình như đang làm công việc lột da người. Mỗi lần chạm phải tầng ngoài nham thạch thì sẽ lột một tầng da. Cứ như vậy, người sẽ bị bào mòn cho đến khi còn xương trắng. Diệp Phàm nói, mẹ kiếp, thật lợi hại, nhưng mà sao bọn họ lại bị rơi xuống đây nhỉ, còn chúng ta lại chẳng sao. Bao Nghị hỏi. Bên trong chắc chắn có thứ gì đó. Hồng Tà nói. Hay là bọn họ muốn đến lấy chiếc dương kia? Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, một thứ rơi xuống khi chưa đến bề ngoài nham thạch, miệng há ra về hướng nham thạch, sau đó lại bị bật lên. Đó là thứ gì vậy? Bao Nghị nói. Phiền phức rồi, hình như giống với con thi thư mà chúng ta gặp trước đó. Akiyama Linifu nói. Ở trong nham thạch nóng như vậy mà vẫn tồn tại được. Khả năng tồn tại của những con thi thư này thật đáng sợ. Phí Thanh Sơn vẻ mặt sợ hãi. Cái này không có gì kỳ lạ cả, có lẽ chúng thích loại nhiệt năng này, mà thức ăn cũng kiếm trong nham thạch này. Cũng giống như việc đối với chúng ta thì phân rất bẩn rất thối, nhưng vẫn có sinh vật tồn tại được trong đó ấy. Diệp Phàm nói. Lúc này, chiếc dương kia như chấn động, một lúc lại lật lên lật xuống, giống như đang biểu diễn tạp kỹ vậy. Chương 3545. Hai đại cao thủ xuất hiện. Không lâu sau, hơn 10 con thi thư từ trong nham thạch bốc lên. Còn chiếc dương thì bỗng nhiên đứng thẳng dậy như cây cột cắm vào trong nham thạch. Giờ khắc này nham thạch nóng chảy bốc lên nhanh hơn, nhưng chiếc dương quỷ dị kia không chút sức mẻ. Nơi này có quỷ, nham thạch nóng như vậy mà chiếc dương sao không bị sao vậy? Chẳng lẽ phía dưới đó có thứ gì đó giúp nó đứng vững mà bất động được như vậy sao? Phí Thanh Sơn cảnh giác lên. Vâng. Nếu như nói có cái gì đó hỗ trợ nó đứng bất động, thì đó phải là khí lực rất mạnh mới làm được. Diệp Phàm nói. Đám thi thư bắt đầu có động tác rồi, không ngờ chuyển động xung quanh chiếc dương giống như đang tế bái, nhảy múa tập thể vậy.
Chẳng lẽ chúng đang tế bái chiếc dương, vậy trong chiếc dương kia là thi thư vương? Akiyama Linyifu hỏi. Bên trong hẳn là tồn tại một thứ đáng sợ, nếu không, đám thi thư lợi hại kia lại tế bái nó. Bao Nghị hỏi. Có động tĩnh rồi, mọi người xem, vật quái gì khác trên chiếc dương IA có phải có cảm giác sống lại rồi không? Diệp Phàm hỏi, phát hiện vật giống con rết khác trên chiếc dương như thể đang vặn vẹo thân mình. Chắc là ảo giác thôi, Phí Thanh Sơn nói. Diệp Phàm phát hiện, vật kia lại bất động rồi. Tuy nhiên, lúc này, đám thi thư kia lại như bị điên cuồng lên. Chúng há miệng thật to, một dòng chất lỏng xanh biếc từ miệng chúng phun về phía chiếc dương kia. Chiếc dương dần dần biến thành màu xanh biếc, còn đám thi thư thì đột ngột bị thu nhỏ lại. Mười mấy phút đồng hồ qua đi, những con thi thư to lớn bị thu nhỏ lại đến khi chỉ bằng chiếc thùng nước. Đám thi thư giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, rút về trong dòng nham thạch nóng chảy. Còn chiếc dương kia thì cũng bị thu nhỏ lại một cách quỷ dị, cuối cùng bị thu nhỏ lại đến lúc bằng một con heo. Bên trong chiếc dương nhất định là có bí mật, chúng ta đi vớt lấy đi. Diệp Phàm nói, chỉ sợ bên trong có thứ đáng sợ, có lẽ người của đường thủ đạo và cùng âm giáo đều bị chiếc dương này làm chết. Lúc trước có lẽ quá trình này cũng đã diễn ra rồi. Chính là vì họ muốn vớt lấy chiếc dương mà tất cả đều trở nên thảm hại như vậy. Phí Thanh Sơn nói, cũng không thể về tay không được. Tuy nói không phát hiện bí mật của Điền Chuân cửu tử, nhưng chúng ta đã đến đây rồi thì cũng phải thử một lần. Diệp Phàm nói, hay là bí mật của Điền Chuân cửu tử là chỉ bí mật của chiếc dương này? Hồng Tà nói, như vậy đi, Akiyama đại sư và Bao Nghị lên trước đi. Tôi cùng Hồng Tà tiền bối động thủ là được, nếu phát hiện có gì bất thường thì hai người nhanh chóng rít lui, chúng tôi sẽ nghĩ cách để chạy theo. Diệp Phàm nói, sợ gì chứ, cùng nhau vớt đi. Đến đây rồi thì phải làm chứ, Bao Nghị nói. Vớt đi, Hồng Tà vừa nói vừa xuất trưởng, một trưởng hút về chiếc dương. Diệp Phàm vừa thấy, vội tung ra dây thiên thiết quấn lấy chiếc dương. Động tác của Diệp Phàm rất chuẩn xác, nhưng, Diệp Phàm vừa kéo, chiếc dương giống như mọc rễ vậy, không hề có chút động đậy nào. Diệp Phàm không tin, dùng 10 thành công lực kéo, nhưng chiếc dương vẫn bất động. Có phải không kéo được không? Hồng Tà nói. Như thể nó có dễ vậy, đúng là kỳ quái, chẳng lẽ phía dưới có cái gì đó không cho chúng ta kéo nó lên? Diệp Phàm gật đầu nói. Chúng ta cùng nhau kéo xem. Hồng Tà nói, cùng với đám người Phí Thanh Sơn nắm lấy dây thiên thiết, Diệp Phàm giống lên một tiếng, mọi người cùng nhau ra sức kéo. Hai cao thủ tiên thiên đại viên mãn cộng thêm hai cao thủ bán tiên thiên cùng nhau dùng sức, chiếc dương rốt cuộc đã chậm chậm bị kéo lên từ dòng nham thạch. Mạnh hơn một chút nữa đi. Nhìn thấy chưa, mau kéo mạnh thêm chút nữa. Hồng Tà hưng phấn hét lớn. Bốn người mặt đỏ bừng, còn Bao Nghị vì công lực thấp nên đành phải ở một bên lo lắng suông. Dưới sự ra sức liên tục của bốn người, chiếc dương cuối cùng đã được kéo lên trên mặt dòng nham thạch. Diệp Phàm phát hiện, phía dưới chiếc dương không có gì. Cái này, cũng quá quỷ dị rồi. Nữa đi, kéo lên được là chúng ta có thể về nhà rồi. Hồng Tà gầm rú lên. Lên, Diệp Phàm kêu to một tiếng. Chiếc dương bị kéo bay lên. Tuy nhiên, đúng lúc này trên vách đá bay bên đột nhiên bay tới hai chiếc dây thừng quấn lấy chiếc dương lập tức bị rung lắc. Diệp Phàm phát hiện, tên ở bên trái chính là tên hội kiến Cái Lâm cùng với phó giáo chủ Khắc Lý Tư Mã của cùng âm giáo bên trong đình. Còn tên bên phải thì Diệp Phàm chưa gặp bao giờ, nhưng, đó là một người Nhật Bản. Phỏng chừng là cao thủ ẩn náu của đường thủ đạo. Nhưng, bên phía Diệp Phàm nhiều người lực lượng lớn. Chiếc dương bị kéo nghiêng về phía này. Hai tên kia vừa thấy, hợp lực lại kéo giằng co với bốn người Diệp Phàm. Mẹ kiếp, các ngươi cũng đòi kéo à? Bao Nghị tức giận rồi, rút ra một khẩu súng trường bắn về phía hai tên kia. Tuy nhiên, hai người kia thân thể đều tránh sau vách đá. Cho dù đạn có bắn đến thì cũng không quẹo vào. Hai người này liếc nhìn nhau một cái, người Nhật Bản kia kêu lên, cùng âm giáo, chúng ta hợp lực giựt chiếc dương xuống. Kéo không lại bọn họ thì chúng ta cũng không cần nữa. Người của cùng âm giáo kia cũng gật gật đầu, hai người đồng thời thu tay lại, nhanh chóng đem dây thừng làm roi, quất về phía chiếc dương. Mẹ kiếp, xử lý hai tên đáng ghét này trước rồi tính sau. Diệp Phàm tức giận, bỏ lại dây thiên thiến cùng với Hồng Tà hai người bay lên. Diệt hồn thương lớn lên, đâm về phía tên người Nhật Bản kia. Còn Hồng Tà thì dùng trường phách bổ về phía người của cùng âm giáo kia. Akiyama và Phí Thanh Sơn cùng ra sức giữ lại chiếc dương, không để cho nó rơi xuống, nhưng hai người không đủ sức, chiếc dương kia lại từ từ rơi xuống dòng nham thạch.
Trên vách đá, Diệp Phàm công kích tên người Nhật Bản. Tên này cũng khá mạnh, Diệp Phàm vốn định giải quyết y bằng mấy chiêu, nhưng không được. Hai người đánh nhau, sắp tiếp cận nham thạch nóng chảy. Còn Hồng Tà cũng trong tình trạng tương tự, đánh cũng rất ngang cơ. Rầm. Dòng nham thạch nóng chảy giống như phun trào, cùng với dòng nham thạch đó, một con thi thư vùng lên, công kích về phía bốn người đang đánh nhau. Thấy không thể kéo được chiếc dương, Phí Thanh Sơn và Akiyama Linyifu cũng khá thông minh, nhanh chóng cột dây thiên thiết vào vách đá. Chiếc dương lập tức bị treo ở không trung. Trong dòng nham thạch lúc này đột ngột xông ra hàng trăm con thi thư công kích bốn người Diệp Phàm. Bốn người lúc này trở nên khốn khổ, vừa chống đỡ đối thủ, vừa chống đỡ thi thư công kích. 3. Bao Nghị bắn một phát súng qua, tên người Nhật Bản kia tuy tránh rất nhanh, nhưng chân cũng bị sượt qua, nhất thời máu tươi nhỏ xuống dòng nham thạch. Cái này nguy rồi, đám thi thư ngửi thấy mùi máu, từng con nhảy lên giống như những quả bom bật về phía tên người Nhật Bản. Đối mặt với mấy chục con thi thư điên cuồng, tên này mặt trắng bệch, quay đầu lại muốn trở lại vách đá. Mẹ kiếp, muốn chuồn hả, đi chết đi. Khinh thân đề túng thuật của Diệp Phàm cao hơn tên kia, hơn nữa có sự hỗ trợ của thần hành thuật, hai chân nhanh như chớp nhảy lên đầu tên kia. Diệt hồn thương đi xuống đâm xuống. Tên người Nhật liền nhanh chóng khua bảo kiếm trong tay, một đường kiếm khí toát ra. Kiếm khí kia khiến người ta phát lạnh, kiếm thế mạnh như nước, Diệp Phàm sửng sốt, kiếm khí của người này thật lợi hại, rất có thể chính là Thốn Ninh đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của đường thủ đạo. Bởi vì, sở trường của Thốn Ninh chính là vận dụng kiếm khí. Thốn Ninh là người được lên sau khi Điền Chuân cửu tử bị ám hại, đó chắc chắn câu kết với trưởng môn thôn Dã Nhị Điền. Trong nháy mắt ý tưởng này hiện lên trong đầu, Diệp Phàm dùng tiếng Nhật kêu lên, Điền Chuân cửu tử, sao ngươi cũng đến. Tên này vừa nghe quả nhiên sửng sốt, đúng lúc đó diệt hồn thương của Diệp Phàm đập mạnh xuống đầu y. Ba một tiếng, tên này bị quật ngã xuống, đám thi thư đều phun ra chất lỏng màu xanh như mưa, bao phủ lấy người của Thốn Ninh. A! À, trong sơn động, tiếng kêu la của Thốn Ninh cực kỳ thảm thiết, lúc này toàn thân y đã bị chất lỏng màu xanh khiến lạnh thấu tim rồi. Thốn Ninh giãy giụa điên cuồng, bay lên không trung nhưng bỏ qua Diệp Phàm, đạp về phía Akiyama Linyifu, phỏng chừng trước khi chết cũng muốn kéo một người chết cùng. Bao Nghị đúng lúc này bắn liên tiếp ba phát súng về phía Thốn Ninh, người này không để ý đến viên đạn, mà chỉ muốn xử lý ba người Phí Thanh Sơn. Nhưng Diệp Phàm không để cho y đạt được mục đích, hắn thi triển thần hành thuật đi đến bên cạnh Phí Thanh Sơn. Khai bi thủ của Lô Gia được thi triển ra, một tiếng thịch vang lớn. Thốn Ninh cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng rồi rơi xuống dòng nham thạch đang nóng chảy. Cảnh này khiến cho tên của Cùng Âm giáo kia cũng sợ run, muốn hướng về phía vách đá mà đi. Nhưng tên này cũng khó tránh được vận mệnh giống như Thốn Ninh, dưới sự liên thủ của hai người Diệp Hồng, chỉ trong mấy chiêu y cũng đã bị ngã xuống dòng nham thạch. Mà dòng nham thạch phun trào rất cao, những con thi thư vừa to vừa béo lại cuồng mãnh công kích về phía đám người Diệp Phàm. Mau lui về đi, thi thư quá nhiều. Diệp Phàm kêu, kéo cùng với Hồng Tà. Chuyện quỷ dị đã xảy ra, lúc này chiếc dương trở nên rất nhẹ nhàng, hai người vừa kéo chiếc dương đã được kéo bổng lên. Nhưng, tốc độ của đám thi thư cũng trở nên nhanh hơn, mỗi con giống như một viên đạn bay loạn xạ trong không trung. Chương 3546, phụ thân của huyết cương là. Nếu như không muốn đụng vào chúng thì quả thực không có khả năng, kết quả là, năm người Diệp Phàm đều bị thi thư ép lên tảng đá bên cạnh nham thạch nóng chảy. Diệp Phàm phát hiện, hòn đá cách nham thạch gần nhất không ngờ lại có màu xanh biếc. Mẹ kiếp, đá lục bảo à? Bao Nghị hét to một tiếng. Người đúng là có tâm hồn tham tiền đấy, nhanh nghĩ cách mà chuồn đi. Hồng Tà mắng một tiếng. Nói thì nói vậy, nhưng lúc này đám thi thư vây lại như vậy, năm người nhất thời đều có chút luống cuống tay chân. Bởi vì, Bao Nghị có công lực yếu nhất, thỉnh thoảng Diệp Phàm lại phải khua một chưởng hoặc đập tới một quyền để trợ giúp gã. 3 phút đồng hồ ngắn ngủi qua đi, vì quá mất sức cho nên 5 người sắp không chống đỡ nổi nữa. Còn Bao Nghị thì tránh trái né phải, cũng cực kỳ nguy hiểm rồi. Diệp Phàm vừa thấy, vội dùng công lực kéo Bao Nghị về phía sau mình. Có cao thủ bảo vệ, Bao Nghị cũng được an toàn. Mẹ kiếp, ông đây không có việc gì làm đập khối đá lục bảo này mang về kẻo uổng công đến đây. Bao Nghị vừa nhìn thấy đá lục bảo mắt đã sáng ra rồi. Gã không nghĩ nhiều. Giơ búa lên đập xuống dưới đất một nhát. Loảng xoảng, dùng hết khí lực cuối cùng gã cũng đập xuống được một tảng nhỏ bằng chậu rửa mặt, rồi bỏ vào ba lô. Đúng lúc này,
chuyện lạ đã xảy ra, toàn bộ động lớn rung lắc, động sắp sụp rồi, nhanh nghĩ cách rút đi. Diệp Phàm vừa thấy vậy liền hét lớn, nhưng lời này căn bản cũng vô ích, ai cũng không dám nghĩ, có thể rút lui thế nào được chứ. Một tiếng giòn tan vang lên, chỗ bị bao nghị đập vỡ kia bỗng nhiên nứt ra, thành một khe lớn sâu nửa mét, rộng chừng 2 mét. Còn nham thạch dọc theo cái khe kia mà phun tới, không lâu sau hung hăng đánh lên vách động. Lại một tiếng động nữa chấn vang, vách động cách đó không xa giống như không chịu nổi sự công kích này, rồi bị khoét thành một cái khe lớn. Nham thạch càng lúc càng mãnh liệt, khe càng được mở rộng hơn. Diệp Phàm vừa thấy, kêu lên, chúng ta hướng theo chỗ khe kia, không chừng lại có đường sống. Phía trên thì không về được rồi. Vừa nói xong, hắn kéo bao nghị chạy về phía khe kia. Vì có khinh thân công phu tốt, cho nên việc đi lại cũng không khó khăn lắm. Còn Hồng Tà và Phí Thanh Sơn cũng chạy theo. Điều đen đủi chính là vừa chạy đến mơi thì cái khe kia lại không thấy đâu cả. Xong đời rồi, tử lộ. Diệp Phàm kêu một tiếng. Lui về đi, Hồng Tà kêu lên. Khoan đã, bên trên hình như còn có độ cao, chúng ta trốn lên trên một chút. Diệp Phàm kêu lên, nhảy dựng lên trên, vì phía trên còn có một chỗ có thể đứng được, chỗ này cách dòng nham thạch cũng khoảng 30 mét và cũng tương đối là rộng. Năm người nhảy lên, nham thạch đánh đến đây thì lại bật ngược lại. Còn Thi Thư cũng đuổi đến, nhưng cái khe vốn chỉ to bằng 2 người, cho nên chỉ có thể 1-2 con Thi Thư đuổi tới. Như thế này thì dễ ra tay rồi, Hồng Tà đứng trên mỏm đá giết từng con một. 4 người thay phiên nhau giết Thi Thư, sau khi đặt dương xuống. Diệp Phàm mới có thời gian nhìn chiếc dương. Tuy nhiên, dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện con rết khác trên chiếc dương hình như động đậy. Hắn nhìn kỹ, tuyệt đối là sự thật. Đúng là động đậy rồi, ngay cả Hồng Tà đều rõ ra kinh ngạc nhìn chiếc dương. Không phải bên trong có cái gì đó sắp ra chứ? Bao nghị hỏi. Két, 4 vách đá đột nhiên sáng ngời, chiếc dương cũng sáng lên. Con rết khác trên đó cũng vặn vẹo thân mình, giống như vừa tỉnh ngủ vậy. Đám người Diệp Phàm cầm binh khí cảnh giác chiếc dương. Con rết kia cử động nhanh hơn, nhưng chưa bay ra khỏi dương. Đúng lúc này, huyết cương treo trên người Diệp Phàm phản ứng kịch liệt. Diệp Phàm thả cô ra. Ô! Một tiếng kêu, con rết trên dương rốt cuộc phi lên không trung. 4 vách động bị đập tới tấp. Không lâu sai, khí trạng rết cửu u trên người huyết cương hướng lên vách động mà đi. Người và rết truy đuổi nhau trên không trung, khiến cho đám người Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Không lâu sau, 2 con rết bay trở lại dương. Răng rắc một tiếng giòn tan, chiếc dương trong nháy mắt bị thu nhỏ lại, chỉ bằng khoảng 1 mét. 5 người đều đề phòng, bao nghị sớm đã rút ra 2 quả lựu đạn, sẵn sàng ném ra. Mọi người vừa thấy nhất thời trợn tròn mắt, bên trong không ngờ là một cái đầu người, trông vẫn rất tươi, ngũ quan đều rất rõ ràng giống như người sống. Trong 5 người chỉ có một mình Diệp Phàm nhìn chằm chằm chiếc đầu. Bởi vì, đầu này trông giống hệt với đầu của người rết trong rừng ma kia, như thể được đúc ra từ một khuôn vậy. Phụ thơ phụ thân huyết cương thiền mị đột nhiên giống như tỉnh táo rồi, đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu trước chiếc dương. Làm sao cô biết đó là cha cô? Diệp Phàm hỏi. Tôi không rõ lắm, trong đầu mơ hồ xuất hiện hình ảnh cha tôi dẫn tôi chơi đùa, hơn nữa, tôi biết, bọn họ gọi ông ấy là Hoàng Á Kỳ. Hoàng Á Kỳ, tên này nghe rất quyền quý. Diệp Phàm nói, cô đã nghĩ ra gì chưa? Phụ thân đầu đội ngọc quan, rất uy phong. Hơn nữa, dưới tay hình như còn có rất nhiều người, trông ông như hoàng đế vậy. Trong đầu tôi thường xuất hiện cái tên cửu u quốc, người trong nước đều nuôi loại rết cửu u này. Sau khi trưởng thành rết còn mọc cánh, người trong nước đều cưỡi nó mà chinh chiến thiên hạ. Huyết cương nói, còn cái gì nữa không? Ví dụ như có hình ảnh của đán phi tử hay không? Còn nữa, có hình ảnh của cửu chỉ thần đạo hay không? Quan trọng nhất là đầu của cha cô sao lại ở trong dương? Thân thể của ông ấy đâu? Diệp Phàm giống như nã pháo vậy. Tôi không rõ ràng lắm, không có nữa, trong đầu trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, mờ ảo xuất hiện một hình ảnh. Đó chính là con rết mà phụ thân cưỡi rất lớn, dài đến 100 mét, trông như một chiếc xe tải khổng lồ. Phụ thân rất uy phong, nhưng con rết bị thứ gì đó từ chân trời bay đến chém đứt mất đầu. Phần người còn lại từ không trung rơi xuống, cuối cùng bị đập vào miệng núi lửa khắc tà lý. Núi lửa lúc đó phun một chút nham thạch, sau đó, con rết liền biến mất tại núi lửa đó. Huyết cương nói, chẳng lẽ là con rết bị mất đầu mà khi chúng ta vào nhìn thấy đó sao? Thời gian dài hoặc vì nguyên nhân gì đó khiến nó bị hóa thạch sau đó dính trên vách đá. Diệp Phàm hỏi,
Tôi không rõ lắm, trong đầu mơ màng, nhìn không rõ. Huyết Khương thống khổ vỗ vỗ đầu mình. Đừng nóng vội, từ từ nghĩ, con rết này nếu đã là của cha cô thì chúng ta từ từ nghĩ cách. Diệp Phàm an ủi, Huyết Khương chỉ có thể đối thoại với Diệp Phàm, những người khác không nghe thấy được. Chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài mới được, Hồng Tà nói. Nghỉ ngơi một chút rồi đánh tiếp, một người giết Thi Thư, bốn người còn lại có thể nghỉ. Diệp Phàm nói, mấy người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy giờ qua đi, cảm thấy cũng đỡ rồi. Diệp Phàm vọt ra ngoài trước, lúc này năm người liền trở lại chỗ nham thạch nóng. Con Thi Thư lớn lại sắp xuất hiện, nhưng, lúc này con rết cửu u bay lên không trung phát ra ánh sáng màu xanh lam. Thứ ánh sáng màu xanh này khiến cho đám Thi Thư sợ hãi, liền nhanh chóng rơi xuống nham thạch, nhất thời không trung không còn con Thi Thư nào. Đúng lúc này, con rết cửu u trên chiếc dương lại chui xuống nham thạch, không lâu sau lại đi lên. Tuy nhiên, miệng nó hình như cắn một vật hình chứng nào đó. Thứ hình chứng này bị nó phun lên không trung, sau đó lại bị con rết của Huyết Cương cắn vào. Không lâu sau, toàn thân Huyết Cương hiện lên khí tử sắc, làn da càng trở nên tươi tắn hơn, vô cùng giống da của người sống. Hơn nữa, ngay cả mùi hôi khó chịu trên người cũng bị mất hết. Bích mấy tiếng, thân thể Huyết Cương dưới tử quang chiếu rọi, mọc ra một đôi cánh một cách quỷ dị. Đôi cánh rất trong suốt, cả người bay lên không trung, xoay quanh một cái mới hạ xuống trước mặt Diệp Phàm. Cô thực sự trở thành phi cương rồi sao? Diệp Phàm mừng rỡ. Tôi thực sự trở thành phi cương rồi, hiện tại có thể bay được trong cự ly ngắn, vì cánh chưa thành thục lắm, nhưng tôi có cảm giác sức lực trong thân thể rất lớn, có lẽ là đã đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn rồi. Huyết Cương vẻ mặt vui mừng. Hay lắm, Diệp Phàm đương nhiên vui mừng. Nhìn đám Thi Thư này hình như không đến công kích nữa. Có hiệu quả, chạy mau. Diệp Phàm kêu lên, tuy rằng tạm thời còn bình tĩnh, nhưng khó bảo đảm rằng đám Thi Thư đáng ghét kia sẽ không công kích nữa. Cho nên, sáu người chạy xông lên, Huyết Cương lưng cõng chiếc dương. Con rết cửu u lại khôi phục lại nguyên trạng, còn con của Huyết Cương lại quay lại trong cơ thể. Lần này thực sự thuận lợi trở lại chỗ đất bị tách ra ban đầu. Đi đường nào? Diệp Phàm hỏi. Đi đường ban nãy thì con Thi Thư kia vẫn còn đó, hình như sức công kích của nó ở trong nham thạch còn lợi hại hơn nữa. Phí Thanh Sơn nói. Vậy đi con đường mà người của đường thủ đạo đến kia. Diệp Phàm nói, không do dự đi theo con đường mà lúc Tiêu Dương Thiên rút lui chọn để đi. Tuy nhiên, vừa mới đi được chừng 50 mét, phía trước lại truyền đến tiếng la a. Chương 3547, ba tên khôi hài. Nghe xem. Âm thanh này hình như lúc trước khi chúng ta tiến vào nghe thấy. Hồng Tà nói. Những người khác vội gật đầu nói. Chúng ta tưởng từ chỗ nham thạch phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiện tại xem ra không phải. Nơi này chẳng lẽ còn có người khác? Diệp Phàm di đầu, hướng về phía nơi phát ra âm thanh cẩn thận mà đi. Càng lúc càng gần, đúng rồi, chính là âm thanh này, hình như là rất thống khổ. Bỗng nhiên, Diệp Phàm dừng bước. Tình cảnh trước mắt thiếu chút nữa khiến mọi người cười thành tiếng. Sao thế hai vị cao thủ Hoa Sơn, sao không về mà ở chỗ này chơi đùa với heo vậy? Bao Nghị châm chọc nói. Đúng vậy, dùng heo làm dụng cụ đẩy tạ cũng không tệ lắm, lúc nào mệt rồi thì có thể mổ heo nướng ăn. Akiyama Linyifu cũng cười châm chọc nói. Đối với hai tên nhát gan này, Akiyama Linyifu cũng rất khinh bỉ. Phí Thanh Sơn thì không xúc động như vậy. Mà vẻ mặt canh giác nhìn chằm chằm về phía trước. Mà Diệp Phàm và Hồng Tà cũng khiếp sợ. Bởi vì, phía trước là một mảnh đất động bích rất rộng. Bốn vách động đều có lửa thiêu đốt, khiến cho cả động sáng bừng như ở ngoài trời. Giờ khắc này, có ba tên đang chống đỡ pho tượng heo, hơn nữa, con heo kia giống như heo trong phim hoạt hình. Heo cũng không lớn lắm, nhưng rất dài, ước chừng cũng phải đến 3-4 mét. Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất cùng với một tên tóc tai bù xù hai tay đẩy đầu heo. Xem ba tên vẻ mặt đều đỏ bừng, giống như con heo kia quá nặng ba người chịu không nổi, hai cánh tay đều cong lại rồi. Heo gì mà nặng như vậy, không ngờ có thể khiến cho hai tiên thiên cường giả trở nên thảm như vậy. Hồng Ta, ông nói xem, có phải con heo gặp ở trong mộ của Thái Cực Thất Đạo ở phái Võ Đang không? Diệp Phàm hỏi. Lúc đó cậu tận mắt nhìn thấy. Cậu nói là xác thực nhất rồi. Tuy nhiên, tuyệt đối như phiên bản của con heo bị đại đạo tử ngồi xếp bằng lên vậy. Chẳng qua, pho tượng con heo kia rất lớn, con này nhỏ hơn. Hồng Tà nói, con kia phỏng chừng còn lợi hại hơn con này,
con kia phải cao thủ thất thần cảnh thái cực thất đạo mới có thể ngăn chặn được. Con này có vẻ quỷ dị, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi thấy, có phải là con heo kia phân thân không? Diệp Phàm nói, tôi cũng không rõ lắm, sao bọn họ lại chơi trò đu heo như thế kia? Hồng Tà hỏi, xem ra bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng hình như không thể thoát được con heo. Còn nữa, người tóc dài ở giữa kia là ai vậy? Trông thảm lắm rồi, trên mặt có vết dao rạch qua, ngay cả mũi cũng bị chém nứt một mẩu. Còn nữa, người này là ngồi xếp bằng, nhưng, hai cánh tay người này rất dài, không ngờ cũng có thể nâng đẩy heo. À, người tóc dài lại phát ra tiếng kêu thống khổ, sáu người Diệp Phàm biết, tiếng kêu thảm thiết ban nãy là do ông ta phát ra. Tiếng kêu này trong động trống trải nghe đặc chói tai. Hai vị, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm hỏi Tiêu Dương Thiên. Ai à, nha. Đúng là quỷ dị, Tiêu Dương Thiên giống như muốn nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra tiếng nói đầy đủ, chỉ ơ a như trẻ con lên ba. Ông giải thích rõ ràng đi xem nào, cứ u ơ như vậy thì ai mà nghe được. Hồng Tà hừ nói, Tiêu Dương Thiên mặt đỏ bừng nhưng cũng không thể nào mà nói được. Không phải không muốn nói, mà là áp lực quá lớn không thể nói được. Diệp Phàm nói, trong lòng cảm thấy giật mình. Tiền bối, ông là... Diệp Phàm dùng tiếng Anh hỏi người tóc dài ở giữa. A, 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 Thiên, Thiên. Người này lại phát ra tiếng kêu thống khổ. Thiên cái gì, giải thích rõ đi. Diệp Phàm hỏi, hình như người này mạnh hơn Tiêu Dương Thiên một chút, còn có thể nói được một chữ Thiên khá rõ. Đao, đao. Người nọ giống như dồn hết khí lực để nói ra chữ đao. Hình như dùng sức quá nhiều, heo lập tức ép tới đỉnh đầu heo, còn Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất cũng bị đen đuổi theo. Hai người liếc mắt nhìn người tóc dài một cái. Thiên, đao, chẳng lẽ ông chính là Thiên Đao? Diệp Phàm nhất thời cả kinh. A, à, người này giống như hưng phấn lên, cười điên cuồng một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thiên Đao, không phải từng là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Đường Thủ Đạo sao? Chính là sư phụ của Điền Chuân Cửu Tử, hình như rất bá đạo, từng sống mái với đám người do trưởng môn thôn Dã Thương Ngưu. Diệp Phàm nói. A, à, Thiên Đao gống như đang đáp lại, nhưng chỉ có thể phun ra chữ A. Có cứu bọn họ không? Hồng Tà nói. Tôi thấy không thể cứu, vừa rồi có lẽ là hai người Tiêu Dương Thiên tiến vào cũng nhìn thấy cảnh này chắc cũng muốn cứu một phen, nhưng cũng bị lôi vào. Bao Nghị nói. Hai người Tiêu Dương Thiên trừng mắt nhìn Bao Nghị như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy chưa, tôi nói đúng quá nên bọn họ mới tức giận như vậy. Bao Nghị hừ nói. Không cứu thì cũng không được. Dù sao cũng cùng nhau đến đây. Hai người bọn họ bất nhân với Diệp Phàm tôi nhưng bọn họ cũng không thể bất nghĩa với bọn họ. Diệp Phàm nói. Ya, ya. Tiêu Dương Thiên cố gắng phát ra tiếng ya, giống như đang muốn đáp lại. Hơn nữa, vẻ mặt hai người tỏ ra hổ thẹn. Đến lúc này rồi còn quản bọn họ làm gì? Chúng ta cứ nghĩ cách thoát thân đi. Nếu chúng ta cũng bị dính vào trong đó thì phiền to. Diệp Phàm, cậu đừng nhân nghĩa với bọn họ nữa. Bởi vì họ không xứng đáng. Huống chi chỗ này quỷ dị như vậy, một con heo có thể chèn ép ba cao thủ như vậy. Theo cách nói của Quy Giã Tam Lang thì Thiên Đao này còn lợi hại hơn cả Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Không chừng đã là cao thủ bán niệm khí rồi. Cao thủ như vậy mà cũng không thể thoát thân, chúng ta dại gì mà chọc vào con heo này làm gì? Hồng Tà nói. Diệp Phàm, lúc này không thể hành động theo cảm tính được. Ta biết con hiệp nghĩa, nhưng khi đứt thì phải đứt. Phí Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng nói. Chúng ta không thể cứu được chứ không phải không muốn cứu. Akiyama Li Nhi Phu khéo léo đồng ý với Phí Thanh Sơn. Xin lỗi, tất cả mọi người không đồng ý, tôi cũng đành phải theo thôi. Ba vị, chúc may mắn. Diệp Phàm nhún vai, quay ngoắt đi luôn. Liệu chỗ ra khỏi động có ở sau lưng heo không? Lúc này, Bao Nghị mắt sắc lên nói. Toàn bộ miệng động đều bị heo chặn lại rồi. Nếu muốn đi ra khỏi động thì phải chui qua thân heo. Phỏng chừng hai người Tiêu Dương Thiên cũng bị mắc lừa như vậy. Diệp Phàm nói. Cứ quay lại đi, con heo lợi hại thế này chúng ta chi bằng đi đấu với con thi thư lớn kia. Không chừng hy vọng thắng lợi của chúng ta còn lớn hơn có đúng không? Hồng Tà nói. Vậy thì quay lại đi. Diệp Phàm gật đầu, mấy ngựa quay đầu bước đi. Sau lưng truyền đến tiếng kêu phẫn nộ a. Không lâu sau thì đến chỗ giết chết thi thư kia. Phát hiện con thi thư vẫn còn đó, nhưng, thân hình nó nhỏ hơn lúc trước một nửa.
lần này có kinh nghiệm, mấy người Diệp Phàm cùng đứng lên. Không lâu sau Diệp Phàm trạc thành công túi mệnh dưới bụng Thi Thư. Một chất lỏng từ đó chảy ra, Thi Thư kêu thảm, không lâu sau chỉ còn một lớp da. Sáu người Diệp Phàm không dám dừng lại mà xông lên phía trước mà đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lần này Hồng Tà chạy lên trước, đột nhiên phanh lại, hơn nữa, vẻ mặt ngây ngốc nhìn phía trước. Đã hiểu ra tất cả rồi, không ngờ lại trở lại trong động lúc nãy. Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sát Nhất nhìn xem, còn tưởng rằng mấy người này thay đổi chủ ý quay lại cứu mình. Cho nên, vẻ mặt tỏ ra cảm kích, ngay cả người tóc dài cũng như vậy. Trở về thử xem. Diệp Phàm truyền mật âm nói, sáu người quay đầu bước đi. Tuy nhiên, chuyển động một vòng lại trở lại. Khiến cho ba người Tiêu Dương Thiên vẻ mặt khó hiểu nhìn sáu người Diệp Phàm. Còn tưởng rằng có phải sáu người này đang phối hợp bí thuật gì không? Tôi thử lại xem, liệu có phải nhầm hay không? Hồng Tà lại kiên cường chạy trước, kết quả lại trở lại chỗ mấy người Diệp Phàm. Đừng đi nữa, tiết kiệm sức lực đi. Nơi này thực sự cổ quái, ông nghĩ thử xem. Phụ thân của Thiền Mị là người của thời đại nào, người ta là thân thủ ra sao, đây chính là cao thủ cùng đẳng cấp với Vũ Vương và Đán Phi Tử, nhưng cuối cùng cũng bị chặt đầu để ở trong nham thạch. Chúng ta muốn ra ngoài phỏng chừng cũng rất khó khăn. Hơn nữa, tôi nghi ngờ con heo này chính là trấn thủ Hoàng Á Kỳ cha của Thiền Mị. Mấy người Diệp Phàm lui ra bên ngoài nói. Bọn họ lợi hại, nhưng không phải có người từng ra ngoài sao. Ví dụ như đệ tử Điền Chuân cửu tử của Thiên Đao chẳng hạn. Phỏng chừng bí mật mà Điền Chuân cửu tử nói chính là việc sư phụ bị hãm hại ở đây. Lúc trước có lẽ là Điền Chuân cửu tử nghe nói sư phụ ở đây cho nên mới trúng bẫy của ba hộ pháp khác. Phí Thanh Sơn nói. Đúng vậy, Điền Chuân cửu tử bị trọng thương còn có thể đi ra ngoài. Đây chứng tỏ có cách để đi ra. Chẳng qua chúng ta chưa tìm được chiêu số mà thôi. Akiyama đại sư nói. Đường ở chỗ nào? Bao Nghị hỏi. Thiền Mị, cô có phát hiện mới gì không? Vốn cô cảm giác nơi này thân thiết, liệu có phải vì đầu cha cô ở chỗ này? Diệp Phàm hỏi. Cảm giác thân thiết chắc là từ phụ thân tôi, tuy nhiên ngoài điều này ra tôi cũng không phát hiện ra điều gì. Hơn nữa, trong trí nhớ của tôi cũng không xuất hiện hình ảnh có liên quan đến nơi này. Thiền Mị nói. Huyễn Ma, ông là cao thủ thoát thần cảnh, có thể nhìn ra được huyền cơ nơi này hay không? Diệp Phàm hỏi Huyễn Ma. Rõ ràng là hai con đường, sao lại biến thành một như vậy? Thật sự quá kỳ lạ, thiết kế này quá kỳ diệu, lão ma tôi bội phục rồi. Huyễn Ma nói thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm tức nổ mũi. Chương 3548, Diệt Hồn Nhất Thương. Ông nói những lời vô nghĩa làm gì? Nói những câu hữu dụng đi. Ví dụ như, ông có nhìn ra điểm quan trọng gì không? Có cách nào ra ngoài không? Hôm nay nếu không ra ngoài được, có lẽ chúng ta phải ở trong này. Đến lúc đó, lão ma ông cũng không đi đâu được. Nhìn thấy chưa, ngay cả cao thủ Hoàng Á Kỳ cũng bị người ta chém đầu ở đây. Tôi và ông căn bản là không so được với ông ta đúng không? Diệp Phàm nói. Hoàng Á Kỳ này là ai? Huyễn Ma đột nhiên nói. Ôi, tôi lại quên mất ông ta chính là cha của Huyết Cương. Diệp Phàm nói ra sự thật. Để tôi xem đầu lâu của ông ta. Huyễn Ma nói dường như rất cấp bách, Diệp Phàm liền mở hòm ra. Mở cái hòm này ra vẫn còn một ít chu chiếp, phải để hai con giun chạm đầu vào nhau mới ở hòm ra được. Nếu như không có Thiền Mị thì cái hòm này không thể mở ra được. Sao lại là ông ta? Huyễn Ma vừa nhìn thấy đã kêu thất thanh. Ông đã từng gặp ông ta rồi sao? Diệp Phàm liền thấy hứng thú. Chính là cái người điên mà tôi đã nói với cậu rồi đó, võ công rất cao. Năm huynh muội, huynh đệ chúng tôi liên kết lại mà còn không đánh nổi ông ta. Lúc đó ông ta như kẻ điên cứ gặp người là đánh. Cho nên, mới bị gọi là người điên. Huyễn Ma nói với vẻ hơi rụt rè. Lạ thật, lẽ nào Hoàng Á Kỳ này là người Tam Quốc sao? Hơn nữa, lẽ nào lại là một tiểu quốc vương của một vương quốc nào đó? Nhưng sao lại làm cùng với Đán Phi Tử? Đán Phi Tử ít nhất cũng phải là người của thời đại Vũ Vương. Hai triều đại này kém nhau đến mấy ngàn năm, thật vô lý. Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên. Người này có tật xấu, Đán Phi Tử đến giờ vẫn có thể tính kế với cậu, bọn họ tính kế Hoàng Á Kỳ thời Tam Quốc này thật là lạ. Hơn nữa, Hoàng Á Kỳ này là cao thủ sống được hơn 200 tuổi không thành vấn đề. Ông ta còn là người sớm hơn thời Tam Quốc. Sau đó có lẽ là trúng bẫy của Đán Phi Tử hoặc Vũ Vương mới thành ra như vậy.
ân oán của bọn họ chúng ta đâu có làm rõ được. Huyễn Ma nói. Hơn nữa, chúng ta có thể học được võ công đã thất truyền của Cửu Chỉ lại không phải là một nhân chứng sống. Mấy người này thật đáng sợ, sự bố trí này thật chu đáo, chặt chẽ, người thiết kế thật khéo léo khiến người ta thán phục. Rốt cuộc bọn họ muốn chơi trò gì đây? Hình như là sắp xếp cả thiên hạ vậy, ván cờ này cũng là quá lớn. Lẽ nào chúng ta đều là quân cờ của bọn họ? Vậy bọn chúng chém đầu lâu Hoàng Á Kỳ này trong nham thạch nóng chảy là có ý gì? Lẽ nào trong đầu Hoàng Á Kỳ này có bí mật gì sao? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này lạ thật, trước khi tôi chuyển kiếp ở trên người Akiyama Mita không phải là có một giao dịch về đầu lâu gì đó với cậu sao? Có khi nào lên Hoàng Á Kỳ này chính là một tên quân Nhật? Ông ta cũng biết hồng huyết đao thuật, lẽ nào dù chỉ còn lại cái đều cũng có thể nghĩ ra cách chuyển kiếp? Chỉ có điều ông ta không gặp may mắn không thể tìm được một cơ thể thích hợp. Còn mấy năm gần đâu có võ công tuyệt đỉnh cũng phải đến nơi này. Có lẽ là trước kia Hoàng Á Kỳ này đã sắp xếp rồi. Nếu như có cơ thể thích hợp sẽ chuyển kiếp, có lẽ đầu lâu của Hoàng Á Kỳ này sẽ có động tĩnh. Trí thông minh của Huyễn Ma cũng không tồi. Thật là có lý. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, tôi cảm thấy Hoàng Á Kỳ này có những xích mích gì đó với nước Nhật Bản. Ly Nhi Phu đến đây, Akiyama Mita cũng đến ngay. Đến cả thiên đao một người có võ công cao nhất cũng ở chỗ này. Có lẽ mấy người này đều không thích hợp để chuyển kiếp. Ta cảm thấy chỗ này chính là một kết cục của Hoàng Á Kỳ. Cậu xem, đến cậu cũng bị hấp dẫn đến đây. Còn cậu phát hiện ra huyết cương, thiền mị chính là bước đầu tiên. Còn bước thứ hai chính là thu hút cậu đến đây. Bước thứ ba là gì đó lão ma tôi cũng đoán không ra. Hơn nữa, tôi lờ mờ cảm giác được cái đầu lâu của Hoàng Á Kỳ này thật đáng sợ. Cứ nhìn thấy nó là tôi lại run lên. Vừa rồi vì sao tôi lại bảo cậu ngẩng đầu lên thở ngay chính là vì tôi không chịu được nữa. Huyễn Ma nói. Nhưng chúng tôi nhìn thấy cái đầu lâu này lại không có cảm giác gì. Rốt cuộc là vì sao? Diệp Phàm hỏi. Đó là vì nó không phát huy với cậu. Hoặc là các cậu không đủ cấp bậc, không cảm nhận được chính sự uy lực của cao thủ này. Huyễn Ma hăng say nói. Mấy người lại đến trước động rồi. Đáng sợ. Huyễn Ma phun ra hai chữ. Cái gì đáng sợ? Diệp Phàm hỏi. Cái đầu heo kia thật là đáng sợ, tôi cảm nhận được uy lực của nó y như cái đầu lâu của Vũ Vương kia. Trên cơ thể con heo này cũng phát ra loạn uy áp giống như của Hoàng Á Kỳ. Còn cậu không cảm nhận được là vì cấp bậc còn chưa đủ. Hơn nữa, tôi cảm nhận được các cậu bị lạc đường chính là do loại uy áp của con heo này làm ảnh hưởng đến nhận thức của các cậu. Khiến các cậu cảm thấy đi con đường này là đúng, cho nên, mới cứ liên tục đi lòng vòng rồi lại về điểm ban đầu. Huyễn Ma nói, nếu như theo cách nói của cậu, chúng ta phải phá giải được cái đầu heo này trước, nếu không uy áp của nó vẫn sẽ mê hoặc chúng ta hoặc không cho chúng ta ra ngoài. Đến ông cũng cảm thấy run sợ. Liệu chúng ta có thể giải quyết được cái đầu heo này hay sao? Lúc trước những huynh đệ khác của cái đầu heo này chính là liên thủ trấn áp Thái Cực Thất Đạo. Diệp Phàm nói. Mẹ kiếp, cái đầu heo này thành đầu heo thần mất rồi. Lẽ nào, còn là sủng vật của Đán Phi Tử hoặc Vũ Vương sao? Huyễn Ma chửi bậy. Chúng ta cử tấn công cái đầu heo kia một lần, đến lúc đó nếu không được thì ông sẽ giúp chúng ta. Diệp Phàm nói. Tôi cố hết sức rồi. Huyễn Ma cũng biết tình thế nghiêm trọng, tất cả mọi người không ta được nơi này. Chúng ta cùng đánh thử cái đầu heo này xem sao. Diệp Phàm nói, diệt hồn thương bước toàn bộ nội khí bắn vào cái đầu heo. Đám người Phí Thanh Sơn cũng qua tiếp chiêu. Rầm rầm, năm người Diệp Phàm tất cả đều ngã xuống đất. Quá mạnh, Bao Nghị sợ hãi than nói. Tôi dùng thử thương xem. Mau bảo cậu ấy đừng dùng súng. Huyễn Ma kêu lên. Sao thế? Diệp Phàm có hơi khó hiểu. Lãnh khí không thay được nhiệt khí, tốc độ sẽ nhanh hơn đúng không? Ngu ngốc, vừa rồi trên mặt heo còn như cười giễu cợt. Thực ra là các cậu đang đánh chính mình. Chiêu kia vừa rồi là Diệp Phàm cậu lấy lực của một người để công kích Hồng Tà và bốn người khác. Nếu Bao Nghị dùng đạn, thì phải là người của thời các cậu tiếp đón. Cậu tự nhận tiếp viên đạn kia thì thử một lần đi. Nhưng lão ma tôi chưa muốn chết sớm như thế. Rõ ràng là tôi tấn công con heo. Diệp Phàm nói rồi chợt tỉnh ngộ. Có phải cái đầu heo này cũng biết Huyễn Ma công của ông không? Có lẽ võ công của người ta còn cao hơn mình, căn bản là không cần ảo ảnh. Sao các cậu lại quay về?
Huyễn ma hừ lạnh nói. Tôi hiểu rồi, có lẽ nào uy áp của đầu heo này đang tác quái đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, loại tự uy áp này chính là để cho các cậu tấn công lẫn nhau. Cho nên, cậu càng đánh hăng say thì càng không hay ho cho người của cậu. Huyễn ma nói. Cái này không khác gì thần xã của đường thủ đạo, nếu chúng ta tấn công chính mình thì đâu còn phải là tấn công heo nữa đúng không? Diệp Phàm nói. Không phải tôi đã từng nói với cậu rồi sao? Cấp độ của heo rất cao. Nếu cậu tấn công mình thì sẽ lập tức chết ngay. Huyễn ma nói. Chuyện này đâu có thể được, rốt cuộc phải làm thế nào? Diệp Phàm phát hỏa tức nói. Tôi cũng đâu có biết. Huyễn ma nói một câu suýt nữa làm ê mặt Diệp Phàm. Tôi thấy ông không làm gì, còn huyễn ma gì nữa, chó cũng không phải. Đến một con heo mà cũng không đối phó được ông còn thể diện gì. Còn tự cao về cái ảo ảnh, tôi thấy ông cứ tự cao đi. Diệp Phàm nói châm chọc. Ai nói là lão ma tôi không làm được, không phải chỉ là cái đầu heo sao? Huyễn ma đã trúng kế kêu gào lên nói. Vậy ông dùng ảo ảnh của mình để mê hoặc cái đầu heo này thử một lần xem sao, chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó ra tay. Diệp Phàm nói. Tiểu tử cậu đang kích tôi, nhưng lão ma tôi sẽ để cho cậu nhìn thấy thủ đoạn ảo ảnh của tôi. Huyễn ma cũng đầy hào khí, người này nhất lời đã quên đi vừa rồi mình còn tức giận. Các cậu đứng bên kia, còn phải thêm ba người nữa. Cậu dùng theo cách của chúng ta, dùng thuận hồng huyết đao khởi động ảo ảnh một lần. Lão ma tôi đã nghiên cứu 1000 năm rồi, có cùng kết quả với ảo ảnh vơi cửu thiên của hồng huyết đao này. Huyễn ma nói. Kha kha, chỉ bằng ông hãy truyền cho tôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Truyền cho cậu cũng được, nhưng công lực của cậu quá thấp, cậu không thể dùng được. Lúc đầu ảo ảnh của cửu thiên là tôi nghĩ cách đối phó với tên này. Chỉ có điều còn chưa dùng đến thì tôi đã xong đời. Bây giờ qua hơn 1000 năm bổ sung nó đã được hoàn thiện. Đương nhiên, loại trận pháp này rất hao tổn nội khí. Tất cả phải dựa vào các cậu, tôi chỉ dùng hồn khí để khống chế thôi. Nếu không thành công cơ thể sẽ mệt muốn chết, giải thích cho mọi người hiểu không được để lại một tia sức lực nào, tất cả phải dùng hết. Huyễn ma nói. Vì thế Diệp Phàm thành chuyển lời cho huyễn ma. May là dù cái đầu heo này lợi hại nhưng không thể quấy nhiễu được thuật truyền âm hoặc là phong bế được nó. Còn đến tất cả ba người Tiêu Dương Thiên nghe đều hiểu. Một đám người tuy không nghe thấy tiếng người nhưng cũng gật đầu đồng ý. Bắt đầu. Diệp Phàm hô lên một tiếng to như tiếng trống lên không trung. 8 đại cao thủ cùng phát lực, nhất thời trong sơn động tràn đầy nội khí khiến người ta khiếp đảm đến biến sắc. Nội khí như mây cuồn cuộn uẩn vào trong sơn động, nhưng Diệp Phàm phát hiện. Vẻ mặt của cái đầu heo kia đang lộ ra một tia khinh bỉ. Dường như với 7 tiên thiên, 2 cao thủ bán tiên thiên hợp lực cũng chẳng là gì. Vì công lực của Bao Nghị thấp, chỉ có thể đến cảnh giới bắn lén súng trường. Còn phải đề phòng mỹ nhân cá trên không trung, diệt hồn thương bay lượn trên không trung khống chế huyễn ma. Không lâu sau, Diệp Phàm phát hiện, diệp hồn thương như một chiếc bàn là có màu sáng hồng lúc ẩn lúc hiện. Lại không lâu sau, diệt hồn thương co duỗi. Bên trong phát ra từng đường khí. Thương khí có nhón tay lớn, bé, có 8 đường. Phát hiện khiếp sợ của Diệp Phàm là đầu heo kia có hơi ngạc nhiên sau đó vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Xem ra, trận ảo ảnh này đã có hiệu quả, nếu không sao nó lại biểu hiện như thế. Nhưng, biểu hiện đó của đầu heo cũng khiến cho Diệp Phàm khiếp sợ. Người này ra vẻ ngu ngốc. Thành công rồi, tấn công thôi. Huyễn ma kêu lên, 8 người dốc hết lực. Từ trong tim giống lên một tiếng thật to. Diệt hồn thương giơ lên trời như một đầu đạn lao xuống đầu heo. Chương 3549, cuộc chiến phá heo. Âm thanh chói tai liên tục vang lên, sơn động mở ra mạnh mẽ, ngay cả khối đá hoa cương nham thạch cứng rắn kia cũng lay động, những tảng đá rơi xuống càng lúc càng lớn. Lúc bắt đầu rơi là những hòn đá bằng nắm tay, sau đó là bằng thùng nước lớn nhỏ, sau đó là bằng cả một chiếc xe tải, cứ như vậy mà rơi xuống. Tất cả mọi người đều thất sắc, hoàn hồi bị chôn sống. Mọi người sợ đến mức tất cả để vặn vẹo mông muốn xê những tảng đá này ra, nói đùa, không cần sáng có được không? Đó không phải là khiến mình bị đập thành thịt vụn sao? Tỉnh lại đi, đây là ảo ảnh. Huyễn ma kêu lên. Ông muốn biểu diễn trò này khác nào dọa chúng tôi? Diệp Phàm bất mãn quát lên. Vớ vẩn, đây là để mê hoặc cái đầu heo đáng chết kia, lại thành ảo ảnh cho các cậu. Các cậu nhìn thấy không phải sự thật đâu. Huyễn ma hét lớn.
Xem ra, ông không mê hoặc được đầu heo mà ngược lại để nó mê hoặc chúng tôi rồi. Diệp Phàm hừ nói. Không cần phải để ý đến tảng đá có nện xuống đầu hay không. Huyễn ma kêu lên, Diệp Phàm cứ chạy nhanh mà gào thét. Rầm ầm ầm, bộp bộp bộp. Kết quả là mấy người Diệp Phàm bị đá rơi cho bị thương tất cả đều ngã nhào xuống đất chờ chết. Huyễn ma, ông còn nói rõ ràng là tảng đá kia rơi xuống không phải là ảo ảnh, sao tôi lại cảm giác nó đập trúng người tôi nhỉ? Ông xem, chảy cả máu, đau chết đi được, chẳng lẽ không phải ảo ảnh? Diệp Phàm quát, mau đi băng bó một chút, sau đó là đá thật rơi xuống đấy. Huyễn ma có chút xấu hổ nói, ôi, cửu thiên huyễn tượng của tôi vẫn không thể nào vượt qua uy áp của nó. Trên mặt con heo lại mỉm cười giễu cợt. Giống như một con heo thần đang uy phong nhìn xuống một bầy châu chấu yếu ớt. Két! Hồng tà bị con heo húc vào bụng, cảm giác như có cái gì đè lên, phản xạ có điều kiện của hồng tà là chống tay đứng dậy. Động tác cũng giống như ba người bên Tiêu Dương Thiên. Tiếp theo chính là Akiyama Linyifu, Phí Thanh Sơn, Bao Nghị. Một lực lớn truyền đến Diệp Phàm hắn cũng liều mình chống cự lại. Nhưng, cảm giác luồng lực kia mình không thể chống lại được. Bước chân không tự chủ được liền đi về phía con heo. Ông không phục, không phục. Diệp Phàm mắt đỏ ngầu nếu như mình đi đến thì cũng thảm chẳng khác nào Tiêu Dương Thiên. Ngay cả miệng vết thương cũng không băng bó được, máu cứ ứa ra. Đúng lúc này Diệp Phàm ở chỗ con heo bị Thái Cực Thất Đạo đè nặng bắt được viên đạn trong hòm rơi ra, chiếc hòm chấn động có phản ứng rồi. A! À, một tiếng kêu kinh thiên, cái hòm bị khẩu khí này thổi tung ra. Cái đầu của Hoàng Á Kỳ run lên một chút. Giống như một sự bùng phát sau cả ngàn năm chịu sự khống chế, mắt vẫn nhắm. Nhưng miệng đã hé mở. Trên chiếc hòm kia con rết cửu U bị hút vào miệng của Hoàng Á, không lâu sau lại phun ra. Sau khi đã luyện cửu U vật của Hoàng Á, con rết đã bò lên người Diệp Phàm khiến hắn xoay trong xung quanh. Dường như đột nhiên Diệp Phàm ngây người ra cảm giác đau đớn, giống như có cái gì đi vào. Diệp Phàm nhìn thấy mơ hồ như ảo ảnh. Hình mặt này có điểm giống Hoàng Á. Nhưng hắn không nhìn thấy cơ thể, thay thế lại là con rết cửu U. Diệp Phàm điên cuồng, cơ thể nhất thời dường như cảm thấy cơ thể mình biến thành một con rết. Con rết bò ra có cái đuôi to, hiển nhiên con heo có chút sợ hãi. Lại vẫy, lại vẫy. Cuối cùng thì con heo cũng bị siêu vẹo đụng phải vách tường, lại vẫy lại vẫy. Diệp Phàm đã ít nhiều hiểu được cái vẫy kia, con heo kia va đụng loạn lên trong sơn động. Hơn nữa, Diệp Phàm khiếp sợ, con heo kia cứ vẫy một chút thì lại nhỏ đi một chút. Sau khi vẫy mấy chục cái thì con đầu heo lớn 5 thước chỉ còn lại 1 thước. Cái này gọi là năng lượng đối kháng, đây chỉ có thể là năng lượng của heo, một lần quất ra sẽ mất đi một phần năng lượng, càng quất càng nhỏ. Âm thanh quái gì kia truyền đến hình như là hợp thành từ kim trúc. Ông chính là Hoàng Á. Diệp Phàm sợ thót cả tim. Chạy mau, nếu không tôi cũng chống cự không nổi đâu. Hoàng Á Kỳ không đáp mà kêu lên, Diệp Phàm cảm giác có một khí lực mạnh mẽ truyền đến. Tay ôm lấy Phí Thanh Sơn chạy ra ngoài. Ngoài Hoàng Á, cậu sẽ trở về. Không có nham thạch cửu U nóng chảy ông sẽ không sống được 10 năm, 10 năm. Phía sau có âm thanh truyền đến lờ mờ như có chút tức giận. Dường như tiếng gọi dán trên lưng người vậy. Đừng để ý đến nó chạy nhanh, nó không ra khỏi ngọn núi này đâu. Hoàng Á Kỳ kêu lên. Mấy người ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi nơi ám ảnh này. Đường ra bên ngoài lại nhanh chóng xuống núi. Một lúc sau lại chạy đến chỗ đầu cây cối dưới chân núi. Được rồi. Hoàng Á Kỳ kêu lên, Diệp Phàm cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, Nê Hoàn Cung lại đau đớn khôi phục nguyên trạng. Mấy người mệt nằm dưới đất một lúc lâu cũng không đứng dậy được. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà bảo tôi cõng ông? Phía sau, Tiêu Dương Thiên mắng, lúc này Diệp Phàm mới nghĩ ra. Cửu Thiên đang ngồi trên lưng Tiêu Dương Thiên. Dựa vào cái gì, chính là ông đây có thể cần cái mạng của ngươi. Tiên đao còn bá đạo hơn nhiều. Khoác lác, ông mạnh hơn ta, nhưng ông vẫn còn phải cảm tạ vị tiểu huynh đệ Diệp Phàm này đấy. Không có hắn ông đã sớm mất cái mạng này rồi. Tiêu Dương Thiên hừ nói. Đó là chuyện của ta và hắn, hơn nữa, ngươi cũng phải cảm tạ hắn đúng không? Thiên đao hừ lạnh nói, đương nhiên là biết nói tiếng phổ thông. Diệp Phàm phát hiện, thiên đao ngồi xếp bằng chứ không đứng lên, có lẽ chân cũng thành tàn phế rồi. Tiền bối, rốt cuộc ông xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm đi qua hỏi. Ôi, chàng thanh niên, chuyện này nói ra dày lắm.
Thiên Đao thở dài, chuyển chủ đề. Cậu thanh niên, Thiên Đao tôi sống cái gì cũng phải phân biệt rõ ràng. Cậu cứu lão phu một mạng, lão phu nợ cậu một ân tình lớn. Một cái mạng giá trị một ân tình, nếu như Diệp Phàm không cứu ông thì ông xong đời rồi. Hơn nữa, cái đầu heo kia luôn gây sức ép cho ông không thể chết ngay được đúng không? Hồng Tà châm chọc nói. Ừ, Thiên Đao lên tiếng. Cho nên, ông phải nhớ ơn mà báo đáp mới đúng. Lúc này Hồng Tà lại giống như một ông thầy, nhìn Bao Nghị và Diệp Phàm suýt nữa thì cười phá lên. Không phải tôi đã nói thiếu một ân tình rồi sao? Ông cho rằng ân tình của Thiên Đao tôi dùng mất trăm tiền là chuyện có thể được giải quyết sao? Thiên Đao hừ lạnh nói. Ông nói xem thế nào là một thiên đại. Hồng Tà cũng hừ lạnh nói, bắt đầu nóng tính. Sau này hắn gặp chuyện cần cao thủ giúp đỡ, Thiên Đao tôi có thể vì hắn mà chạy một chân. Không phải ông tên là Hồng Tà sao? Thiên Đao ngạo nghễ cao ngút trời hừ nói. Sao, lẽ nào ta đây cũng phạm lỗi với ông sao? Hồng Tà lạnh lùng nhìn Thiên Đao. Xem ra người này tràn đầy tà khí, nhưng lại không nhìn ta tà khí của ông ở chỗ nào. Có lẽ vì làm một người hầu nhỏ cho Diệp Phàm đã lâu rồi. Một chút nhuệ khí cũng cho ma bình rồi. Ta thấy ông sống thật uổng, Hồng Tà thì tà khí phải ngất trời, như vậy mới không lãng phí cái tà của ông chứ. Chó không phải ông mau biến thành dê đi, một kẻ tiên thiên viên mãn phải độc bá một phương mới đúng chứ. Nhưng ông thì sao, nhìn xem một con dê tiêu thiên đại viên mãn. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc quá. Thiên Đao đã chọc giận Hồng Tà mắng. Dê nhỏ, nếu không phải Diệp Phàm cứu người ra thì ta xem ngươi thảm hơn con chó cản đường thế nào. Tuy Hồng Tà ta có tà đạo trong người nhưng vẫn hiểu lý lẽ. Trước kia Diệp Phàm từng cứu ta. Ta báo đáp tri ân. Cho nên, Hồng Tà ta mới thành một tiểu người hầu của Diệp Phàm. Không giống như một số người, miệng thì nói hay. Báo đáp tri ân gì đó, toàn nhảm nhí. Ngươi hiểu cái gì gọi là ân sao? Cái mạng của Thiên Đao ngươi chính là một nhân tình thì thành xong luôn rồi. Xem ra như vậy Thiên Đao ngươi cũng không ra gì. Mạng của ngươi ấy à chỉ đáng giá bằng mấy câu gia cải, ta nhổ vào. Ngươi muốn tìm cái chết phải không tên dê nhỏ kia? Thiên Đao cửa nghe thấy thế như bốc nổ, giơ lên tấn công tát một cái. Muốn động thủ phải không Thiên Đao kia? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn ông ta. Được rồi. Y là một người hầu đắc lực của cậu, một người hầu tiên thiên đại viên mãn. Nhưng, trước kia có ai dám mắng Thiên Đao tôi như thế? Hôm nay tôi phải lấy mạng Y. Diệp Phàm cậu có van xin hộ thì coi như tôi đã trả hết ân tình cho cậu. Từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai cái gì. Thiên Đao này đúng là ma thật. Ha ha ha, tiền bối Thiên Đao, con người ông đúng là rất tính toán. Một cái tát mà đổi lại lấy một ân tình. Xem ra, cái mạng Thiên Đao của ông cũng chẳng đáng mấy đồng. Bao Nghị cười lạnh. Giá trị bằng một bàn tay thôi. Đến cả Akiyama Li Nhi Phu cũng không nhịn được nói châm chọc. Tiểu bối Diệp Phàm tôi không so đo với các lão phi, nếu đổi lại là trước kia thì tất cả phải chết rồi. Thiên Đao bá đạo tận trời, dường như ông ta là thần chết của nhân gian vậy. Ông thì tính cái quái gì, hàng xóm láng giềng, tôi đây có thể cứu ông ra ngoài thì cũng có thể diệt ông được. Chết tiệt, vừa rồi còn đáng thương như thế mà giờ thì không coi ai ra gì. Diệp Phàm tức giận, ném diệt hồn thương lên trời. Nhất thời trên thương hiện lên hàng loạt thương khí, hơn nữa có tiếng co giãn màu hồng. Một sức mạnh lớn uy áp về phía Thiên Đao. Thiên Đao vừa nhìn thấy, quả nhiên kinh ngạc, năm tay đang chặt liền buông lỏng ra. Ông mau lên, ta không chống đỡ được lâu. Huyễn ma ở trong thương hét lớn. Hồn khí màu hồng trên thương vừa rồi đương nhiên là hồn khí dung hợp với nội khí của Diệp Phàm. Nhìn dáng vẻ như dọa người, trên thực tế là nhìn chúng nhưng không chúng. Nếu như Thiên Đao là kẻ bán niệm khí thì có lẽ không hay ho chắc chắn là Diệp Phàm. Ông có phục không? Diệp Phàm mắt lạnh như băng chằm chằm nhìn vào Thiên Đao, vẻ mặt tràn đầy khí phách. Cậu! Thiên Đao cũng nhìn chằm chằm vào diệt hồn thương. Cứu một con chó vong ân phụ nghĩa, Diệp Phàm tôi hôm nay phải diệt nó. Diệp Phàm hừ một tiếng, động cả diệt hồn thương. Từ, cuối cùng Thiên Đao cũng hô lên, vì vừa rồi uy lực của diệt hồn thương chính ông ta đã nhìn thấy. Bề ngoài thì con heo tự mình đau khổ đập vào vách tường. Thực ra không bằng lực con giết cửu u của Hoàng Á Kỳ này. Phục chưa, tôi đếm một, hai. Diệp Phàm vừa nói đến câu thứ ba thì cuối cùng Thiên Đao cũng cúi đấy xuống miệng nói. Tôi phục rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Chương 3550, tiểu đệ bán niệm khí. Tiểu tử cậu mau chạy đi thu thương về, tôi không chịu được nữa rồi. Tiếng kêu đau đớn của huyễn ma lại truyền đến. Hừ, biết rồi là tốt, sau này chú ý một chút, thiên đạo ông, từ nay về sau là một người hầu nhỏ của Diệp Phàm ta. Mạng của ông thuộc quyền sở hữu của ta. Diệp Phàm còn khoe khoang một chút trước khi thu thương về, huyễn ma trên không trung suýt nữa thì hồn bay phách tán. Ha ha, khá lắm, sau này ta có bạn rồi. Hồng ta đợi cơ hội đã đến, cười to chừng mắt nhìn thiên đao. Thiên đao tôi biết chắc chắn trong lòng ông không phục đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh lại hỏi. Đương nhiên, muốn bắt thiên đao tôi làm người hầu, khi nào Diệp Phàm cậu đại chiến 300 hiệp mà bất bại tôi thì mới được. Con người của thiên đao đúng là cường tráng. Đấu với ông 300 hiệp, ta đây đâu có bị bệnh. Diệp Phàm thầm nói trong bụng, ngoài miệng cũng nói. Thựa ra, ông cũng không cần phải nói không phục, bởi vì, ông phải ta cũng là giúp ông thôi. Giúp ta, bây giờ cậu có thể giúp gì cho ta? Tuy tôi đoán không ra bản lĩnh của cậu nhưng thiên đao tôi có thể khẳng định võ công của cậu chắc chắn không mạnh bằng ta. Bởi vì, cậu còn rất trẻ. Đương nhiên cậu còn trẻ có thân thủ như vậy cho nên cậu mới kiêu ngạo. Đây chính là cái vốn để cậu kiêu ngạo, nhưng, trước mặt tôi cậu không có tư cách kiêu ngạo. Thiên đao mạnh miệng nói. Vừa rồi không biết ở cái miệng nào nói rằng tôi phục, chẳng lẽ vừa rồi là tiếng chó kêu sao? Hồng tà châm chọc nói. Hồng tà, ngươi muốn làm gì? Có tin lão phu sẽ tát chết ngươi không? Thiên đao phẫn nộ, dù mình đã khuất phục Diệp Phàm nhưng vẫn tát về phía Hồng tà. Ông tức người này làm gì? Trong lòng Diệp Phàm hổ thẹn nhưng ngoài miệng thì nói. Ông diệt thử xem. Được rồi, tôi muốn xem cậu giúp tôi thế nào. Dường như thiên đao lại nhục chí. Đôi chân ông bị tàn phế đúng không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Điểm ấy cậu cũng nhìn ra, khá lắm, nhãn lực vẫn còn chuẩn. Thiên đao gật đầu nói. Một người bán niệm khí mất đi hai chân lại mạnh lên. Nhưng phạm vi hoạt động của ông có hạn thôi. Hơn nữa, nếu gặp cao thủ lớn hơn, ông còn bị đánh ta đầu. Ví dụ như Hồng Tà, tuy ông ta tiên thiên đại viên mãn nhưng chắc chắn ở trong một phạm vi nào đó không đánh lại được ông. Nhưng ông ta có thể chạy. Hơn nữa, thêm mấy người nữa tôi thất ông cũng chịu không nổi. Diệp Phàm nói. Cậu nói là thực tế. Thiên đao gật đầu nói. Ngoài ra, chắc chắn ông bị kẻ khác ám hại mới rơi vào tình cảnh nào. Cái kẻ ám hại kia có phải là sư phụ của thôn Dã Thương Ngưu của đường thủ đạo không? Thực ra là Diệp Phàm đoán lung tung. Cậu thanh niên, khả năng suy đoán của cậu khá lắm, đến chuyện này mà cũng biết. Khá lắm, tôi chính bị thôn Dã Nhất Phu hại thành thế này. Thiên đao nói. Thôn Dã Nhất Phu, sao có thể chứ, người đó chết mấy ngàn năm rồi cơ mà. Bao Nghị thất thanh hỏi. Y là tổ sư của đường thủ đạo. Ta trúng ám toán của thôn Tú Liên Tử sư phụ của thôn Dã Thương Ngưu. Tuy mỗi một trưởng môn của đường thủ đạo bị tứ đại hộ pháp khống chế ở Tuyết Mộc Nham nhưng trưởng môn là người nắm giữ một bí thuật tương truyền ngàn năm của đường thủ đạo. Hôm đó thôn Tú Liên Tử tiến cử tôi làm tiên linh thần xã của đường thủ đạo. Kết quả là xảy ra chuyện kỳ lạ, linh bài của thôn Dã Nhất Phu liền bắn đạn chặn đường lui của tôi. Hơn nữa, linh bài phi từ cửa sau tới còn xuất hiện hình ảnh của thôn Dã Nhất Phi. Tôi liều mình tấn công ra cửa, thôn Dã Nhất Phu cũng muốn ra ngoài. Kết quả là một chân của mình bị tàn phế, nhưng lão phu vẫn phá cửa ra ngoài. Thôn Tú Liên Tử vẫn cho người đuổi theo, nghe nói trong núi lửa của Sơn có một bí mật có thể khôi phục lại chân của ta. Cho nên, ta đi ăn trộm, không ngờ là ở đó lạ đụng phải mấy người của thôn Tú Liên Tử. Tôi diệt bọn chúng, nhưng kết quả là tôi bị gầy bẫy của con heo kia. Thiên đao giận dữ nói. Ha ha, có phải cửa của thần xã có sương mù bốc lên hay không? Diệp Phàm cười thần bí. Đúng vậy, sao cậu biết? Thiên đao cả kinh, nhìn Diệp Phàm hỏi. Lẽ nào cậu cũng vào đó? Không thể nào, lúc đó tôi bán niệm khí rồi. Tôi còn như vậy thì cậu không thể. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười thần bí mà không đáp. Dùng ảo thuật để đoán ra thì có gì là lạ. Ngẫm lại Diệp Phàm cũng ớn lạnh. Hôm đó nếu không có huyễn ma phá thì có lẽ mấy người vào đó đã thành thần xã của đường thủ đạo mất rồi. Đúng rồi, con heo kia ngoài việc giữ ông lại thì hình như cũng không lấy mạng ông ngay. Diệp Phàm hỏi. Nó không lấy mạng ta ngay, nhưng lúc nhân lúc đó mà ta ra tay với nó. Nếu không, nó khống chế ta không có cảm giác thì cuối cùng cũng mất mạng.
còn ta lúc ta bức nội khí giữ lấy nó thì bị nó hút hết mất. Cứ như vậy, ta không ngừng tạo ra nội khí, còn con heo kia chỉ ngồi mắt ăn bát vàng hút nội khí của ta. Thiên Đao mắng. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như vậy. Đầu heo kia không đè chết ông, để ông có cảm giác còn 8 phần khí lực cũng không đến mức bị nó đè chết. Chúng ta không có cách rồi, chỉ có thể lưu giữ mình thôi. Nghĩa là, chính ta chỉ giữ một thời gian ngắn là sẽ không chịu nổi nữa. Thiên Đao tiền bối thật lợi hại, mấy năm mà vẫn giữ được, cái này không phải ai cũng có thể làm được. Tiêu Dương Thiên nói với vẻ rụt rè. Đúng rồi, chân còn lại của ông sao lại bị tàn phế? Diệp Phàm hỏi. Đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao, lúc đó bị thôn Tú Liên Tử bao vây. Nhưng dù là trong tình huống đó thì chúng cũng không thể khiến ta thành ra thế này. Chỉ có điều, ta vẫn luôn nghi ngờ trong sơn động có kẻ thứ ba. Thiên Đao nói. Kẻ thứ ba, là thế nào? Diệp Phàm cả kinh hỏi. Con heo kia là một, còn hồ nham thạch là một. Ví dụ như, đám giòi bọ cùng với nham thạch nóng chảy kia. Còn kẻ thứ ba ta vẫn luôn cảm giác nó tồn tại. Nhưng vẫn không thể nhìn ra được. Còn chân của ta chính là vì lúc chống lại con heo kia đột nhiên bên ngoài có một dòng năng lượng rất lớn dũng mãnh xông vào. Đầu tiên là dòng năng lượng tấn công đầu heo. Kết quả là bọn chúng cùng phân cao thấp. Còn cũng đó ta thật xui xẻo thành kẻ ở giữa. Kết quả là chân của ta bị hai năng lượng này ép vỡ thành những mảng nhỏ. Còn dòng năng lượng kia sau khi làm mất đi chân của ta cũng không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Những năm nay ta luôn suy nghĩ không biết rốt cuộc luồng năng lượng đó là cái gì. Thiên Đao nói. Đầu tiên có phải năng lượng thần bí kia mượn cơ thể của ông chống lại con heo không? Diệp Phàm nói, nghĩa đến con rết trong đầu Hoàng Á mượn cơ thể của mình để chống lại đầu heo, tình huống này cũng tương tự như vậy. Đúng rồi, ta cảm thấy có một khối năng lượng cực lớn đi vào cơ thể. Trong lòng tôi cũng biết, liền giãy giụa, nhưng năng lượng đó rất lớn căn bản ta không thể chế ngự được. Kết quả là để tùy năng lượng đó tấn công đầu heo kia. Thiên Đao nói, có một vấn đề, nếu như ông bị heo khống chế mấy năm, hơn nữa e rằng một khắc cũng không thoát được, vậy ông làm người thực vật ở đâu đến? Bao Nghị nói, ta cũng thấy kỳ lạ, lúc nào nó cũng hấp thu nội lực mà ta khổ luyện mới có được. Hơn nữa, đầu heo kia rất giàu hoạt, mỗi khi nội khí của ta gần cạn kiệt nó lại giảm nhẹ đi, để cho ta vẫn còn chịu đựng được. Nhưng sau khi nội khí của ta hồi phục lại một chút thì cơ thể của nó lại nặng lên không ít. Ép tới mức ta không thể không bước ra nội khí, cứ như vậy bị nó hút lặp đi lặp lại. Hơn nữa, cứ 2 ngày miệng heo lại chảy thứ gì đó mà miệng ta. Chứ thế mấy năm ta không chết, ta đoán nguyên nhân chính là thứ này. Thiên Đao nói, cái gì vậy? Ông không cảm nhận được đó là thực vật sao? Diệp Phàm hỏi. Hình như không giống thực vật, nhưng cũng không giống chất lỏng. Tôi nghĩ liệu nó có phải là một loại dinh dưỡng mà chúng ta không phát hiện ra không? Ví dụ như con người không cần ăn cơm mà truyền dịch thì vẫn sống được. Còn con heo kia cho ta chính là một năng lượng thực vật đặc biệt. Thiên Đao nói. Quá kỳ diệu, đầu heo kia biến thành sinh vật ngoài hành tinh của khoa học viễn tưởng mất rồi. Hồng ta cảm thán nói. Hay nó đúng là heo ngoài hành tinh? Bao Nghị nói đùa. Heo hành tinh cái khỉ gì? Ta nghĩ có phải nó là một vật chất dinh dưỡng biến thành năng lượng cho thiên đạo hấp thu không? Đó chỉ là một hình thức ăn cơm khác mà thôi, chẳng có gì ngạc nhiên. Hồng Tà nói. Ý tưởng này của ông rất hay, nếu có thể thành công vậy loài người chính là không cần thực vật mà vẫn có thể sinh tồn được. Ví dụ như, đầu tiên chúng ta lấy ra năng lượng của thực vật, sau đó dung hợp cùng với nội khí. Qua phương thức tồn tại này sẽ bảo vệ nó trong đan điền. Nếu như là thực vật, trong bụng chúng ta không giữ được bao lâu. Dù sao thì thực vật chúng biến chất, hơn nữa thể tích còn rất lớn đúng không? Nhưng nếu như biến thành nội khí thì sẽ giữ được rất nhiều. Cứ như vậy, mười mấy ngày thậm chí là trong một thời gian dài không cần ăn cơm mình vẫn không bị chết đói. Lúc trở về sẽ nghiên cứu thử một chút, nếu thành công thì đúng là một sáng kiến vĩ đại. Diệp Phàm cười nói. Nói thì dễ làm mới có, thực vật chuyển hóa thế nào thành nội khí chứ, không thể. Tiêu Sắt vừa nói, có gì là không thể chứ, tư tưởng tinh thần cũng có thể biến thành nội hồn khí, thì có gì là không thể. Hồng Tà Hừ nói, có thể làm một cái đầu nghiên cứu một chút. Phí Thanh Sơn cười nói, vậy thành kỹ thuật khoa học sinh vật rồi, hơn nữa còn kết hợp với chủ đề võ học được. Bao Nghị cười nói, Diệp Phàm, cậu nói giúp ta, vậy giúp thế nào đây?
ta phải nhắc nhở cậu, chân ta bị mất rồi. Cậu đừng có nghĩ đến dùng thuật thủ để đón, nếu là chi giả thì ta sẽ đát nát ngay. Cái đó vô dụng thôi. Thiên đao quan tâm nhất chính là chuyện này. Ha ha, Hồng Tà, ông hé lộ đi. Diệp Phàm cười nói, Hồng Tà vừa nghe thấy vén ống quần lên. Xem ra, chân của ông ấy cũng không phải là thật đấy chứ. Thiên đao có hơi tức giận. Chương 3551, công kích. Ông chờ một chút là sẽ biết thôi. Diệp Phàm cười thần bí, Thiên đao sờ soạng một lúc nhất thời đồng tử con mắt thu lại, kêu lên thất thanh. Lẽ nào nó cũng là chân giả? Không thể chứ, chân giả sao có thể chịu được áp lực nặng như thế mà không vỡ? Phải biết rằng Hồng Tà là tiên thiên đại viên mãn hồi. Dậm một bước chân sức nặng thậm chí là cả ngàn cân. Chân giả sao có thể chịu được sức nặng như thế mà không vỡ? Ông nghe ra cái gì sao? Diệp Phàm cười nói, Thiên đao nhắm hai mắt lại cảm giác. Lẽ nào chế từ gỗ tuyết nham? Thiên đao nói. Ông đoán đúng rồi đấy, tuyết nham mộc này là lão phu làm từ đường thủ đạo đấy. Kết quả là cho Diệp Phàm làm chân giả. Không loạn gì cả, bởi vì đặc thù của tuyết nham mộc này có thể chịu được áo lực lớn hơn chân giả công nghệ cao đến mấy trăm lần. Thiên Dương Thiên nói có vẻ đắc ý. Ông nói sai rồi. Tuy tuyết nham mộc này cứng rắn nhưng không thể rắn đến mức như thế được. Đường thủ đạo dùng tuyết nham mộc chế thành binh khí nhưng cho đến giờ vẫn chưa chế thành chân giả đâu. Dù sao, binh khí dễ làm chưa chân giả thì khó lắm. Công nghệ chế tạo này còn khó hơn gấp mấy trăm lần chế tạo binh khí. Trong cánh cửa từng có cao thủ sau khi thương tàn cũng muốn như thế nhưng đều thất bại. Thiên đao nói, đó là máy chế của đường thủ đạo kém thôi. Diệp Phàm nói kéo dài ra. Nếu nói như vậy Diệp Phàm tiên sinh cậu nắm được kỹ thuật này sao? Vẻ mặt của Thiên đao lộ ra một tia hy vọng, có ai lại muốn mất đi hai chân làm kẻ tật nguyền? Cuộc sống như vậy rất bất tiện, cao thủ cũng thành phế nhân. Tôi có thể giúp ông, nhưng điều kiện của tôi ông đã rõ rồi đấy. Diệp Phàm lấy điều hiện ra, lúc này không ai làm khó được hắn. Cùng làm người hầu giống Hồng Tà. Vẻ mặt của Thiên đao lại phẫn nộ, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Tôi có thể đáp ứng làm ba điều kiện của cậu, nhưng chuyện làm người hầu thì không thể. Thiên đao tôi là ai chứ? Là thiên tài mấy trăm năm của đường thủ đạo. Mấy trăm năm không có ai vượt qua tôi đâu. Còn đường thủ đạo, người ta mang người đuổi nhanh ông ra khỏi cửa, ông còn ra tật gì chứ? Tôi thấy chí khí của ông cũng chẳng được lâu. Bao Nghị hừ lạnh nói. Thù này nhất định ta phải báo, một khi vết thương bình phục ta sẽ cho thôn dã nhị điền biết thế nào gọi là cơ ơ thủ. Ta sẽ chỉnh đốn đường thủ đạo một lần nữa. Đường thủ đạo là thiên hạ của ta, ngoài ta ra không ai có thể. Thiên đao lại bắt đầu bá đạo. Bình phục, thiên đao mất đi hai chân chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Đừng nói đến chuyện ông đi trừng trị bọn đường thủ đạo. Chính là đồ đệ Điền Chuân cửu tử của ông, đồ đệ Quy Giã Tam Lang của ông đã vì ông mà chết. Tứ đại hộ pháp người ta cùng liên thủ, với bộ dạng hiện tại của ông không phải là đi chịu chết sao? Diệp Phàm hừ nói, người này đương nhiên là người Mông. Thốn Ninh trong tướng quân tứ đại hộ pháp chắc chắn là chết ở chỗ nham thạch. Còn hôm đi đi tấn công đường thủ đạo còn có hai cao thủ tiên thiên bị đánh cho tàn phế rồi. Hai người kia rất có thể là hai người trong tứ đại hộ pháp. Đường thủ đạo đã liên tục bị tấn công, bây giờ có lẽ là khả năng tấn công đã giảm hơn so với trước. Bát cách, Thiên đao vỗ một cái một cây to bằng thùng gánh nước cách đó 100 mét kêu răng rắc ngã nghiêng ngả. Chim chóc bay tứ tung. Đám chim chóc còn nhìn đám Diệp Phàm lòng đầy oán hận. Có bản lĩnh thì đi đường thủ đạo là được, đánh lũ chim đáng yêu của chúng tôi làm gì? Bao Nghị cười lạnh nói. Các cậu tìm được của Sơn có phải chỉnh là vì tuyết nham mộc cẩu đường thủ đạo này không? Thiên đao hỏi. Đương nhiên rồi. Diệp Phàm cũng không gạt ông ta. Ta biết tuyết nham mộc ở chỗ nào, tôi có thể làm một khoản giao dịch với cậu. Cậu giúp ta thu phục đường thủ đạo. Còn ta sẽ dẫn cậu đến hai gốc cây tuyết nham mộc kia. Thiên đao nói. Hai gốc cây, nhiều vậy sao? Diệp Phàm lại dài cái miệng ra. Không ít, chúng tôi có tận 8 gốc cây tuyết nham mộc. Đưa cậu đến 3 gốc cây cũng ít thôi. Hơn nữa, loại cây này sinh trưởng không dễ, phải mấy chục năm mới thành tài, đời người lại có mấy chục năm. Huống hồ, tuyết nham mộc cũng là gốc dễ lập ra phái đường thủ đạo. Mất đi tuyết nham mộc thì đường thủ đạo còn vốn liếng gì nữa. Có thể đưa cậu đến hai gốc cây đó tức là thiên đao tôi đã coi Diệp Phàm tiên sinh là bạn rồi đó.
Thiên Đao ra vẻ chính mình đã thành trưởng môn mà nói. Ha ha, tiếc là ông không phải trưởng môn, lại càng không phải là tướng quân trong tứ đại hộ pháp hiện nay. Diệp Phàm cười lạnh nói. Lời này của cậu là có ý gì? Cậu giúp ta tiêu diệt, ta giúp cậu dẫn đường. Hơn nữa, tôi đáp ứng ba điều kiện cũng có thể mượn sức của môn phái để giúp cậu hoàn thành. Ta nghĩa, có một người bạn trưởng môn như vậy thật tốt biết bao. Thiên Đao sửng sốt, sắc mặt trầm xuống. Không thèm. Diệp Phàm lắc đầu. Nếu như không có Thiên Đao ta, chắc chắn cậu không có được Tuyết Nham Mộc, cho dù các cậu có mấy người cao thủ. Nhưng, hang ổ của Đường Thủ Đạo cũng không phải là hang hổ. Hơn nữa, không rõ dưới tình hình về Tuyết Nham Mộc ông đi đâu mà tìm đây. Đến lúc cho mấy trăm người bao vây tấn công, chính là công lực của các cậu có mạnh cũng vô dụng. Hơn nữa, có vũ khí hiện đại hỗ trợ, phóng thương bất thình lình ta xem các cậu phòng bị thế nào. Thiên Đao hừ lạnh nói. Ha ha, tìm Tuyết Nham Mộc không dễ sao. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể đi tìm trưởng môn thôn Dã Nhị Điền. Ông ngẫm lại xem, nếu bọn họ biết ông còn sống, sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi tiêu diệt ông. Đến lúc đó, món quà cảm tạ chính là Tuyết Nham Mộc kia. Diệp Phàm tôi cần ba gốc cây không phải là khó, bởi vì, tôi giúp bọn họ tiêu diệt được mối họa lớn nhất của Đường Thủ Đạo. Diệp Phàm cười lạnh nói. Cậu! Thiên Đao nhìn chằm chằm Diệp Phàm dữ tợn. Tôi làm sao, với người như ông, cứu ông mà ông lại như thế, con người của ông tôi không thể tin được. Hơn nữa, tuy ông có khí phách nhưng ông thiếu lòng nghĩa hiệp, ông không phải là anh hùng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cho nên, Thiên Đao ông không có bạn bè. Vớ vẩn, ai nói tôi không có bạn? Thiên Đao phẫn nộ quát lên. Ông đầy tật xấu, lấy đâu ra bạn? Lúc ông đau khổ nhất thì bạn ông ở đâu? Lúc ông chết thì bạn ông đâu? Lúc đệ tử của ông bị đè chết thì bạn ông ở đâu? Diệp Phàm hỏi như nã pháo vào đối phương. Thiên Đao nhất thời nhớ lại. Một lúc lâu sau, Thiên Đao thở dài nói. Vậy cậu muốn hợp tác thế nào? Trừ phi, ông sang Trung Quốc giống Hồng Tà. Từ nay về sau không còn quan hệ gì với Đường Thủ Đạo. Đương nhiên, qua lần tấn công của chúng tôi Đường Thủ Đạo cũng gần hết rồi. Tôi cần tiếp quản công ty đường thủ của Đường Thủ Đạo ở nước ngoài. Tôi cần có một tài phú lớn của Đường Thủ Đạo phục vụ cho tôi. Diệp Phàm nói đến đây đầy vẻ khí phách. Cậu thanh niên, rắn nuốt cũng phải đợi để tiêu hóa chứ. Thiên Đao hừ lạnh nói. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến ông. Chuyện này... Ông chỉ cần nói đồng ý hay không là được. Diệp Phàm bá đạo thực sự, bởi vì Thiên Đao cũng bá đạo lấn át cả khí thế của hắn. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thiên Đao hừ lạnh nói. Vậy thì ông chỉ mãi mãi nằm trên giường, ông có võ công tuyệt đỉnh cũng chỉ thành phế nhân. Diệp Phàm nói. Tôi có thể làm cho cậu 6 việc, đây là lần nói cuối cùng của lão phu. Cậu thanh niên, cậu đừng có ép ta, Thiên Đao ta chưa từng lép vế ai bao giờ. Vẻ mặt của Thiên Đao thực sự tức giận. Đó là bởi vì trước kia ông không biết tôi muốn là một người mạnh mãi mãi phải đuổi theo tôi chứ không phải là một hợp đồng giao dịch. Đương nhiên, tôi cũng đang xây dựng Diệp môn hoặc cái gì đó cũng được. Đến lúc thời cơ chín muồi vì võ công của ông cao, cho nên có thể phân cho ông làm thủ tịch hộ pháp. Thái độ của Diệp Phàm cũng thực sự ương ngạnh. Để tôi làm thủ tịch hộ pháp, nhưng Diệp môn lẽ nào chỉ có mấy người ở đây thế này sao? Thiên Đao có vẻ khinh thường. Không phải là hai chúng tôi, đừng có vơ cả chúng tôi vào trong. Đương nhiên lần này Diệp Phàm cứu cả chúng tôi nhưng chúng tôi cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Chúng tôi lần lượt giúp Diệp Đại Sư hoàn thành 3 nhiệm vụ. Tiêu Dương Thiên nhanh nhảu nói. Ha ha, hai người có muốn tham gia cũng không được. Diệp Phàm cười nói, Tiêu Sát tức giận hừ nói. Vì sao? Bởi vì võ công của các ông quá thấp, Diệp môn cần những người mạnh như Thiên Đao. Diệp Phàm hừ lạnh nói biết hai người này không thể gia nhập. Đương nhiên cũng phải ra vẻ bệ vệ chèn ép họ một chút. Ha ha, trên đời này có được mấy Thiên Đao. Tôi thấy Diệp môn này của cậu cũng không có ai ngoài mấy người bọn họ đâu. Trừ Hồng Tà, đến tôi cũng không được. Ha ha, Diệp môn có mời chúng tôi cũng không tham gia. Vì chúng tôi không có hứng. Tiêu Dương Thiên cười lạnh nói. Tiêu Dương Thiên, sau mấy năm ông sẽ phải hối hận vì cái dậm chân này. Diệp Phàm cười lạnh nói. Tiêu Dương Thiên tôi không làm chuyện gì hối hận. Tiêu Dương Thiên cũng mất bình tĩnh đáp lại. Ha ha, Tiêu Dương Thiên, bây giờ ông đã là một ông lão 70-80 tuổi không đánh nổi Diệp Đại Sư. Ông ngẫm lại tiền đồ của ông và tiền đồ của Diệp Đại Sư ai nắng hơn.
Đột phá ở trình độ cao đối với ông lại càng khó. Nhưng đối với Diệp Đại Sư chắc chắn là còn đột phá được cao nữa. Đến lúc đó, nếu Diệp Đại Sư đột phá đến thoát hồn, chưa chắc cảnh giới kia có thể hoàn thành. Ví dụ như, giúp ông đột phá đến cảnh giới thiên đao. Cho nên, đừng nói trước bước không qua. Năm đó Phí Thanh Sơn tôi cũng hào khí đầy trời. Nhưng, bây giờ tôi cũng phục rồi. Bán tiên thiên của tôi chính là do Diệp Phàm giúp mới đột phá được. Tham gia vào Diệp môn tôi thực sự thấy vinh hạnh. Phí Thanh Sơn nói đến đây, đột nhiên thận trọng khom lưng về phía Diệp Phàm nói. Diệp Đại Sư, Phí Thanh Sơn tôi nhìn gia nhập Diệp môn. Sư bá, sao lại nói vậy? Ông chính là sư bá của cháu. Diệp Phàm luống cuống tay chân dìu ông ta đứng dậy. Môn phái có quy tắc của môn phái. Dù cậu là đồ đệ của ta nhưng sau khi thành lập Diệp môn không giống như vậy nữa. Về tư ta là sư bá của cậu nhưng trong Diệp môn cậu là môn chủ. Cậu là lớn nhất, chúng tôi chính là thủ hạ của cậu. Phí Thanh Sơn nói rất nghiêm túc. Tôi đồng ý Phí Thanh Sơn đại sư gia nhập. Diệp Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Còn tôi thì sao? Bao Nghị cũng chạy nhanh đến nói. Anh còn nói gì nữa, nếu không đồng ý tôi sẽ đánh mông anh. Diệp Phàm cười nói. Tôi cũng xin gia nhập, thu nhận một thủ hạ ngoại quốc thì sao? Vẻ mặt của Akiyama Linyifu cũng nghiêm túc nói. Ông nghĩ kỹ chưa? Diệp Phàm hỏi. Chương 3552, sự lựa chọn của thiên đao. Đương nhiên, tôi vẫn nhắc lại câu nói đó. Chỉ cần Diệp Môn không nhằm vào Nhật Bản, tôi sẽ nghe theo Diệp Môn. Akiyama Linyifu nói. Diệp Môn chính là môn phái tự thành lập, không có quan hệ đến quốc gia này. Chúng tôi làm chuyện của mình, sống cuộc sống của mình. Diệp Phàm nói. Tôi sớm đã là người của Diệp Môn rồi, sẽ không nói nhiều nữa. Bao gồm cả vợ tôi, cũng gia nhập. Hồng Tà Bá Đạo nói. Vợ ông, không phải là Nhất Diệp Đại Sư đấy chứ? Tiêu Dương Thiên cười lạnh nói. Đúng vậy, sao nào? Hồng Tà lạnh lùng nhìn Tiêu Dương Thiên. Ha ha, chúc mừng ông, có thể lấy con gái Nga Mi về nhà. Nhưng thôi, ha ha, phái Nga Mi người ta đồng ý sao? Đến lúc đó, khụ khụ. Vẻ mặt của Tiêu Dương Thiên vui như thấy kẻ khác gặp họa. Đó là chuyện của ta, ông xen vào làm quái gì? Chuyện cười này Hồng Tà tôi không thể để ông nhìn thấy được. Hồng Tà cũng dũng cảm. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện cười của ông. Tiêu Dương Thiên cũng bốc hỏa, võ công của hai người tương đương nhau không ai chịu thua ai. Ha ha, chuyện này cho Diệp Phàm tôi làm chủ. Chuyện cười thôi mà sẽ không sao đâu. Diệp Phàm cười nói. Hai chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Tiêu Dương Thiên cười lạnh một tiếng. Ôi, tôi gia nhập Diệp Môn. Không thể ngờ được nghĩ cả nửa ngày cuối cùng thiên đao cũng phun ra những lời này. Diệp Phàm đang cược ông ta sẽ đồng ý, bởi vì ông ta phải lo cho cái chân của mình. Nếu không nó sẽ thành phế vật. Cao thủ bậc này có ai muốn làm phế vật chứ? Đương nhiên, Diệp Phàm còn trẻ tuổi mà thần thủ cao như cậy mới khiến cho thiên đao động lòng nhất. Tốc độ đột phá của Diệp Phàm chắc chắn là nhanh hơn ông ta. Đi theo một người thanh niên có tiền đồ như vậy, thiên đao tuy uất ức nhưng cũng vẫn còn hy vọng trong lòng. Được, Diệp Môn hoan nghênh đồng chí thiên đao gia nhập. Diệp Phàm cười nói. Đồng chí. Thiên đao sửng sốt. Ha ha, nói nhầm rồi. Trong quan trường lâu quá thành nói nhầm. Diệp Phàm cười nói. Tôi hy vọng Diệp Môn có thể nhanh chóng làm chân giả cho tôi. Thiên đạo nói. Đó là chắc chắn rồi, giúp ông chẳng khác nào giúp chúng ôi. Nhưng chân giả phải cần tuyết nham mộc. Cho nên, hiện giờ, thiên đao, ông có thể nói rõ tình hình tuyết nham mộc cho tôi. Chúng ta là người một nhà, ông đừng lại tự cho mình là người của đường thủ đạo nữa. Đường thủ đạo đã thành quá khứ rồi. Hơn nữa, đường thủ đạo hại ông chúng ta sẽ cùng ra tay phá nó. Diệp Phàm nói. Đó thì chắc chắn rồi. Thiên đao thận trọng gật đầu, nói. Nếu các cậu từng đến tổng bộ của đường thủ đạo có phải đã nhìn thấy một cái hồ bên trong không? Ừ, hình như trên mặt hồ còn có một tầng băng mỏng. Diệp Phàm gật đầu, có hiểu một chút. Ha ha, các cậu không nhìn thấy chứ thực ra tuyết nham mộc ở ngay dưới đáy hồ đó. Thiên đao cười đắc ý. Đáy hồ rộng như thế. Lẽ nào, tuyết nham mộc lại là một loại bèo hay sao? Bao Nghị có chút giật mình. Cậu thanh niên. Trên đời này cậu chưa biết còn nhiều lắm. Cậu còn phải đi theo học tập, có một chút mà đã cho rằng mình hiểu to bằng trời thì không hay ho đâu.
Thiên Đao lấy tư cách của một tiền bối mà giáo huấn Bao Nghị. Đương nhiên cũng vì nói ra ác khí. Ha ha, không phải là phong giới sao? Bao Nghị nói câu này khiến cho Thiên Đao bỗng chốc ê mặt. Sao vậy, lão gia, lẽ nào ta đoán đúng? Bao Nghị đắc ý cười nói. Vớ vẩn, phong giới cái gì? Trẻ con, không biết thì đừng có nói nhiều. Thiên Đao giận dữ, Diệp Phàm sửng sốt trong lòng, may mà vừa rồi mình còn chưa nói ra phong giới nếu không sẽ bị Thiên Đao coi thường. Không phải phong giới, sống ở dưới nước, không phải bèo, rong, thì chỉ có phong giới. Nếu không, sớm chết ngạt dưới sông rồi. Bao Nghị không tin chuyện này. Ha ha ha, Thiên Đao đột nhiên cười, làm cho hoa cỏ cách ra đến mấy chục thước cũng phải rung rinh, thậm chí là cụt đầu. Ếch ngồi đáy giống. Thiên Đao cười. Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Diệp Phàm hừ lạnh nó yêu. Ảo ảnh biết không? Thiên Đao hừ nói. Ảo ảnh, lẽ nào tất cả cái hồ kia là giả? Thực tế bên dưới là sơn cốc hoặc là cái gì đó. Diệp Phàm thực sự hơi giật mình tự hỏi. Tôi nói này Huyễn Ma, ông có khả năng đó phải không? Không thể là ảo ảnh được, sao ảo ảnh có thể lớn thế được? Hồ kia rất rộng. Căn bản là Huyễn Ma không tin. Cũng đúng, cái hồ đó nhìn qua cũng phải đến 3, 4 dặm. Diệp Phàm thầm nói trong lòng. Cậu nói đúng rồi, không sai chính là như vậy. Đối với người ngoài đến đó chính là một cái hồ. Cậu đi lên cảm giác còn có băng. Cậu nhảy xuống tắm cảm giác mắt lạnh rất thoải mái. Thực ra, tất cả đều không phải, giả hết. Là chính con mắt đánh lừa cậu. Thiên Đao cười nói. Cách tránh ảo ảnh này chắc chỉ có tướng quân tứ đại hộ pháp của đường thủ đạo biết. Chính là vị trưởng môn dùng tuyết nham mộc đã cho các ông qua đúng không? Có lẽ trong chuyện này đến cả trưởng môn cũng không rõ tuyết nham mộc ở chỗ nào. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, tuyết nham mộc này là cơ mật quan trọng nhất của đường thủ đạo. Trưởng môn mỗi thời đều không biết. Đây là thể hiện quyền lực. Thiên Đao nói. Chuyện này lạ thật, vậy các ông làm thế nào? Nghe nói, loại gỗ đó đẩy trên bánh xe. Có lúc mặt trời cũng phải tỏa sáng chứ. Lẽ nào những chuyện này đều do bốn người các ông làm, nếu làm thủ hạ cho đường thủ đạo, vậy không được. Hơn nữa, chắc chắn trưởng môn sẽ trông coi cái hồ kia. Ông cũng phải chuyển đúng không? Tiêu Dương Thiên gật đầu ngạc nhiên. Đẩy cái quái gì, tuyết nham mộc sống trong hồ ảo giác mãi mãi cũng sẽ không kích động. Thiên Đao hừ lạnh nói. Tôi lại thấy kỳ lạ, vậy lần đó lão phu từng qua. Đúng lúc có người dùng xe đẩy tuyết mộc nham ra, cho nên lão phu ra tay cướp rồi bỏ chạy. Nhưng cuối cùng đã giao cho Diệp Phàm, nghe nói hắn làm đôi chân giả này cho Hồng Tà, chuyện này ông giải thích thế nào đây? Tiêu Dương Thiên lạnh lùng nói. Giải thích cái gì, trong bánh xe đẩy đó chính là gỗ tuyết nham chế thành. Chất lượng mà, căn bản không thể sánh bằng chính tông kia. Thiên Đao cười nói. Ta nói này, thế nào mà dùng rồi còn không thuận tay gì nữa? Lúc sử dụng mạnh cái chân giả này còn phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ta còn thực sự sợ nó không chịu nổi mà gãy. Vốn dĩ là hàng quê thôi, tôi nhổ vào. Hồng Tà giơ chân lên, mặt tái đi nói. Bây giờ tôi hiểu rồi, lúc đầu lại sao lại làm ra cái chân giả kia. Có lẽ không có liên quan gì đến cái hàng quê này. Diệp Phàm gật đầu nói. Ha ha, may mà tôi không lấy về làm vật báu gia truyền. Nếu không thì dùng kiếm của mình hại mình lúc nào cũng không biết, vậy thì mạng người cũng về chầu trời rồi. Tiêu Dương Thiên cười quái dị nhìn Hồng Tà một cái. Nhìn gì, quê thì quê, còn mạnh hơn cả hàng công nghệ cao. Hồng Tà dùng sức giơ chân lên, một tiếng kêu giòn răng rắc, ông ta liền đỏ mặt lên. Có phải không, lẽ nào đúng là nứt thật rồi? Diệp Phàm hỏi. Hình như là. Hồng Tà gật đầu nói. Vén ống quần lên vừa nhìn đã nhất thời tức giận đá văng cả cái chân giả ra. Quê thì dùng trước, chờ sau khi chúng ta làm xong đại sự sẽ luyện cho ông chân thật. Đến lúc đó, ông có gây sức ép thế nào cũng không sao. Diệp Phàm an ủi, phát hiện ra cái chân giả kia rơi xuống nứt toác, có lẽ đã bị hỏng hoàn toàn. May mà cố được đến tận bây giờ, nếu trong núi lửa kia mà đứt thì chỉ có toi mạng. Tiêu Dương Thiên khiêu khích. Mạng của ông đây lớn. Hồng Tà mạnh miệng nói, trong lòng người này cũng phát lạnh lên. Tuy là làm từ gỗ cây nhưng độ cứng cũng khá, chỉ là kém họ Phương kia nhiều lắm. Vừa rồi nó gãy, chính là nguyên nhân này. Dù là họ khác, đó cũng chính là xui xẻo. Nếu tôi đoán không lầm dùng tuyết nham mộc này luyện ra chân giả có thể đạt hiệu quả đến mức như chân thật. Hơn nữa,
vì nó thực sự cứng lại còn được nội khí trợ giúp nó còn có thể sử dụng làm binh khí. Một đá đảm bảo là mất mạng, hơn nữa, vì không có dây thần kinh cảm giác cho nên ông sẽ không đau. Cái này còn hoàn hảo hơn cả chân thật. Thiên đao nói, ôi, phiền thế, chỉ là luyện một vật hỏng thôi mà. Thiên đao không phải là tôi đã kích ông, đến lúc làm ra được tuyết nham mộc, chúng ta có các chế tác ra nói nhưng cũng không chế tác được ra cái đỉnh lô đó đâu. Hồng Tà thở dài nghĩ đến một vấn đề thực tại. Diệp Phàm vừa nghe thấy nhưng cũng thở dài, ông lộ chân tướng chắc chắc làm thay đổi thiên đao sao? Vì điều thiên đao lo lắng nhất chính là đôi chân của mình. Đỉnh lô, sao lại là vấn đề lớn? Thiên đao sửng sốt nói. Đúng rồi, tuyết nham mộc của đường thủ đạo có thể dùng để chế biến binh khí, vậy thì cũng chế tạo được ra lô đỉnh. Diệp Phàm nói. Cách chế tạo của chúng tôi không giống, không dùng lô đỉnh mà súng cách huyết tế. Thiên đao nói. Huyết tế, thế nào là huyết tế? Diệp Phàm thấy hứng thú. Các tổ tiên của phái đã sớm hình thành một cách chế tác binh khí bằng huyết tế. Đó phải là mấy chục người của tổ tiên cùng hợp lực mới làm được. Hơn nữa phải ở một chỗ cố định. Đầu tiên tuyết nham mộc phải hấp thụ các loại máu tươi hỗn hợp tròn hồ máu đến mấy năm. Sau đó trải qua nhiều bước mà mài thành. Một binh khí tốt nhất, ví dụ như, ba binh khí phải chế tác hơn 10 năm mới có thể thành công được. Nghe nói binh khí loan đao của tổ tiên phải làm đến 40 năm mới hoàn thành. Thiên đao nói, 40 năm mới được một thanh đao vậy chắc chắn là thanh đao đó rất tốt, hơn nữa uy lực cũng phải cực lớn. Hồng Tà cũng thấy hứng thú. Đó là điều đương nhiên rồi, tổ tiên thôn Giã Thượng Điền cần 40 năm để làm binh khí. Lúc đó công lực của thôn Giã Thượng Điền đã đạt đến giai đoạn đầu của thoát thần. Còn thiên loan đao có được 5 loạn binh khí, có thể co duỗi. Bình thường thôn Giã Thượng Điền có thể co duỗi chúng để vào trong huyệt. Dùng lực lúc lớn nhất thiên loan đao sáng như trăng trên trời. Nghe nói, độ rộng có thể đạt đến 3 thước, chiều dài có thể đến 20 thước. Một đao bổ xuống có thể làm vỡ một tòa nhà hơn 10 tầng. Thôn Giã Thượng Điền đã từng dùng thanh đao này, một đao cắt đầu của 20 cao thủ. Quả nhiên là máu phun thành mưa, cũng có người gọi đó là thiên loan đao huyết. Chương 3553, huyết tế. Vậy bây giờ còn thanh đao đó không? Bao Nghị không nhịn được liền hỏi. Còn cái quái gì, nếu còn chẳng phải đã đánh vỡ đầu mọi người sao? Hơn nữa, thanh đao này quá hung ác, người thường không thể điều khiển được nó. Chính là tặng cho cậu, cậu cũng không biết cách dùng, con trai của thôn Giã Thượng Điền chết dưới thanh đao này. Trước khi thôn Giã Thượng Điền chết đã cho con trai thôn Giã Tam Sinh thanh đao này. Đương nhiên là thôn Giã Tam Sinh mừng như điên. Vì thôn Giã Tam Sinh có không ít con, có thể được truyền thanh đao này chứng tỏ người đó có thể cầm lái đường thủ đạo. Nhưng thôn Giã Tam Sinh vừa mới nhận không lâu thì đã có một số người tấn công đường thủ đạo. Vì thế mà người trong môn đã cầm thanh đao này nghênh chiến. Chỉ có điều không gặp may, lại gặp một cao thủ. Kết quả là y đã dùng bí pháp huyết chiến đến tận cuối cùng với thôn Giã Tam Sinh. Kết quả là đánh lùi được tên cao thủ kia. Nhưng thôn Giã Tam Sinh cũng vì dùng huyết đao kia mà máu tươi trong cơ thể bị thanh đao kia hút cạn mà chết. Sau đó có người gọi thanh đao đó là ma đao. Không ai dám nhận nó. Qua mấy trăm năm, thanh đao đó cũng thành một truyền thuyết trong lịch sử. Thiên đao nói. Lẽ nào là vì võ công của thôn Giã Tam Sinh quá thấp? Hồng Tà hỏi. Thấp cái rằm ấy, người ta cũng là người của cảnh giới thoát hồn, còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Thiên đao hừ lạnh nói. Xem ra như vậy có lẽ thanh đao này phải là cao thủ thoát cảnh mới có thể sử dụng được. Nếu bị thua ngược lại còn bị thanh đao đó nuốt. Diệp Phàm thở dài. Nhưng, chân của ông có thể dùng cách huyết tế chết tạo không? Cái này chưa thử bao giờ, tuy chân không phải binh khí nhưng còn phức tạp hơn binh khí. Có lẽ cũng rất khó. Hơn nữa, mặc dù có thể chế tạo được thì cũng phải cần đến mười mấy năm. Cậu nói xem tôi chờ được sao? Ngoài ra... Bí mật huyết tế của đường thủ đạo không thể cho người ngoài biết được. Thiên đao nói. Nhưng ông là thủ tịch, chúng tôi phá đường thủ đạo lại không thể chế tạo binh khí sao? Hồng Tà nói. Vô dụng thôi, tịch là trưởng môn trông giữ tuyết nham mộc. Nhưng cách huyết tế này ở trong tay của trưởng môn. Các trưởng môn cứ nắm bí thuật trong tay như vậy. Nếu tách ra thì không ai có thể đơn độc mà chế ra được binh khí. Ông nghĩ xem. Bây giờ trưởng môn thôn Giã Nhị Điền sẽ giao nó cho chúng ta sao? Sẽ mở hồ huyết tế sao? Thiên đao hừ nói.
chúng ta nắm đường thủ đạo trong tay lẽ nào không thể ép thông Dã Nhị Đường Giao ra sao? Diệp Phàm hừ lạnh hỏi. Cậu không biết tinh thần của võ sĩ đạo Nhật Bản rồi. Thôn Dã Nhị Điền có thể chết trận chứ tuyệt đối không mở hồ huyết tế của tổ tiên đâu. Nếu y hủy diệt hồ huyết tế thì chẳng phải sẽ thành công dã tràng sao. Cho nên, cách này không được. Nếu cậu đỉnh lô, chuyện này tôi có chút manh mối. Thiên Đao nói. Nói nghe thử xem. Diệp Phàm hỏi. Chúng ta lấy được Tuyết Nham Mộc trước rồi nói sau. Thiên Đao nhìn Thiêu Dương Thiên, Diệp Phàm cũng hiểu, hai người họ tính là người ngoài. Ha ha, đối với chúng tôi lô đỉnh chẳng có tác dụng gì. Chúng tôi không phải phái Hoa Sơn cũng không phải đi tìm cái lô đỉnh gì đó. Thiêu Dương Thiên hiểu ngay, cười lạnh nói. Chúng tôi chỉ muốn có được Tuyết Nham Mộc, đây là chuyện chúng tôi hợp tác. Một khi chuyện không thành, đương nhiên chúng tôi sẽ đồng ý chuyện thứ ba, chúng tôi sẽ đợi. Ha ha, hai người cũng không cần lo lắng thế. Ngoài chuyện thứ ba kia thì sau việc này coi như xong. Diệp Phàm tôi cũng không nói đến chuyện cứu mạng nữa. Tôi không phải loại người như vậy. Diệp Phàm cười nhạt, nhưng thực ra khiến cho Tiêu Dương Thiên cảm thấy hơi khinh bỉ. Quay về ban đầu, Hồng Chư đang vội đi vào. Hình như đường thủ đạo gặp chuyện gì đại loạn. Hồng Chư nói. Loạn thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thôn Dã Nhị Điền dẫn theo mấy chục người vội vàng đi Indonesia. Hồng Chư nói. Ha ha, Smeza, bọn họ cũng nhận được tin tức rồi. Diệp Phàm cười lạnh. Có lẽ gần giống như âm giáo, xem ra chuyện từ hôm đó, hai đội nhân mã chết cũng khá. Đương nhiên, cũng có giữ lại hai, ba ngựa ở trên đảo làm tiếp ứng. Người phải làm tiếp ứng mấy ngày không thấy họ vào cho nên chân tay cứ cuống cuồng. Tôi nghi ngờ, có lữ không bao lâu người của cùng âm giáo sẽ vào đảo. Vì, hôm đó không chỉ có giáo sư Krosma của họ chết mà còn có một người thần bí hơn bọn họ. Người kia không biết là có thân phận gì trong cùng âm giáo. Giống như sự coi trọng của đường thủ đạo với Tất Đinh vậy. Xem ra, nếu hai đội nhân mã cùng đụng nhau một chỗ thì có trò hay để xem rồi. Phí Thanh Sơn nói. Tiếc là cùng âm giáo cách chỗ này quá xa, e rằng phải bỏ lỡ cơ hội. Diệp Phàm nói. Không đâu, chắc chắn là người ngựa của đường thủ đạo sẽ đến kiểm tra hỏa sơn của quả sơn. Đến lúc đó, không phải bọn họ sẽ vào sao. Còn cùng âm giáo cũng gần như thế. Đến lúc đó, những người đó sẽ đưa đồ ăn cho đầu heo kia. Ha ha ha, nghĩ ra rồi, có lẽ rất khó đấy. Hồng Tà cười ầm lên nói. Thiên Đao cũng biết cùng âm giáo sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là biết, y cũng là kẻ thủ truyền kiếp của chúng tôi. Giữa đường thủ đạo và bọn chúng xung đột đã từ hơn 100 năm trước rồi. Bởi vì, hơn 100 năm trước công ty đường thủ bắt đầu lập nghiệp ở Moses. Trong vòng 20 năm công ty đường thủ đã kiếm về cho mấy tỷ cho đường thủ đạo. Còn đầu thế chiến thứ hai công ty đường thủ ngầm giao dịch về súng đạn. Lúc đó tiền càng nhiều hơn, dùng một thuận nữa của người Trung Quốc các cậu chính là tiền vào như nước. Thời gian đó tài sản của đường thủ đạo tăng lên mấy lần. Nhưng sau khi thế chiến thứ hai kết thúc cũng vì Nhật thất bại. Lúc đó cùng âm giáo đã nhân cơ hội chèn ép công ty đường thủ. Vì thế mà công ty đường thủ tương đối đi xuống, không kiếm được nhiều mà ngược lại còn lỗ vốn từng ngày. Nhưng, sau đó sự nghiệp lại phát triển. Đến giờ công ty đường thủ đã thành một tập đoàn lớn có tài sản đến mất chục triệu USD. Chỉ có đường thủ đạo không thích gọi là tập đoàn cho nên vẫn gọi là công ty đường thủ. Năm đó trưởng môn liền mang theo người đại chiến một hồi với cùng âm giáo. Thiên Đao nói. Theo lý mà nói có ông thì cùng âm giáo sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng nhìn sự phát triển của mấy chục năm nay họ cũng không có tổn thất gì lớn. Lẽ nào cùng âm giáo cũng có người bán niệm khí sao? Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Cái đó thì không phải. Chúng tôi không có cách nào đánh đổ họ ngay lập tức được là vì có mấy nguyên nhân. Một là vì bọn họ là chủ đất có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hơn nữa, lực lượng còn rất sung mãn. Thứ hai chính là lúc đó ta cũng chưa đến được cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Còn trong cùng âm giáo cũng có mấy cao thủ bằng ta. Ngoài ra người của bọn họ rất nhiều, một người tiên thiên đại viên mãn, còn thêm một người tiên thiên thực sự tôi rất khó để thắng được cả hai. Thiên Đao nói. Cùng âm giáo có nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào lại mạnh hơn đường thủ đạo sao? Bao Nghị hỏi. Chưa chắc, hai phái chúng tôi không khác biệt nhiều lắm. Còn đánh nhau ở cửa nhà người ta rất khó gặp may. Hơn nữa, cùng âm giáo còn có quan hệ thân thiết với thiên huyết đường của anh.
hai bên thường xuyên hợp tác, lần đó cao thủ của Thiên Huyết Đường cũng đến, lần đó tôi hoàn toàn có thể đả thương cùng âm giáo. Thiên đao nó hơi tiếc nuối. Sức mạnh của Thiên Huyết Đường thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thực tế Thiên Huyết Đường này đằng sau ỷ vào gia tộc Y Bỉ Đế của anh. Mấy chục năm trước, gia tộc này có một thiên tài kiệt xuất, cô ta tên là Y Bỉ Đế Huyết Tiên. Từ đó về sau, dưới sự ảnh hưởng của cô ta, Thiên Đường Huyết càng trở lên mạnh hơn. Ngoài ra, cũng không biết Y Bỉ Đế Huyết Tiên dùng cách gì để bồi dưỡng. Mà cao thủ của gia tộc này ngày càng nhiều. Thiên Đao cảm thán nói. Nếu không có Thiên Huyết Đường giúp đỡ, chúng tôi dốc toàn lực sớm đã đánh cho cùng âm giáo tan tác rồi. Khoác lác, người ta cũng không yếu hơn các ông. Hơn nữa, chỗ đó là địa bàn của họ. Hồng Tà cười lạnh nói. Thực ra Thiên Đao cũng ê mặt trừng mắt nhìn Hồng Tà. Y Bỉ Đế Huyết Tiên, đúng rồi, lẽ nào năm đó là 10 đại cao thủ thế giới? Đột nhiên Diệp Phàm nhớ ra hỏi. Đúng vậy, chính là bà ta, là đàn bà nhưng là một thiên tài. Thiên Đao dường như rất bái phục bà ta. Cũng chưa chắc, võ công bây giờ của ông còn mạnh hơn bà ta nhiều. Nhưng, nghe nói bà ta chưa đến 70 tuổi. Diệp Phàm nói. Không thể nào, sao tôi có thể mạnh hơn bà ta được? Bà ta sớm đã đột phá đến cảnh giới bán niệm khí rồi. Thậm chí tôi đang nghi bà ta đã đến giai đoạn đầu của niệm khí. Về phần tuổi tác, ha ha, lão phu còn nhỏ hơn bà ta đến 10 tuổi, vẫn còn thời gian theo đuổi. Thiên Đao nói. Không phải nghe người ta nói gần 70 sao? Hình như không đúng, Y Huyết Tiên chẳng phải là 80 thậm chí là 90 sao? Hồng Tà có hơi nghi ngờ. Vớ vẩn, ai nói lão phu 70? Năm nay lão phu mới 60. Thiên Đao tức giận. Ha ha, 60 thì 60, gầm lên làm gì? Nhưng, đúng là Huyết Tiên yếu hơn ông, bởi vì, 10 đại cao thủ thế giới năm đó tôi đã gặp hai người. Một người chính là Tuyết Nha Nha. Bây giờ có lẽ kỳ cuối cùng của cảnh giới tiên thiên. Nói về Y Huyết Tiên tôi cũng từng gặp rồi. Công cảnh của bà ta cũng gần bằng Trương Vô Trần của Võ Đương. Ngang tay với thiên đạo trưởng của Phái Lao Sơn. Cho nên, vẫn chưa qua được tiên thiên đại viên mãn đâu. Diệp Phàm nói. Sao có thể chứ, thấp hơn ta. Không thể. Đúng là Thiên Đao không tin. Ông ta nhìn Diệp Phàm chằm chằm rồi hỏi. Cậu từng gặp Y Huyết Tiên thật chứ, còn cả Tuyết Nha Nha. Đúng vậy, năm đó 10 cao thủ giang hồ đều là những nhân vật nổi tiếng. Chính lão phu cũng từng gặp bọn họ, nhưng nói chung cơ hội nhìn thấy cũng không nhiều. Tuy lão phu lớn tuổi hơn bọn họ nhưng vẫn có hy vọng được nhìn thấy những thiên tài kiệt xuất hậu bối. Tiêu Dương Thiên nói. Ha ha, tiếng tăm không đợi tuổi năng lực lớn mà thôi. Bây giờ có những người lấy tiếng lừa đời cũng không ít đâu. Diệp Phàm cười nói, nhìn mọi người. Thực ra đã từng gặp một người. Nhưng người này tôi không tiện nói ra. Đương nhiên là Diệp Phàm nói đến Thái Cực Huyết Pháp Tín Đông. Diệp Đại Sư đúng là may mắn, tuổi còn trẻ như vậy mà đã được gặp ba nhân vật lớn. Tiêu Mỗ bái phục. Câu này của Tiêu Dương Thiên có hơi có ý vị châm chọc. Người này cho rằng Diệp Phàm chỉ khoác lác mà thôi. Chương 3554, mở hồ ảo ảnh. Ha ha, Đại Sư Trương Vô Trần là sư huynh của Diệp Phàm. Mà Quyền Thiên Đạo Trưởng là tiền bối trong sư môn nhà họ Phí chúng ta. Lần trước Phí gia chúng ta cùng với gia tộc Hoành Đoạn của Nhật Bản tiến hành giao đấu lần hai. Đại sư Trương Vô Trần chính là do nhà họ Phí chúng ta mời tới. Còn nhà Hoành Đoạn cũng mời Huyết Y Tiên tới. Trận so tài đó, Diệp Phàm cũng tham gia. Hơn nữa, người có công lực mạnh nhất của nhà Hoành Đoạn là Hoành Đoạn Cửu Hạc cũng bị Diệp Phàm đánh thành tàn phế. Cả đời này chỉ có thể sống trên giường. Phí Thanh Sơn cười nói. Hoành Đoạn Cửu Hạc này không đơn giản. Không phải là nghe nói đã mất tích mấy chục năm rồi. Năm đó chính vì ông ta mất tích nên nhà Hoành Đoạn mới suy yếu. Nếu không, nếu năm đó có ông ta thì gia tộc Hoành Đoạn tới bây giờ sẽ vô cùng ghê gớm. Thiên Đao cảm thán nói. Đương nhiên, Hoành Đoạn Cửu Hạc chính là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Bao Nghị cười nói, Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất đột nhiên hơi ớn lạnh. Còn trong lòng Diệp Phàm thì xấu hổ, vì lúc đó căn bản là do Lão Già Thiên cùng Thượng Nhân giúp đỡ, nếu không thì người bị đánh thành tàn phế chắc chắn là mình rồi. Dĩ nhiên, bây giờ thì khác, mỗi lúc một khác mà. Đã có Thiên Đao dẫn đường, hơn nữa thôn Dã Nhị Điền còn mang theo rất nhiều cao thủ đi rồi. Đường thủ đạo vốn là cái trụ sở trống rỗng, ngay cả các trạm gác ngầm cũng không có nhiều.
cho nên Diệp lão đại càng ngựa quen đường cũ mà đi vào trụ sở của Đường Thủ Đạo. Mà những trạm gác ngầm này cũng coi như vô tri vô giác. Mặc dù là những trạm gác này cứ vài ngày lại điều chỉnh một lần, nhưng đối với Diệp lão đại và những cao thủ tuyệt đỉnh này mà nói thì coi như không. Còn Thiên Đao do hai chân bất tiện nên Bao Nghị cõng. Bao Nghị phải nén giận, cũng không có cách nào, ai nói công lực của mình thấp nhất. Thật sự là khó tin, đây rõ ràng là hồ mà sao lại biến thành ảo ảnh rồi. Hồng Tà nhìn hồ nước nhỏ ơ trước mặt không khỏi cảm thán nói. Việc này cũng không có gì lạ, đây chính là do mười mấy cao thủ thoát thần của Đường Thủ Đạo hợp lực tạo ra. Thân thủ của chúng ta không nhìn ra cũng không có gì lạ đúng không? Bao Nghị nói. Bên trong Đường Thủ Đạo quả nhiên trống không, chúng ta mau đến lấy gỗ tuyết nham rồi chạy đi. Hai người Tiêu Dương Thiên cũng không muốn thêm phiền toái. Ừ, đạo thần tổ bây giờ đã theo dõi Đường Thủ Đạo. Nếu để bọn họ phát hiện ra sẽ càng thêm phiền phức. Phí Thanh Sơn gật đầu nói. Thiên Đao, ông có thể mở hồ ảo ảnh rồi. Diệp Phàm nói. Chỉ thấy hai tay của Thiên Đao múa may trên không, thỉnh thoảng tạo ra một động tác tay khó hiểu, miệng lẩm bẩm, vô cùng khó hiểu. Còn Phí Thanh Sơn và Akiyama Linifu có nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện có người tới thì đánh ngất rồi tính sau. Mục đích của Diệp Phàm đến Đường Thủ Đạo lần này chính là đánh người tới tàn phế, hơn nữa sau này không thể hồi phục được nữa. Đây là yêu cầu của Thiên Đao, dù sao cũng là Đường Thủ Đạo nên có chút không nhẫn tâm. Cho nên, thỏa thuận với Diệp Phàm là thay vì giết chết thì đánh cho tàn phế, sau này vĩnh viễn không phục hồi được. Không lâu sau, thật sự có động tĩnh. Chỉ thấy hồ hơi gợn sóng, những lớp dày đặc trên mặt hồ giống như sương mù khẽ rung động. Có hiệu nghiệm rồi. Hồng Tà kích động nói. Thiên Đao không nói gì, chỉ đắc ý liếc nhìn mấy người Dương Phàm, tiếp tục hoàn thành công việc. Không lâu sau, sương mù lại bắt đầu thu vào lòng bàn tay Thiên Đao. Thiên Đao gom đám sương mù thành một khối. Trong miệng đột nhiên nói gì đó, một trường đẩy khối sương mù kia vào trong lòng hồ. Dường như có một âm thanh mà tai người khó nghe thấy truyền đến. Được rồi, vài giây nữa trong đám sương mù sẽ xuất hiện một cánh cửa. Chúng ta có thể đi vào, chỉ cần qua được tầng sương mù này là có thể nhìn thấy tình hình thực sự của hồ. Đợi một lát nữa, mọi người nhất định sẽ kinh ngạc. Thiên Đao có vẻ đắc ý vuốt cằm. Xem ra, phương pháp mở cửa này thật đúng là huyền diệu. Có lẽ chỉ có hộ pháp cao cường nhất của Đường Thủ Đạo như ngươi mới có thể làm được đúng không? Hồng Tà khâm phục nói. Vốn là phải có bốn người cùng hợp lực mới có thể mở được. Nhưng ta đang âm thầm tập trung thủ pháp của bốn người ở một chỗ. Cho nên, một mình ta cũng có thể mở được bí mật này. Thiên Đao đắc ý. Lợi hại, bốn loại thủ pháp hợp lại một chỗ, có lẽ ba người kia đều không biết gì. Diệp Phàm tán thưởng nói. Bọn họ chắc chắn là không phát hiện ra. Trên đời này không có công bằng tuyệt đối. Chỉ cần ngươi có được phương pháp mở cửa. Người có thể một mình tiến vào nơi sản sinh gỗ tuyết nham. Còn những người khác thì không được. Đây là điểm tốt của việc nắm giữ tài nguyên. Thiên Đao nói. Những người khác không có được sự đồng ý của ông cũng chỉ có cách đứng nhìn. Nhưng nếu đi vào họ cũng sẽ phát hiện ra gỗ tuyết nham bị thiếu thì ông bào chữa như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này giải quyết đơn giản. Treo đầu dê bán thịt chó, dùng gỗ tuyết nham cũ thay thế vào là được. Chúng ta lấy gỗ tuyết nham là dựa theo năm. Hơn nữa, ta chỉ định lấy chỗ nào thì sẽ lấy chỗ đó. Đợi đến khi bọn họ động vào những chỗ bị thay thế thì có lẽ cũng trăm năm nữa. Lúc đó Thiên Đao ta còn ở trên đời này không cũng khó nói. Huống hồ, cho dù là phát hiện như thế nào thì cũng không ai có thể chứng minh là ta làm, bởi vì phải có bốn người hợp lực mới có thể mở cửa. Đến lúc đó sẽ có lý do, ví dụ như là môi trường do tổ tiên xây dựng đã bị thay đổi nên khiến cho gỗ tuyết nham thay đổi đúng không, có nhiều lý do lắm. Thiên Đao nói. Nhìn không ra ngươi cũng biết nghĩ cách. Hồng Tà châm chọc nói. Có chuyện gì vậy, hình như cũng hơn 10 giây rồi vẫn chưa thấy cánh cửa xuất hiện. Diệp Phàm hỏi. Ừ, không lẽ lần này mở bị chậm, chờ một lát, tuyệt đối sẽ không quá nửa phút. Thiên Đao đầy tự tin. Nhưng thời gian cứ trôi qua, một phút trôi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy cánh cửa mở ra. Thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Thiên Đao hơi ngượng, nói. Có lẽ là lâu không làm cho nên có chút không thuận tay, để tôi làm lại một lần nữa. Thiên Đao vừa nói xong lại bắt đầu hành động, lần này thủ pháp thành thạo hơn, không lâu sau đã xong. Mọi người nhìn chằm chằm vào lớp sương mù dày đặc,
nhưng mọi người đều thất vọng vì nó vẫn không hề nhúc nhích. Sao lại thế này? Thiên Đao vuốt cằm trầm ngâm, đột nhiên mặt trầm xuống. Có lẽ nào là họ đã thay đổi cách bố trí, dù sao họ với ông đã như nước với lửa, cho nên sợ ông mang bí mật này nói cho người khác. Diệp Phàm nói, lũ khốn, có lẽ đúng là đã thay đổi rồi, nhưng những bí mật này chỉ nằm trong tay trong bốn người chúng ta, bọn họ sao có thể thay đổi được. Hơn nữa, đây là do tổ tiên xây dựng, làm sao có thể thay đổi. Thiên Đao buồn bực nói, trên đời này không có gì là không thể. Có lẽ tổ tiên của ông để lại một điểm nào đó. Diệp Phàm nói, chúng ta cứ xông vào là được, nếu đã chỉ là ảo ảnh thì chúng ta cứ nhảy vào hồ không phải là đã phá được rồi sao? Hồng Tà nói, nếu đơn giản như thế thì ngươi thử một lần đi. Thiên Đao hừ nói, Hồng Tà không tin dẫm chân vào trong hồ nước. Lập tức, lão giống như đang bơi ở trong hồ nước. Thế nào, cảm giác như thế nào? Thiên Đao châm chọc nói, mẹ kiếp, đúng là kỳ lạ, ta đi vào trong hồ cũng có cảm giác như là đi ở trong nước. Nhất thời nổi hứng còn bơi lên, ngoài những thứ này không nhìn thấy gỗ tuyết nham gì cả. Hồng Tà có chút buồn bực nói, đây là sự lợi hại của ảo ảnh, những cái ngươi thấy chưa chắc là sự thật, nhưng ngươi sẽ cho nó là thật, cho nên, ngươi không nhìn thấy gỗ tuyết nham. Thiên Đao hừ lạnh nói, nhất thời mọi người đều không nói gì. Có lẽ là tên thôn dã nhị điền đó kết hợp với bốn người làm ra. Bây giờ thôn dã nhị điền đã đi rồi, chỉ có bắt hắn ra mới có thể đến được chỗ gỗ tuyết nham. Phí Thanh Sơn đi tới nói. Phiền phức rồi. Hồng Tà âm trầm. Huyễn Ma, không phải ông tự xưng là tổ tiên phái huyễn tượng sao? Còn truyền nhân của cửu chỉ thần đạo, sao, ông có nhìn ra được chút manh mối nào không? Diệp Phàm hỏi. Điều này, bài trí của bọn họ thật sự huyền diệu. Ngay cả ta cũng nhất thời không nhìn thấy được bí mật trong đó. Người luyện loại công phu này cũng không có nhiều, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Chuyện này cần phải từ từ hóa giải, có trời mới biết là họ xây dựng thế nào. Huyễn Ma vẫn tìm lý lẽ để ngụy biện. Không có bản lĩnh thì cứ nhận là được rồi, nói những lời vô dụng đó để làm gì. Diệp Phàm kích lão ta. Ai nói là lão ma ta không có bản lĩnh, ảo ảnh nào lão tử cũng có cách phá. Huyễn Ma nhất thời tức giận mà nhớ miệng nói ra. Khoác lác, ông không phải nói là không có cách sao, còn nói là có thể giải quyết được hết. Diệp Phàm tiếp tục khích tướng. Có thể thử biện pháp vạn năng. Huyễn Ma nói. Trên đời này người ta nói là có chìa khóa vạn năng, chứ ta chưa từng nghe thấy biện pháp vạn năng. Diệp Phàm hỏi. Cách này không nên dùng, dùng một chút là lão ma ta phải mất một nửa hồn khí. Đến lúc đó, chắc là tiêu đời rồi. Lão ma ta chuyển sinh 8 lần, khó khăn lắm mới giữ được chút hồn khí, không lẽ ngươi nhẫn tâm thấy toàn bộ hồn khí của ta bị tiêu tan? Huyễn Ma thở dài. Một nửa hồn khí còn lại không cần phải lo lắng. Về đến núi xương bối tôi sẽ có thể làm cho ông một cái tiểu phong giới. Đến lúc đó, chân giả của Thiên Đao có cao thủ tương trợ, chúng ta đi La Thất Bảo, nhất định có thể tìm được thứ để bổ sung hồn khí. Chẳng hạn như, loại cửu u chi hỏa có thể bổ sung hồn khí rất tốt. Chưa biết chừng sẽ phục hồi toàn bộ hồn khí cho ông. Đến lúc đó, Huyễn Ma ông đã tìm được cơ thể sống thích hợp là có thể sống như một người bình thường được rồi. Nếu không cứ tiếp tục như vậy thì nhiều nhất ông cũng sẽ làm hồn khí mấy chục năm nữa đến khi hồn khí tiêu tan. Không bằng liều một phen. Huyễn Ma, thể hiện hào khí của ông đi. Chúng tôi còn muốn hóa giải bí mật của cửu chỉ và đán phi tử. Diệp Phàm nói. Điều này. Huyễn Ma còn có chút không nỡ. Nếu ông thật sự không muốn liều thì chúng ta sẽ tìm được quay về. Nhưng nếu sau này ông muốn bổ sung hồn khí tôi cũng hữu tâm vô lực. Mà ngay cả làm tiểu phong giới tôi cũng không có cách nào. Diệp Phàm lại nói, vừa đấm vừa xoa. Chương 3555, Hiển Linh. Được, chơi. Huyễn Ma gào lên một tiếng, mủi lòng. Nói cách đi. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng. Trong lòng nói nếu đến lúc đó ông có không xong thì cũng không thể trách ông đây được. Tôi cố hết sức là được rồi. Vẫn theo như mê ảo trận 9 ngày ở trong sơn động hôm đó, chúng ta là lấy độc trị độc. Chỉ cần bài trí của bọn họ không bằng ảo trận của chúng ta thì có thể công phá được. Huyễn Ma nghiến răng nói. Người ta là do mười mấy cao thủ thoát thần làm ra, chúng ta ở đây chỉ có Thiên Đao là tới bán niệm khí, thêm vào đó là vài người tiên thiên và bán tiên thiên, dùng thế quái nào được. Diệp Phàm có chút coi thường, không ngờ cách mà Huyễn Ma nghĩ lại là cách này.
Vậy thì sao, bọn họ đều đã chết hơn 1.000 năm rồi. Theo thời gian và khí hậu thay đổi, uy lực của ảo trận này nhất định là đã giảm đi không ít. Hơn nữa, các người là người sống, nội khí dồi dào. Còn lão ma ta sử dụng một nửa hồn khí để đánh cuộc. Ngày đó hả, chỉ cần dùng một thành mà thôi. Đánh cuộc. Huyễn ma dường như khí khái trở lại. Thiếu chút nữa là nhốt tất cả chúng ta ở bên trong. Lần này lấy công chuộc tội, đánh cuộc. Diệp Phàm nói xong, cho mọi người đứng vào vị trí. Không lâu sau, khối không khí mạnh mẽ đã được hình thành ở trong lớp sương mù dày đặc. Xuất thương, diệt ảo ảnh. Giọng nói của huyễn ma vang lên ngân vang trong không trung, đám người Diệp Phàm toàn lực tấn công. Một luồng lửa màu xanh từ trong diệt hồn thương phóng vào trong hồ, theo chỉ điểm của thiên đao đi xuyên qua lớp sương dày đến vị trí cánh cửa. Đám sương mù ban đều hơi chuyển động, sau đó bay loạn lên, giống như gặp phải gió lốc. Tình hình này liền làm kinh động người của đường thủ đạo. Nhưng đã có Akiyama Linifu và Phí Thanh Sơn cùng hợp lực bắt hết người ở bên hồ. Không lâu sau, một cách cửa hình nửa vòng tròn từ từ lớn dần. Tại sao lại là nửa vòng tròn? Thiên Đao nói. Vốn là hình gì? Diệp Phàm hỏi. Hình vuông, vừa rồi bốn người chúng tôi hợp lực mở ra là hình vuông. Thiên Đao nói. Đừng nói nhiều nữa, mau lên đi, nếu không thì sẽ đóng lại mất. Huyễn ma dục, Diệp Phàm lập tức đi vào, những người khác cũng đi theo. Mấy người vừa mới đi vào thì cánh cửa nửa hình tròn khép lại. Từ bên trong nhìn ra lại có thể nhìn thấy rõ tình hình ở bên ngoài. Bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta không? Diệp Phàm hỏi. Thấy được thì ảo ảnh trận này còn có tác dụng quái gì? Đi thôi, bọn chúng không nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta lại có thể thấy bọn chúng. Đây là điểm lợi hại của ảo ảnh công phu. Thiên Đao nói, đi về phía trước. Mấy người phát hiện ra, nơi này đúng là hình một cái khe núi. Ở giữa lõm xuống khoảng hơn 30 thước. Trong này còn có các loại cây cối hoa cỏ, một đám sương mù nhàn nhạt bao phủ khiến cho toàn bộ nơi này tràn ngập không khí huyền bí. Nơi này thật là đẹp, giống như là tiên cảnh vậy. Hồng Tà hưng phấn sờ những bông hoa ngọn cỏ ở đây. Đi một lúc, Thiên Đao nói Bao Nghị dừng lại. Diệp Phàm vừa đi lên phía trước thì thấy liền ngây ngẩn cả người. Hồng Tà cũng không khác mấy, vì phía trước có một bàn thờ rất lớn, bàn thờ này lại có hình một nửa hình tròn. Chỉ dùng những tảng đá hoa cương màu đen thật lớn xếp thành. Hơn nữa, tay nghề rất thô, thậm chí còn chưa mài rũa, nhìn từ xa thì chỉ giống như một đống đá mà thôi. Nhưng trên đó lại có một pho tượng đá, bởi vì pho tượng đá này khiến cho Diệp Phàm nhớ tới tượng đá ở trên đảo Thủy Tinh. Người ở trên tượng đá có nét giống với ngoại hình của tổ tiên của đường thủ đạo thôn Dã Nhất Phu. Bởi vì trước đây đã từng gặp thôn Dã Nhất Phu nên cả Diệp Phàm và Hồng Tà đều kinh ngạc. Đây là tượng thờ của tổ tiên đường thủ đạo thôn Dã Nhất Phu. Thiên Đao cung kính ba quỷ chính gõ nói, trong miệng lẩm bẩm niệm gì đó. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều kính trọng tổ tiên. Cho nên cũng không ai bảo Thiên Đao nói lại xem ông ta niệm cái gì. Ông có thể khẳng định đây là một pho tượng đá sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là có, ta đã từng chạm vào, tay rất lạnh. Thiên Đao nói. Tám cây đại thụ ở xung quanh pho tượng này chính là gỗ tuyết nham đúng không? Diệp Phàm chỉ xung quanh nói. Đúng vậy, nhưng đừng nhìn dáng vẻ to lớn của nó. Trên thực tế, hữu dụng nhất của cây gỗ tuyết nham chính là chính giữa của thân cây, đó mới là gỗ tuyết nham thật sự. Còn thân cây và cành cây thì không có tác dụng. Thiên Đao nói. Diệp Phàm phát hiện ra, cành cây nhỏ nhất cũng to như cái thùng nước. Hình như bộ phận hữu dụng nhất của gỗ tuyết nham này lấy ra được rất nhiều gỗ. Diệp Phàm chỉ vào một cây ở bên trái cao tới 15-16 mét, hỏi. Ít nhất cây đó không phải là cậu thấy được rồi sao? Chính là cây bằng thùng nước kia. Hơn nữa, màu sắc hơi sẫm. Đương nhiên, số cành cây còn lại cũng có tác dụng, nhưng không tốt như những càng nhỏ. Thông thường thì chỉ có thể đếm đến 5 đầu ngón tay, nhiều hơn sẽ không có tác dụng. Chỉ có thể dùng để làm củi. Thiên Đao thở dài, đưa tay sờ những cây gỗ tuyết nham này. Chúng ta mang những cành nhỏ nhất trong 8 cây này đi là được, đúng không? Diệp Phàm nói, Thiên Đao không khỏi nhíu mày. Những cành còn lại cũng lấy đi đi, thứ này càng có nhiều càng tốt, sau này dùng để chế tạo binh khí cũng được. Bao Nghị nói, Thiên Đao trợn mắt lên, hung hăng liếc Bao Nghị một cái. Không phải cứ đếm đến 5 là đều có thể dùng được sao? Mỗi cây lấy 5 cành đi.
Hồng Tà nói. Đủ rồi, các người đâu phải đang đi ăn trộm gỗ, căn bản chỉ là đang phá hủy đường thủ đạo. Thiên Đao không nhịn được nổi giận. Trộm đồ còn để ý những thứ đó làm gì? Hồng Tà cười lạnh nói. Cành nhỏ nhất ít nhất phải 100 năm mới có thể lớn được, cành khác thì cũng phải 50 năm. Các người lấy đi hết rồi thì không phải là toàn bộ đường thủ đạo tiêu rồi sao? Làm người không nên quá đáng, sẽ có ngày phải hối hận. Thiên Đao hừ nói. Ngươi còn nhớ tới đường thủ đạo để làm gì, nghĩ xem bọn họ đối xử với ngươi như vậy, nếu không có bọn ta thì ngay cả mạng sống ngươi cũng không còn. Bây người ngươi phải trở thành người của Diệp Phàm, không liên quan gì tới đường thủ đạo. Chúng ta không phá hết đi đã là tốt lắm rồi. Hồng Tà hừ lạnh nói. Hồng Tà, đừng nói như vậy. Chúng ta lấy một cành là được rồi. Ngay cả bọn trộm cướp cũng còn biết để lại cho người đời sau một ít. Huống hồ chúng ta những người ở đây đều hiểu được đạo lý làm người. Diệp Phàm nói. Coi như ngươi thắng. Hồng Tà lầm bầm nói, cầm con dao lên chặt. Mấy người cùng nhau bắt tay vào làm, không lâu sau đã chặt được một đống. Cắt bỏ toàn bộ bên ngoài. Chỉ lấy ở bên trong giữ cành. Đó mới chính là gỗ tuyết nham thật sự. Thiên Đao nói. Những cành gỗ tuyết nham to như thùng nước sau khi bỏ bên ngoài còn lại bằng miệng bát, sau đó mọi người cắt thành từng đoạn dài khoảng 1 mét rồi cho vào trong bao tải. Chúng ta thành tiểu phu hết rồi. Bao Nghị cười hì hì nói. Vì mỗi người đều được phân cho một bó to bằng thùng dầu. Ôi, lão tổ tông, Thiên Đao bất lực, thật là có lỗi. Thiên Đao hướng về phía pho tượng thôn dã nhất phu vái. Làm gì vậy, đi nhanh lên. Ngươi xem, bên ngoài có mấy trăm người vây quanh, ngay cả súng họ cũng có. May mà không nổ súng, nếu không ảo ảnh này có lẽ cũng không ngăn được súng đạn. Tiêu Dương Thiên hơi nóng nảy, bởi vì tình hình ở ngoài rõ ràng ở trước mắt. Sợ chết hả, súng đạn à, một trưởng của lão phu có thể tiễn họ đi Tây Thiên. Thiên Đao hừ lạnh nói. Hừ, không sợ cướp. Sợ nhất là kẻ trộm ở trong nhà. Lúc này, một giọng nói vang lên, vẫn là dùng tiếng Nhật. Ai đang nói? Hồng Tà kêu lên. Không phải ta. Thiên Đao và Akiyama Li Nhi Phu đều nói. Thấy mọi người đều nhìn sang, người còn lại biết tiếng Nhật là Diệp Phàm cũng vội nói. Tôi không nói. Dầm một tiếng. Thiên Đao bị một cái tát bay đi tới hơn 20 mét, ngã lăn ra, thổ huyết. Diệp Phàm run lên, nói to. Là tượng đá làm, đi mau. Một đám tặc tử, hôm nay sẽ cho các ngươi đi cùng với thôn dã nhất phu ta. Đúng lúc ta đang thiếu vài người phục vụ. Lúc này, những cành cây vừa bị chặt từ 8 cây gỗ tuyết nham đột nhiên hơi động đậy, từ đó phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh, ánh sáng đều đi về phía tượng đá. Còn tượng đá đột nhiên hơi di chuyển, trong nháy mắt, khuôn mặt của tượng đã dường như bị lột ra. Trên không trung đột nhiên tối đen. Sau đó ngưng tụ thành thân thể của thôn dã nhất phu. Đầu tiên là từ nội tặc. Toàn bộ giọng nói đó của thôn dã nhất phu đều bị vọng lại. Thôn dã nhất phu chỉ một ngón tay về phía Thiên Đao. Thiên Đao định tránh khỏi ngón tay đó. Nhưng chưa kịp tránh thì cánh tay phải của Thiên Đao bị đâm thủng, máu tươi ồ ạt chảy ra, ướt đẫm quần áo. Mọi người nhất thời hoảng sợ. Thiên Đao là cao thủ bán niệm khí mà còn không địch lại được với một ngón tay của người ta. Tượng đá lại giơ một ngón tay nữa về phía Thiên Đao. Tấn công! Diệp Phàm hét lớn, tất cả mọi người đều cầm binh khí hướng về phía thôn dã nhất phu ở trong không trung. Tức khắc, đất đá mù trời, nội khí đó giống như sơn nhạc bay về phía thôn dã nhất phu. Lạch cạnh! Một âm thanh giòn vang, toàn bộ đám người Diệp Phàm bị ăn một cái tát của thôn dã nhất phu, bay đi tới mấy chục mét, mũi mồm đều chảy máu. Lão tử liều với ngươi, tổ tông thì sao? Ngươi cũng chỉ là một lão tặc, ngươi muốn giết ta đều phải chết. Thiên Đao dường như phát điên, nhặt một cành cây ở dưới đất ném về phía tượng đá. Hừ, tượng đá hừ lạnh một tiếng, khom ngón tay búng ra. Năng lượng của Thiên Đao mạnh như vậy mà trong tức khắc hóa thành vô hình. Còn thôn dã nhất phu giang hai tay ra, Thiên Đao bay về phía ông ta như một mũi tên. Diệp Phàm nhanh chóng bắn dây sắt về phía trước để cuốn vào thắt lưng của Thiên Đao kéo lại. Nhưng... đạo lực đó quá mạnh mẽ. Hồn khí của thôn dã nhất phu cười lạnh một tiếng. Diệp Phàm mặt đỏ bừng, ngay cả chính mình cũng bay về phía thôn dã nhất phu. Hồng Tà nhìn thấy vội chạy tới giữ Diệp Phàm lại. Đám người Tiêu Sắt Nhất, Tiêu Dương Thiên cũng không dám chậm trễ, vội tới ôm lấy Hồng Tà. Phí Thanh Sơn, Akiyama Li Nhi Phu cũng đều chạy tới. Cứ như vậy, người đằng sau ôm eo người đằng trước giữ lại,
giống như đang chơi kéo co. Chương 3556, tiêu diệt. Nhiều sức mạnh như vậy hợp lại cũng có uy lực không nhỏ, tạm thời làm chậm tốc độ Diệp Phàm bị kéo đi. Tốc độ tuy rằng chậm lại nhưng vẫn đang từ từ bay về phía thôn dã nhất phu. Nếu như lúc nãy là tốc độ của con rùa thì bây giờ là tốc độ của con kiến. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được, công lực hồn khí của thôn dã nhất phu này vô cùng thâm hậu. Lão ma, nếu ông lại xem náo nhiệt thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời đấy. Diệp Phàm vừa cảm thấy như thế này không được rồi, lập tức dùng truyền âm nhập mật nói lớn. Lão ma ta còn lại một nửa hồn khí thôi, nếu dùng tiếp thì ta đúng là đồ ngốc. Huyễn ma kêu lên. Ông không dùng thì cũng sắp toi đời rồi. Ông cho rằng trốn ở trong thương của tôi là không tới ông có phải không? Đồ ngốc, Diệp Phàm mắng. Lão ta đương nhiên thấy được ta. Hồn khí của lão ta lớn hơn ta. Hơn nữa, ta phát hiện lão không chỉ tồn tại dưới hình thức hồn khí. Thêm vào đó hình như có một nguồn nội lực mạnh mẽ giúp đỡ lão ta. Nếu không, chỉ là hồn khí thì không thể đánh với các người như vậy, ngoại trừ tên đầu heo đó quá giỏi. Huyễn ma nói. Nội khí, làm sao có thể? Akiyama Linyifu ít nhất cũng đã chết hơn 1.000 năm, sao có thể bảo tồn được nội khí? Diệp Phàm căn bản là không tin lão huyễn ma này, cho rằng ông ta chính là không muốn giúp. Ta lừa cậu để làm gì? Cậu nhìn thử xem, có cảm giác có chút nội lực từ đâu đến không? Huyễn ma nói to lên. Vừa ra sức chống lại, vừa dùng mắt ưng nhìn, cuối cùng Diệp Phàm cũng đã phát hiện ra một ít manh mối. Đúng rồi lão ma, ông xem, những luồng ánh sáng màu xanh từ trên tám cây gỗ tuyết nham truyền tới tượng đá. Có phải chất màu xanh đó có vấn đề không? Diệp Phàm hỏi. Mẹ nó, thật đúng là chất màu xanh đó rồi. Có lẽ là gỗ tuyết nham và hồn khí của thôn dã nhất phu đã hợp làm một. Những cây gỗ tuyết nham này chắc chắn là do thôn dã nhất phu trồng. Người này thật lợi hại, còn có thể nghĩ ra cách như vậy. Huyễn ma lại có chút khâm phục. Vậy hồng huyết đao thuật của nhà Akiyama cũng có chút tương tự. Ông không phải cũng lợi dụng năng lượng của tám cái đầu lâu sao? Diệp Phàm hừ nói. Mẹ ơi, tám đầu lâu, gỗ tuyết nham cũng là tám cây. Không lẽ trong đó có liên quan đến nhau? Lão ma kinh hãi. Rất có thể thôn dã nhất phu mới là tổ tiên thật sự của hồng huyết đao thuật. Hoặc là học lén của nhà Akiyama. Ông biết cách phá giải hồng huyết đao thuật không? Ví dụ như, chúng ta hãy chặt đứt gốc rễ của nó. Trước tiên chúng ta những cây gỗ tuyết nham có tác dụng vận chuyển năng lượng màu xanh kia đã. Đến lúc đó, chỉ dựa vào một chút hồn khí của thôn dã nhất phu chắc chắn là sẽ không duy trì được bao lâu. Hơn nữa, diệt hồn thương của tôi là khắc tinh của hồn khí. Ngay cả thôn dã nhất phu cũng phải sợ một chút, đúng không? Diệp Phàm nói. Cách này không tồi, nhưng lão ta cũng không phải đồ ngốc. Có lẽ trước khi xây dựng nơi này đã nghĩ kỹ rồi. Không tin cậu nói với Bao Nghị và Akiyama Linyifu chặt thử xem. Huyễn ma nói. Diệp Phàm nói với hai người họ, Akiyama Linyifu và Bao Nghị xoay dìu lên không bổ về phía cây gỗ tuyết nham. Đương nhiên thiếu đi hai người thì tốc độ Diệp Phàm bị kéo lên sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng ở giữa vẫn còn khoảng cách hơn 30 mét, vẫn còn có thời gian chống đỡ. Đương nhiên là không tính xảy ra tình hình khác thường. Diều của Akiyama Linyifu và Bao Nghị còn chưa chặt tới cây thì đã bị luồn ánh sáng màu xanh kia bật lại đến phun máu. Lúc này, thôn dã nhất phu cười lạnh một tiếng, nhớ tới các ngươi chém cây gỗ tuyết nham một lần, đợi lát nữa lão phu sẽ cho linh hồn các ngươi nếm mùi đau khổ. Dứt lời, tay kia của thôn dã nhất phu vung lên bốn phía. Những cành cây gỗ tuyết nham hơn 100 năm mới trưởng thành đều tản ra, dường như cuồn cuộn bay lên trời. Còn tám cây gỗ tuyết nham thì rung lắc dữ dội. Lúc này mặt hồ nổi lên đợt sóng cao hơn 10 mét. Các đệ tử đường thủ đạo canh giữ ở bốn phía sợ hãi không hiểu xảy ra chuyện gì. Tất cả đều ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào hồ ảo ảnh. Những thanh gỗ tuyết nham bị thôn dã nhất phu điều khiển, tất cả đều tản ra thành hình giống như các đầu ngón tay. Lập tức, tượng đá quỷ dị mở miệng ra. Những thanh gỗ tuyết nham đó bị tượng đá nuốt vào dễ như ăn kẹo. Tản ra, bố cửu thiên mê ảo trận. Lão già huyễn ma có vẻ nóng nảy. Diệp Phàm thay ông ta hét to một tiếng. Trước tiên Diệp Phàm mở dây buộc ở thắt lưng thiên đao ra rồi sang một bên. Tiêu Dương Thiên vừa nghe thấy lập tức tản ra, trong vòng 2 giây đã hình thành xong trận pháp. Còn thiên đao thì lao về phía thôn dã nhất phu như một mũi tên. Nhưng diệt hồn thương lại tự mình bay lên, đương nhiên là do huyễn ma đang sử dụng toàn lực. Diệp Phàm lập tức khai trận,
mạnh mẽ truyền lực đến diệt hồn thương. Diệt hồn thương lại bay về phía một cây gỗ tuyết nham khoảng 2 mét. Gỗ tuyết nham cuối cùng không thể chịu được sự tấn công của mấy đại cao thủ hợp lực lại nên bị diệt hồn thương chặt đứt. Một tiếng giòn vang, Diệp Phàm phát hiện ra, trên pho tượng thôn dã nhất phu đã xuất hiện một vết nứt. Hiệu nghiệm rồi, chúng ta tiếp tục. Diệp Phàm hét lớn. Ta phải tiêu diệt các ngươi. Thôn dã nhất phu ở trong không trung dường như đã giận dữ đến cực điểm. Pho tượng đá lại tát thiên đao một cái rơi lên phiến đá ở bên cạnh. Khắp mặt thiên đao đều là máu, ngay cả mũi cũng bị tát một cái giống như sắp sụp cả vào. Còn thôn dã nhất phu ở trên không trung bước về phía diệt hồn thương. Lão tử liều với ngươi. Truyền đến giọng nói giận dữ của huyễn ma, diệt hồn thương đã tới trong tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng thuật thần hành bước đến trước một cây gỗ tuyết nham khác. Một tiếng răng rắc vang lên, một gốc cây khác lại bị chặt đứt. Trên mặt tượng đá lại có vết nứt thứ hai. Thôn dã nhất phu vàng điên cuồng hơn, lao thẳng đến chỗ Diệp Phàm. Nhưng lúc này huyễn ma cũng đang thi triển toàn bộ khí lực, hơn nữa, khí lực của mấy người Tiêu Dương Thiên hợp lại một chỗ, Diệp lão đại cảm thấy như mình sắp có thể bay lên được. Ở dưới chân giường như có khi phát ra tới phía trước của ba gốc cây gỗ tuyết nham. Răng rắc liên tiếp ba cây đổ xuống. Cùng với số cây đổ xuống thì vết nứt ngày càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng lớn. Ban đầu nếu chỉ như sợi tóc thì bây giờ đã sắp to bằng sợi len rồi. Thôn dã nhất phu đi tới chặn phía trước, lần này lão ta đã có kinh nghiệm, liền đứng ở giữa ba cây gỗ tuyết nham. Diệp Phàm muốn qua thì phải bước qua xác ông ta trước. Thôn dã nhất phu lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, mắng, người phá hỏng việc lớn của lão phu. Lão phu đợi mấy trăm năm mới chờ được đến lúc nhiều người các ngươi đến đây như vậy để thực hiện thuật chuyển sinh. Không ngờ lại bị một tiểu tử như ngươi làm hỏng. Tiểu tử, lão phu nhất định phải biến các ngươi thành linh hồn. Phải để cho các ngươi đau khổ mấy chục năm mà không thể chết được. Chờ ông có cơ hội rồi hãy nói. Thôn dã nhất phu, tôi thấy ông đúng là tính xấu không đổi, vì sự hoàn sinh của mình. Mà ngay cả đồ tử đồ tôn của mình cũng không buông tha. Nếu tôi đoán không sai thì mỗi một cao thủ của đường thủ đạo đến đây đều bị ông luyện thành vong linh giấu trong thân cây gỗ tuyết nham. Đây chính là lý do vì sao ông xây dựng hộ pháp thủ tịch, quyền lực của bọn họ còn cao hơn trưởng môn. Mà chỉ có họ mới đến được đây. Nếu không, ngay cả trưởng môn cũng không xong rồi. Sự ích kỷ của ông quá lớn, còn dám lớn tiếng vu khống. Ông có tư cách gì mà chỉ trích người đời sau chúng tôi? Ông làm như vậy chỉ vì để ông có cơ hội hoàn sinh. Hôm nay chúng tôi tới đây, ông cho rằng cơ hội đã đến. Ông cố tình để cho chúng tôi chặt cành gỗ tuyết nham. Để làm giảm đi sức mạnh của linh hồn. Sau đó, ông lại lợi dụng sức mạnh của những linh hồn người chết mà chúng tôi thu được để hoàn thành thuật chuyển sinh. Tôi nói có đúng không? Điều này cũng có thể giải thích tại sao thần xã đường thủ đạo không gọi là thần xã đường thủ mà là thần xã tiên linh đúng không? Mẹ kiếp, tất cả chỉ đều phục vụ cho ông. Diệp Phàm lớn giọng mắng. Ha ha, tiểu tử, không ngờ là ngươi cũng rất hiểu biết. Đúng vậy, ta là thôn dã nhất phu sáng lập đường thủ đạo này. Cho nên nó phải phục vụ cho thôn dã nhất phu ta. Tất cả môn đồ đều là chó do ta nuôi, đều phải vì ta mà sống, vì ta mà chết. Đây là sứ mệnh vinh quang của chúng. Thôn dã nhất phu ta là thần thánh đối với chúng. Thôn dã nhất phu không biết liêm sỉ, cười lớn nói. Đồ khốn, ông muốn họ cho rằng ông chết nhưng vẫn là thần thánh. Diệp Phàm mắng to. Ha ha, miệng lưỡi lợi hại cũng vô ích, ở đời này luôn lấy sức mạnh làm trọng. Chỉ cần ngươi có được quyền sinh sát, muốn chúng sống thì chúng được sống, muốn chúng chết thì nó phải chết, đó chính là thần thánh. Bây giờ ngươi ở trước mặt lão phu chỉ như một con kiến thôi. Thôn dã nhất phu cười đắc thắng, nói, yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng. Linh hồn này là lão phu mới thu được, ngươi sẽ đi cùng đường với lão phu. Nhưng cũng sẽ đau khổ hơn cả chết, ha ha. Đồ chó, đi chết đi. Lúc này một giọng nói vô cùng tức giận truyền đến ở phía sau thôn dã nhất phu, chỉ thấy thiên đao bị đánh sắp chết đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa, lúc này trong tay thiên đao còn có một thanh đại đao màu đen, thanh đao kia vừa thi triển. Đừng trong giọng nói của thôn dã nhất phu tràn đầy sợ hãi, nhưng đã muộn mất rồi. Ông ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thanh đại đao kia cắt trên pho tượng đá. Tiếng ầm ầm rất lớn, tượng đã bị cắt làm đôi rồi đổ xuống. Chết tiệt! Lão phu phải lột ra ngươi, thôn dã nhất phu vô cùng giận dữ, đi về phía thiên đao. Mau chặt cây đi, huyễn ma hét lớn.
Thôn dã nhất phu vừa bước đi ra khỏi vị trí chính giữa ba cây gỗ tuyết nham, Diệp Phàm dốc toàn lực bước đến trước ba cây này. Diệt hồn thương bay tới chỗ ba cây gỗ tuyết nham với tốc độ chưa từng thấy. Âm thanh ầm ầm lại vang lên, ba cây gỗ tuyết nham còn lại ầm ầm đổ xuống. Sương mù trên mặt hồ bốc lên càng nhiều hơn, còn trưởng môn thôn dã nhị điền ở trên đảo vừa nghe nói liền lập tức bay chuyên cơ trở về. Lúc này sương mù đang chuyển thành câu thần chú bí mật. Chương 3557, tháng 5 đen tối của đường thủ đạo. Tiểu tử, ngươi chết đi. Thôn dã nhất phu điên cuồng xoay người lại giáng cho thiên đao một cái tát như trời giáng bay về phía Diệp Phàm. Thiên loan chi đao, đón lấy. Tay thiên đao khẽ động, lập tức đao thiên loan của thôn dã nhất phu bay tới trước mặt Diệp Phàm. Cửu thiên huyễn u trận, mở. Diệp Phàm hô to, đưa toàn bộ công lực vào bên trong thiên loan đao. Trong nháy mắt, đao thiên loan phát ra ánh sáng màu xanh đen. Đột nhiên nó lại uốn cong thành hình một cánh cung tối tăm. Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo dây cung được hình thành bởi ánh sáng màu xanh đen kia bắn ra. Một quả cầu màu xanh lớn từ cây cung bắn ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt thôn dã nhất phu. Bang một tiếng, tiếp theo là một tiếng hét thảm thiết. Thôn dã nhất phu kêu lên thảm thiết khi bị quả cầu đó nhập vào người. Ngay lập tức, hồn khí thôn dã nhất phu bị chia ra thành ba phần nhỏ. Cung tốt, dùng diệt hồn thương làm mũi tên, tiêu diệt nó. Huyễn ma hưng phấn mà kêu lên. Diệp Phàm kéo cung, diệt hồn thương giống như một mũi tên sắc nhọn bay về phía thôn dã nhất phu đang như một quả bóng nước. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, diệt hồn thương làm cho hồn phách tiêu tán. Thôn dã nhất phu cuối cùng đau đớn vùng vẫy một chút, trừng mắt một cái rồi như một quả bóng bị diệt hồn thương bắn trúng, toàn bộ hồn khí biến thành những mảnh nhỏ rồi đi vào phía rìa ảo ảnh. Sau khi vừa chạm vào rìa ảo ảnh lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, cây cối ở bên hồ bay lên 5-60 thước. Một tảng đá lớn như chiếc xe tải bay xuống hồ phía các đệ tử đường thủ đạo đang canh gác. Ngay lập tức máu tươi bắn tung tóe, liên tục các tiếng kêu thảm thiết, còn toàn bộ hồ ảo ảnh giống như bị nổ tung mà sôi lên sùng sục. Chạy mau, nhân cơ hội đi ra ngoài. Diệp Phàm kêu lên, mọi người vội vàng thu thập những khúc gỗ tuyết nham lớn nhỏ đã bị tên thôn dã nhất phu chết tiệt làm tung tóe trên mặt đất rồi chạy nhanh. Bên ngoài sớm đã đầy xương đen, trong không gian tràn ngập mùi máu, còn chân tay đứt đoạn thì đang bay trong không trung. Đám người Diệp Phàm thừa lúc đang khói bụi mịt mù mà mở đường máu chạy đi. Sau khi vừa tới chân núi thì tập hợp tại nhà cũ của Akiyama Linyifu. Chết tiệt, tất cả số gỗ tuyết nham đã bị mất đi gần một nửa. Nhìn mấy bó gỗ tuyết nham, Hồng Tà không nhịn được mắng. Có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi, cái này coi như là thu hoạch ngoài dự tính rồi. Akiyama Linyifu an ủi Hồng Tà. Chiều hôm sau, Hồng Chư đưa tin đến, thuật lại là trụ sở đường thủ đạo đã xảy ra vụ nổ lớn, hơn trăm người chết tại chỗ, ngay cả trưởng môn thôn dã nhị điền cũng bị bay mất một chân. Còn một nửa số cao thủ của đường thủ đạo đều chết ở trong vụ nổ, ngay cả tiên linh thần xã Linh Thiêng kia cũng đã bị phá hủy. Còn thần đạo tổ đang cho rằng đường thủ đạo tàng trữ hỏa tiễn số lượng lớn, cho nên mới gặp kết quả như vậy. Hơn nữa, thần đạo tổ còn mau chóng quyết định thành lập một đội tự vệ, phong tỏa đường thủ đạo để tiến hành điều tra. Nói như vậy thì có phải là đường thủ đạo xong đời rồi không? Diệp Phàm cười ruồi một tiếng. Điều này thì không rõ lắm, nhưng nghe nói vì để che giấu sai lầm lần này, cấp cao của đường thủ đạo đã thỏa thuận với thần đạo tổ, đồng ý để 6 cao thủ của đường thủ đạo chuyển tới thần đạo tổ để xoa dịu chuyện này. Hồng Chư nói, thần đạo tổ lại được hưởng lợi, mẹ kiếp, thật là bực mình. Diệp Phàm nói thầm một câu. Lần này phía được lợi nhất chính là thần đạo tổ, còn đường thủ đạo trải qua đả kích lần này thì có lẽ là 10 năm nữa cũng không khôi phục được nguyên khí. Hơn nữa, đường thủ đạo đã công bố rút lại việc kinh doanh. Công ty đường thủ đạo ở bên kia trên cơ bản là phải rút về tổng bộ, địa bàn thì coi như là tặng cho Cùng Âm giáo. Nhưng vậy thì Cùng Âm giáo cũng có lợi rồi. Hồng Chư nói. Hừ, công ty đường thủ đạo chỉ có thể về tay chúng ta. Nếu Cùng Âm giáo có ý muốn tranh giành thì chúng ta cũng không ngại xử lý bọn chúng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Vừa rồi lãnh đạo đã gửi đến một bức điện mật, nói tôi theo dõi sát sao sự phát triển sau này của đường thủ đạo. Hơn nữa, lãnh đạo cấp trên cho rằng hành động của mọi người quá lớn, đã để lại sơ hở cho thần đạo tổ. Hồng Chư nói. Chuyện này cũng không có cách nào đoán trước được đúng không? Nhưng cũng không cần lo lắng quá.
người mới mà Đường Thủ Đạo đưa tới Thần Đạo Tổ nhiều lắm là cao thủ 5 đến 10 đoạn. Bọn họ căn bản không còn có nhiều cao thủ rồi. Diệp Phàm nói, việc này tôi không để lộ ra là mọi người làm, không hiểu ai đã làm lộ ra. Hồng Trư vội giải thích, tôi tin cậu, việc này thật sự là muốn giấu cũng không giấu được, đã gây ra động tĩnh quá lớn rồi. Nhưng yên tâm đi, tôi đồng ý với cậu rồi thì sẽ làm được, cậu sắp xếp mai đến nhà cũ của Akiyama Linifu một chuyến. Sau khi giúp cậu thì tôi phải đi ngay, còn về phía cung đầu nhi, tôi sẽ gặp và giải thích với hắn. Diệp Phàm an ủi, Hồng Trư liền vui vẻ, gã đã không yên tâm liền lập tức tới nhà của Akiyama Linifu luôn trong đêm. Diệp Phàm cũng giúp hắn lên hai cấp luôn trong đêm. Hồng Trư đương nhiên là mừng rỡ như điên, đồng ý sẽ báo cho Diệp Phàm tin tức mới nhất về Đường Thủ Đạo bất cứ lúc nào. Bởi vì mọi người đều bị thương không nhẹ, quyết định tĩnh dưỡng vài ngày ở nhà của Akiyama Linifu rồi tính tiếp, nhưng bên ngoài lại có tin đồn. Nhưng Akiyama Linifu là người có tiếng tăm, là đại sư, không nhắm mắt để cho người ta đến kiểm tra. Nhưng hai người Tiêu Sắt Nhất và Tiêu Dương Thiên sau khi được chia một phần gỗ tuyết nham đã khăng khăng muốn đi trước. Diệp Phàm cũng không giữ liền cho bọn họ đi trước. Vừa mới có lợi là đã chuồn đi mất, loại người gì vậy? Bao Nghị không nhịn được mắng. Chuyện thường mà, mục đích của bọn họ chính là gỗ tuyết nham. Mà Tiêu Dương Thiên đã đột phá đến đỉnh điểm. Có lẽ có gỗ tuyết nham tương trợ sẽ có thể đột phá được tới bán niệm khí. Đây là giấc mộng của mỗi người học võ, để bọn họ đi đi. Diệp Phàm lại có vẻ thoải mái. Đúng là, ta rủa cho bọn chúng không luyện được kiếm. Bao Nghị hung hăng nói. Tên này, cậu cũng đừng có độc miệng như vậy chứ. Diệp Phàm cười nói. Đáng đời mà. Bao Nghị không nghe, Diệp Phàm chỉ biết lắc lắc đầu. Thiên đao, sao ông lại lấy được thanh đao thiên loan này? Diệp Phàm cầm thanh đao thiên loan màu đen, hỏi. Hai, thôn dã nhất phu quá độc ác, lúc đó tôi bị đánh bay đến chỗ đế tượng đá. Sau đó thì bất tỉnh, nhưng trong khi nửa tỉnh nửa mê lại thấy có người đang nói với tôi. Người đó tự xưng là thôn dã thượng điền, nói là thanh đao thiên loan này không phải là do ông ta tự làm ra. Mà là sư đệ của thôn dã nhất phu là đường điền nhất lang chế tạo. Thanh đao này năm đó đã tiêu tốn một đống gỗ tuyết nham hơn 200 năm mới có thể chế tạo được. Sau khi thành công, thôn dã nhất phu đã muốn có nó, nhưng thôn dã nhất phu rất giảo hoạt, vẫn không cướp. Vì công lực của đường điền nhất lang còn mạnh hơn của lão ta. Cuối cùng thì sau khi đường điền nhất lang chết, thanh đao này được truyền lại và rơi vào tay thôn dã thượng điền. Sau đó đến tay của đồ đệ của thôn dã thượng điền là thôn dã tam sinh, cuối cùng mới vào tay hồn khí của thôn dã nhất phu. Thôn dã nhất phu vốn muốn dựa vào thanh đao này để tiến hành thuật hoàn sinh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, gỗ tuyết nham cũng đã được. Còn những hồn khí của các tổ tiên đường thủ đạo cũng đã bị thôn dã nhất phu làm cho nhập vào trong cây gỗ tuyết nham. Khi chúng ta đến chính là khi thôn dã nhất phu bắt đầu. Không ngờ là đường điền nhất lang cũng để lại một chiêu. Vị y đã sớm nhìn thấu thôn dã nhất phu, cuối cũng nhắc ta mở ra sát chiêu của đao thiên loan. Nếu không ta thề với ngươi là ta căn bản không thể sử dụng thanh đao này. Thật ra thôn dã nhất phu đã chết ở trong tay đường điền nhất lang. Vì lúc đó hồn khí của đường điền nhất lang vẫn còn sót lại ở trong đao. Nhưng qua trận chiến này thì hồn khí của cả hai đều tiêu tán. Thiên đao hơi thổn thức nói, sau khi nhận lại đao lại giao cho Diệp Phàm, nói. Thanh đao này để ngươi giữ đi, ta thấy ngươi thích hợp với nó. Nhưng mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện ra trong mắt thiên đao đang cố giấu một loại cảm xúc vô cùng khó khăn. Vì thế hắn thản nhiên cười nói. Tôi và ông còn phân biệt làm gì? Sau này chúng ta đều là người Diệp Môn, thanh đao này cứ giao cho ông đi. Không được, không được, ta không xứng để sử dụng nói. Thiên đao còn thoái thác một chút. Ha ha, Diệp Phàm tôi đã quyết thì không thay đổi. Hơn nữa, ông hiện giờ cũng là người có công lực cao nhất Diệp Môn. Rất thích hợp để sử dụng thanh đao này. Hy vọng ông phụ sự kỳ vọng của Diệp Môn, dùng đao này giết người đáng giết. Khả năng thuyết phục của Diệp Phàm không ngờ tốt như vậy. Trong mắt thiên đao đã hơi ươn ướt, ôm lấy thanh đao. Yên tâm, từ nay về sau thiên đao ta chính là người nhà họ Diệp. Sau này ta không còn liên quan gì tới đường thủ đạo nữa. Hơn nữa, theo nhân phẩm của thôn dã nhất phu thì ta càng không cần nhìn đến. Lão ta căn bản chỉ là vì bản thân mình, ngay cả việc sáng lập đường thủ đạo cũng là để phục vụ cho mình. Ta nhổ vào loại hành động vô liên sỉ này.
Sư đồ Đường thủ đạo chúng ta không tiếc sinh mạng, không ngờ là lại để phục vụ cho loại người như vậy. Từ bây giờ, Thiên Đao ta tỉnh rồi. Thiên Đao kiên quyết. Tốt, ông có thể nhận ra tôi rất vui. Yên tâm, chân giả của ông chúng tôi sẽ nghĩ cách. Diệp Phàm vỗ đùi, nói. Ngươi không phải là có tin gì liên quan đến Vu Lô đỉnh sao? Mau nói đi, vừa lúc có thể tận dụng mấy ngày này để nghĩ đối sách. Đây là chuyện lớn, không qua loa được. Ta có người bạn tốt tên là Thu Trì, năm đó cô ấy có lần nhỡ miệng nói ra mấy câu rất khó hiểu. Thiên Đao nói. Câu gì? Hồng ta không nhịn được hỏi. Tôi chỉ nghe rõ ba chữ Hồng Đàm Cung, những thứ khác đều không rõ. Sau đó ta cứ hỏi nhưng cô ấy vẫn chưa nói. Thiên Đao nói. Hồng Đàm Cung. Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc, chuyện này giống với chuyện lão già khí vương đã chết kia đã từng nói. Còn nói là trong cung này có bảo bối rất lớn. Chủ nhân của nó lúc đó là một mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Nếu là bạn tốt thì sao lại không nói cho ông biết? Diệp Phàm hỏi. Hai, cô ấy là một người đặc biệt. Thiên Đao thở dài, Diệp Phàm đã hiểu, có lẽ là lão già này có tình cảm với Thu Trì. Võ công của cô ta cao hơn của ngươi. Hồng Tà thì lại không hiểu. Chương 3558, Tằng Kinh Thương Hải Nán Vi Thủy. Không đâu, Thiên Đao lắc đầu. Đó không phải là kết liễu sao? Chính là đánh cũng đánh ra bí mật, đúng không? Hồng ta nói châm chọc. Đánh, 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 đánh cái quái gì? Ông cho rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng nắm đấm đúng không? Thiên Đao tức giận, gần lên về phía Hồng ta. Ha, 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 Thu Trì là người trong mộng của ông. Hồng ta đột nhiên cười phá lên, Thiên Đao đỏ mặt. Diệp Phàm giật mình, con người của Hồng ta cũng không phải khó khăn. Chúng ta đi tìm bà ấy. Diệp Phàm hỏi, khó khăn lắm mới có tin tức về Hồng Đàm Cung, đương nhiên là phải bắt được rồi. Hai, gặp không bằng không gặp, vẻ mặt của Thiên Đao ủ rũ. Nếu không gặp sẽ không có cơ hội, có những việc có thể đi thử một lần. Diệp Phàm nói, ôi, Thiên Đao lại thở dài vẻ mặt đau khổ. Ông có điều khó nói, thực ra chuyện này có rất nhiều cách giải quyết được. Chẳng qua là ông không nói, người giải quyết cũng khó mà hiểu được. Nói ra thì còn có cách. Còn không nói thì mãi mãi bế tắc. Diệp Phàm nói. Thực ra, lúc đầu giến đảo tôi còn ôm hy vọng. Đó là hy vọng từ chỗ bí mật có thể tìm được viên thuốc dược liệu xin cao nhân chữa khỏi vết thương cho Thu Trì, không ngờ là vào đến đây thì. Thiên Đao nói. Lẽ nào Thu Trì bị hủy dung nhan sao? Diệp Phàm hỏi. Cậu đúng là hiểu người, đúng vậy. Trước kia nàng rất xinh đẹp, nhưng đóa sen trong nước. Hơn nữa, càng lại rất cao ngạo. Lão Phu lại là một người không chịu ngồi yên, thích du lịch đây đó. Ta vô tình gặp được nàng ở Hàn Quốc. Không ngờ tên của nàng lại là Thu Trì, cái tên thật đẹp. Nhưng, người khác rất khó mà tiếp xúc được với nàng. Lão Phu phải mất đến 5 năm mới gần được nàng, Thiên Đao nói. Võ công của ông mạnh hơn bà ta, sao không trực tiếp giải quyết luôn mà còn phải mất đến 5 năm, ngốc. Hồng ta đả kích nói. Ông thì biết cái gì, người đó có thể tùy tiện tiếp cận được sao? Thiên Đao tức giận trừng mắt nhìn. Người có tâm từ từ sẽ đến, không sai. Diệp Phàm gật đầu. Tôi có một nghi ngờ, có lẽ là lúc đó võ công của ông vẫn còn kém. Vì sao mà Thu Trì lại bị hủy hoại dung nhan? Bao Nghị không nhịn được hỏi. Không ngờ tôi vừa mới tiếp xúc được càng chưa đến 10 ngày thì nàng lại bị người ta hủy dung nhan. Lúc đó tôi có hỏi nhưng nàng không nói. Con cầu xin tôi rời khỏi nàng. Đương nhiên là tôi không chịu. Nhưng nàng lại lấy đao ra nói là nếu tôi không rời khỏi nàng thì nàng sẽ tự kết liễu đời mình. Bởi vì, nàng biết tôi là người trọng tình, cho nên, không muốn để tôi nhìn thấy vẻ xấu xí của nàng. Không còn cách nào, lúc đó tôi đành phải tuyên bố sẽ đi tìm dược liệu để chữa khỏi khuôn mặt của nàng. Nếu không tìm thấy, tôi sẽ không gặp lại nàng trong cuộc đời này nữa. Không ngờ đi đã mười mấy năm rồi, cũng không biết bây giờ nàng thế nào, càng có còn sống hay không. Thiên Đao nói, chắc là tuổi của bà ta chưa lớn. Diệp Phàm hỏi, năm nay phải khoảng 48 tuổi rồi. Thiên Đao nói, võ công thì sao? Diệp Phàm hỏi, năm đó nàng đã ở 12 đẳng, bây giờ chắc phải đến bán tiên thiên rồi. Thiên Đao nói, người có thể hủy hoại dung nhan của bà ấy chắc võ công không phải đơn giản. Có lẽ bà ấy sợ ông bị thương cho nên mới không nói. Diệp Phàm nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc ta đã là người đại tiên thiên viên mãn, lẽ nào? Điều đó là không thể,
bởi lão phu sống đến 60 tuổi đầu cũng chưa từng gặp một người bán đại tiên thiên cường nào. Lúc đó căn bản là ta không tin trên đời này lại tồn tại có bán đại tiên thiên cường. Nhưng bây giờ thì ta tin rồi. Bởi vì lão phu đã đạt tới. Đương nhiên, cũng là do năm đó nàng bị hủy hoại dung nhan nên cùng vì thế mà ta có động lư xê. Nếu không, ta cũng chỉ có thể đạt tới bán niệm khí mà thôi. Thiên Đao nói. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, đó cũng là có được thì cũng mất được mà mọi người từng nói. Diệp Phàm thở dài. Này lão đại, không phải anh có thứ tốt kia sao? Nếu có thể thay đổi làn da cho phụ nữ thì chắc cũng chữa khỏi được khuôn mặt cho Thu Trì. Lúc này, Bao Nghị đột nhiên cười nói. Đúng vậy, hậu cung Ngọc Nha Hoàn của cậu không phải là nữ nhân phải giết sao? Chắc cũng có hiệu quả. Hồng ta còn ra vẻ gấp hơn cả Diệp Phàm. Tiên sinh thực sự là có thể chữa khỏi sao? Thiên Đao nắm chặt lấy tay Diệp Phàm. Chuyện này, viên thuốc kia của tôi là cho phụ nữ dùng để làm đẹp. Có thể chữa khỏi một số vết sẹo nhỏ. Tên là Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn, nếu phụ nữ dùng thường xuyên sẽ có được một khuôn mặt như ngọc, đây là bí quyết của Hậu Cung thời cổ đại, đã cho nhiều người dùng rồi. Rất tốt, chỉ có điều phải xem dung mạo của Thu Trì đến mức nào rồi. Nếu như có thể tìm được dược liệu cao cấp thì đương nhiên là tốt rồi. Hơn nữa, Hồng Đàm Cung có Hồng Bảo Thiên Vương Đỉnh, nếu như có thể dùng nó để luyện thuốc thì chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt. Chỉ có điều đến giờ mà vẫn chưa có một chút tin tức nào về Hồng Đàm Cung. Manh mối về Thu Trì đã có trong tay. Diệp Phàm. Tôi dẫn mọi người đi gặp nàng, dù sao thì dung mạo của nàng là một khuôn mặt. Thiên Đao bá đạo nổi lên, hơi thở vừa ra đã làm rung mấy chén trà trên bàn. Ngày hôm sau, mấy người đã bí mật đến Thu Sơn Hàn Quốc. Chính là chỗ này, Hồng Tà nhìn ngôi nhà gỗ giản dị thô ráp trước mắt, có chút nghi ngờ liệu có phải là nhầm địa chỉ hay không. Thu Sơn là một vùng núi. Có một tòa nhà hai tầng được chống bằng mấy cây cột trên thảm cỏ. Hơn nữa kiến trúc cũng không cầu kỳ, đến cửa sổ cũng là ghép bằng ván gỗ. Thảm cỏ trước mặt ngôi nhà được cắt tỉa, không cho nó cao lên mà lượn sóng. 24 cầu còn ở đó, sóng lòng trăng động vô thanh, nhớ cầu bên hoa thực dược, năm tháng dài biết sống vì ai. Vừa đi đến gần đã nghe thất tiếng một người phụ nữ ngâm bài thơ thờ Nam Tống của Nhân Khương Quỳ nghe mà bi ai. Dưới ưng nhãn. Diệp Phàm phát hiện ra một người phụ nữ mặc đồ màu xanh đang ngồi xếp bằng ở cầu thang gỗ, trước mắt là một cây đàn có tuyết trắng. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước phu sơn bất địa vân. Lúc nàng có một âm thang vang dội truyền đến, đương nhiên là tiếng lòng của Thiên Đao đầy hào khí. Câu thơ này đương nhiên là không phải do Thiên Đao làm mà do Diệp Phàm giật dây để ông ta đọc. Ông ta vốn có chút thẹn thùng nhưng lại bị Diệp Phàm dùng thuật truyền âm mật nhọc giận lên đã điên cuồng đọc ra. Đao huynh. Huynh còn đến làm gì? Thu Trì nói, nghe mà héo hắt thảm thương. Ta tìm được phương thuốc rồi, dù không thể chữa khỏi nhưng ta vẫn muốn lấy muội. Muội là vợ của Đao huynh ta. Muội giống như câu thơ ta vừa đọc, tằng kinh thương hải nán vi thủy, trừ khước phu sơn bất địa vân. Muội là người duy nhất của ta. Lúc này đúng là Thiên Đao có cả một bầu trời bá đạo. Bắn một phát ông ta đã đến trước hành lang, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thu Trì. Trong nháy mắt, người này lại giơ tay ra, vút lên trời đã đưa Thu Trì đến trước mặt hơn nữa hai tay còn ôm người đẹp vào lòng. Người này, không ngờ là dùng chiêu thức ấy, bá vương thô bạo quá đi. Bao Nhị nói thầm, đàn ông mà không xấu thì phụ nữ không yêu mà, có lúc phụ nữ lại thích sự thô cứng, cậu cứ ngại ngùng thì cuối cùng chỉ thành công dã tràng mà thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Ai, Thu Trì tỉnh lại, quay đầu nhìn đám người Diệp Phàm đang ẩn trong lùm cây. Ha ha ha, có tình sẽ thành người nhà thôi, chúc mừng nhé. Đám Diệp Phàm cùng ôm quyền nói. Chắc chắn là Thu Trì đỏ mặt, chỉ có điều là có khăn che mặt nên mọi người không nhìn thấy. Bà ta vội đẩy Thiên Đao ra. Hi hi, bằng hữu của ta. Thiên Đao cười cười sờ cằm, hiếm khi thấy ông ta vui như vậy. Trước sự cố gắng của Thiên Đao thì cuối cùng Thu Trì cũng phái lộ diện. Gương mặt thuần khiết kia chỗ nào cũng có vết đao, hơn nữa còn ngang dọc lung tung. Diệp Phàm vừa nhìn đã ngây cả người ra. Hừ, Thu Trì còn tưởng Diệp Phàm bị mình dọa cho đến mức đờ đẫn, bà ta tức giận. Thiên Đao ở bên cạnh thì vẻ mặt âm trầm. Thu Trì, che lại, chúng ta không cần cầu xin người khác. Thiên Đao tức giận hầm hừ nói. Từ từ, Diệp Phàm khoát tay. Cậu như vậy có phải là muốn xỉ nàng ấy không? Thiên Đao tức giận nói. Cút sang một bên, Diệp Phàm tức giận, đập một cái chén lên bàn. Ngươi!
Thiên Đao siết chặt nắm tay, nhưng thấy bọn Hồng Tà đang nhìn mình căm tức nên cuối cùng cũng nuốt nước miếng thả lỏng nắm tay ra. Thiên Đao, tôi hy vọng ông hãy nhớ thân phận của mình, nếu không. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chuyện của muôn phái ta nghe lời cậu nhưng đây là chuyện riêng của ta, còn liên quan đến vợ ta. Thiên Đao lớn tiếng phản bác lại. Ông mà không câm miệng lại thì sẽ có người khiến ông phải câm miệng lại đấy. Diệp Phàm nói chỉ vào mặt Thu Trì, các người nhìn xem, có phải vết đao trên mặt bà ấy là một pho tượng không? Đám Hồng Tà vừa nghe thấy cũng chạy nhanh lên xem. Sao có thể vết đao lại giống như pho tượng được? Thiên Đao đương nhiên là không tin. Nhìn lại đi, có phải là giống một pho tượng nữ không? Hơn nữa, pho tượng còn cả đuôi rắn. Diệp Phàm nói. Vẫn, đúng là giống thật, lạ thế. Hồng Tà kêu lên, Bao Nhị vỗ trán gật đầu nghi ngờ, Thiên Đao nhìn kỹ lại. Của nhiên ông ta cũng phải kinh ngạc. Đao huynh, có phải thật vậy không? Thu Trì nói. Đúng là một pho tượng nữ, còn mang theo đuôi một con rắn. Sao lại thế này? Thiên Đao cầm gương đến. Thu Trì nhìn vào một lúc sau mắt trừng lên. Bà ta run lên bần bật. Bà có biết lai lịch của pho tượng nữ này không? Diệp Phàm hỏi. Không biết, nhưng, tôi có nghe ông Tổ nói. Chúng tôi đều là truyền nhân của Hồng Đàm Cung, nhiều năm trước Hồng Đàm Cung rất thịnh vượng. Lúc đó rất nhiều cao thủ đến Hồng Đàm Cung xin thuốc. Đương nhiên, cung chủ Ngô Thư xinh đẹp mới chính là nguyên nhân chính hấp dẫn các cao thủ đến đây xin thuốc. Bên ngoài còn có câu tục ngữ nói về cung chủ, Hồng Trần cười thiên hạ cười, Hồng Trần hận thiên diệt. Chỉ cần cung chủ lên tiếng thì câu nói đầu tiên có thể là tiêu diệt một người viên mãn thoát thần nào đó. Đương nhiên, không phải là võ công của cung chủ lợi hại hơn người thoát thần đại viên mãn đó. Chủ yếu là sức ảnh hưởng của cung chủ, câu nói đầu tiên có thể sai mười mấy người thoát thần đại viên mãn đi giết một người đó thì không thành vấn đề. Chương 3559, vẻ đẹp của Ngô Thư. Ngô Thư đẹp như vậy không biết là trông bà ta thế nào nhỉ? Diệp Phàm cảm thán nói, trong lòng bắt đầu xúc động. Hồng nhan gây họa cũng thật không đáng, chủ yếu là vì cung chủ quá đẹp. Tuy có thể làm cho nam nhi trong thiên hạ điên đảo nhưng cũng khiến cho nữ nhi trong thiên hạ đố kỵ. Thỉnh thoảng cũng có những nữ cao thủ âm thầm đến khiêu khích, nhưng cung chủ đều bỏ qua. Nhưng sau đó gặp một người phụ nữ mang theo đuôi binh khí, Hồng Đàm Cung bị diệt. Nghe nói bà ta đến từ Thất Bảo Giới. Thu Trì nói. Thất Bảo Giới, lẽ nào trên thế giới này có giới đó sao? Bao Nghị hỏi. Không phải nói như vậy được, đó là trong truyền thuyết bịa đặt ra thôi. Truyền thuyết Thất Bảo Giới là một nơi bí mật, người bình thường không vào được, bên ngoài có bí pháp phong bí. Thu Trì nói, lẽ nào Thất Bảo Giới chính là La Thất Bảo? Diệp Phàm liền cả kinh, nhìn Thiên Đao, Diệp Phàm cũng không giấu chuyện liên quan đến La Thất Bảo nói lại một lần. Nếu có phong giới phong đóng kín hoặc là giống như nơi có ảo ảnh ở đường thủ đạo thì cũng không có gì lạ. Nhưng, lẽ nào chuyện mà người đàn bà kia làm chính là công việc đi hủy hoại dung nhan? Dấu vết để lại sau này trên khuôn mặt của những người phụ nữ chính là dấu hiệu độc đáo của bà ta. Những vết dao đó được xử lý một cách đặc biệt nhìn qua như một pho tượng trong bức tranh. Thiên Đao nói, ta không rõ lắm, nếu mọi người không nhắc đến ta cũng không phát hiện ra đâu. Thu Trì lắc đầu. Đúng rồi, nói như vậy thì người phụ nữ hủy hoại dung nhan của bà cũng đến từ Thất Bảo Giới sao? Diệp Phàm hỏi. Có lẽ là thế, Thu Trì tôi cả đời không tranh đấu với ai. Không ngờ là vẫn phải chịu kiếp nạn này. Dung nhan đối với một người phụ nữ mà nói còn quý hơn cả tính mạng. Mấy năm nay ta sống không bằng chết, đã rất nhiều lần muốn chế nhưng lại luôn nuôi một tia hy vọng. Hy vọng, Đao Huynh có thể tìm ra loại dược liệu tuyệt thế. Dù không tìm thấy, ta cũng muốn được gặp Đao Huynh một lần. Lần này cuối cùng ta cũng mãn nguyện rồi, dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Thu Trì nói, đừng nói ngốc như thế, chúng ta sẽ sống tốt thôi. Thiên Đao nói, lẽ nào bà là hậu nhân của Ngô Thư? Diệp Phàm hỏi, hậu nhân của Ngô Thư, sao có thể chứ? Thu Trì trợn mắt lên. Nếu như người phụ nữ ra tay đó là người của Thất Bảo Giới thì bà chính là hậu nhân của Ngô Thư. Có lẽ mỗi một đời hậu nhân của Ngô Thư đều bị trả thù như vậy. Chẳng qua là hết đời này đến đời khác, đôi khi các bà chuyển nhà nên không tìm thấy nhau. Còn bây giờ lại tìm được rồi, bà nghĩ kỹ lại xem. Mẹ của bà có phải cũng bị người ta phá hủy dung nhan không? Diệp Phàm hỏi. À, Thu Trì bỗng bị chấn động thốt lên một tiếng. Lẽ nào Diệp tiên sinh nói đúng? Thiên Đao hỏi với vẻ thân thiết. Đúng vậy, mẹ ta cũng giống ta.
nhưng sau khi mẹ ta bị hủy dung nhan, cha ta đã bỏ bà mà đi. Hai chúng ta sống nương tựa vào nhau. Lúc ta lên hơn 10 tuổi thì mẹ ta u buồn mà chết. Ta sống một mình đến tận bây giờ. Thu Chỉ rưng rưng nước mắt, sao họ lại như vậy? Chuyện của mấy ngàn năm trước, vì sao vẫn muốn trả thù? Bọn họ quả thực không phải là người. Cầm thú, Bao Nghị không nhịn được mắng một câu. Xem ra, bà đã bị bọn họ nhầm vào rồi. Nhưng, sự trả thù này cũng lâu quá rồi, lại đã mấy ngàn năm trôi qua. Hơn nữa, có vẻ như võ công của người đà bà trong thất bảo giới đó rất cao. Năm đó bà 12 đẳng thì chống cự được mấy chiêu? Diệp Phàm hỏi. Căn bản là không nhìn thấy người, chỉ thấy mặt đau nhức, sau khi tỉnh lại thì đã thành ra thế này. Nếu người kia không phải ma thì võ công đến mức nào tôi cũng không dám nghĩ. Cho nên tôi vẫn luôn sống ẩn giật. Chỉ sợ Đao huynh biết được sẽ phát cuồng, với tính cách của huynh ấy sẽ tìm ra tung tích để giết chết người đó. Ta sợ huynh ấy sẽ hại đến người vô tôi. Hơn nữa, ta càng sợ người của thất bảo giới sẽ làm hại Đao huynh. Vì thế, lúc đó ta nghĩ huynh ấy không phải là đối thủ của họ. Thủ đoạn hủy dung mạo ngẫm lại mà khiến người ta ớn lạnh. Chỉ giống như cơn gió tạt vào mặt mà thành ra thế này. Lúc đó võ công của ta 12 đẳng. Hơn nữa, thực ra tổ tiên của ta là đến từ Trung Quốc. Có lẽ mẹ ta vì trốn người đàn bà kia mới sang Hàn Quốc. Không ngờ lã vẫn không thoát được. Ta đang nghĩ, mấy ngàn năm nay gia tộc của ta đều chạy trốn, vì sao mà người của thất bảo giới vẫn tìm ra chúng ta? Thu Chỉ nói, có thể võ công của người trong Hồng Đàm Cung có tính đặc thù. Người của thất bảo giới lợi dụng thuật truy tung nên mới phát hiện ra các bà. Giống như hệ thống định vị toàn cầu GPS vậy. Bà trốn ở đâu cũng tìm ra được, một khi phát hiện trong gia tộc nhà bà có một cô gái thì họ sẽ phái người đến phá hủy dung nhan của người đó. Xem ra cách báo thù của gia tộc kia cũng khiến người ta run sợ. Diệp Phàm nói, có lẽ là tiên sinh đoán đúng, nhưng tôi vẫn luôn không phát hiện ra được. Trừ phi, con cháu đời sau của chúng tôi không luyện công thì mới không bị phát hiện. Thu Chỉ nói, chủ nhân, liệu có phải thủ pháp của Đán Phi Tử không? Lúc này, Huyết Cương phía sau có động tĩnh. Thủ pháp gì? Diệp Phàm hỏi. Không phải cậu gặp một thế hệ của cha ta phân thân trong rừng ma sao? Sau đó cha ta đánh một trường từ trong cơ thể thoát ra khí màu vàng. Khí màu vàng kia có lẽ chính là ám ký trong cơ thể Đán Phi Tử mà cậu giữ lại. Ví dụ như, ám ký hồn khí gì đó. Dù cho cậu đến chỗ nào người ta đều có thể cảm nhận được. Nhưng, sau khi cha ta phân thân lại cùng chết một chỗ với y. Từ nay về sau Đán Phi Tử sẽ không truy tung được cậu nữa. Huyết Cương nói. Lẽ nào bọn họ đã để một loại khí gì đó trong cơ thể của Thu Trì, nhưng chúng ta không có được năng lực như cha ông. Hơn nữa, bí thuật của thất bảo giới rất đáng sợ. Có lẽ võ công của người bên trong cũng kinh người. Tôi thực sự lo lắng sư phụ à, nếu sư phụ đi la thất bảo là thất bảo giới thật thì phiền toái rồi. Diệp Phàm nói. Ôi, có lẽ phải ly hồn mới có thể nhìn được những cái đó. Huyết Cương nói. Có lẽ là thế, Diệp Phàm thở dài. Đúng rồi Thu Trì, và nói với tôi về Hồng Đàm Cung đi, nơi nói có cái Hồng Bảo Thiên Vương Đỉnh. Chúng tôi muốn mượn mấy ngày để luyện chân cho thiên đao. Nếu không ông ta rất mất tự do. Diệp Phàm sợ Thu Trì không chịu nói, cho nên mới dùng thiên đao để dụ. Chuyện này, mắt Thu Trì chợt lóe lên. Không cần đâu Thu Trì, ta làm chân giả, chỉ cần có thể đi là được, cả đời ta sẽ ở cùng muội. Thiên Đao nói, muội nói cho huynh biết, dù sao bọn họ vẫn không nguôi báo thù nhà muội. Hiện giờ nhà muội đã không còn ai. Để tránh tuyệt gia, Thu Trì gật đầu, nhưng muội cũng không biết được bao nhiêu bí mật. Nghe tổ tiên tương truyền lại Hồng Đàm Cung ở rất sâu dưới biển. Vốn dĩ Hồng Đàm Cung biển Bắc, đảo Khâu Ly. Sau đó xảy ra bi kịch, Hồng Đàm Cung cùng với gia tộc đáng hận kia đánh một trận rồi chìm xuống đáy biển. Cụ thể ở chỗ nào thì tôi cũng không rõ lắm. Phiền toái đây, phạm vi xung quanh đảo Khâu Ly cũng không phải hẹp. Hơn nữa qua mấy ngàn năm, thời gian thay đổi, các vị trí địa lý cũng thay đổi. Nhưng tìm kim đáy bể, rất khó. Hồng Tà sờ đầu với vẻ khổ sở. Ngoài ra không còn tương truyền nào khác sao? Ví dụ như lộ tuyết đồ hoặc bản đồ phạm vi nào đó. Diệp Phàm có hơi thất vọng. Không có, nguyên lời của cung chủ nói là Hồng Đàm Cung đã không còn. Từ đó về sau cũng mất trên thế gian. Có lẽ là vì thế mà cùng không có ghi chép gì về Hồng Đàm Cung. Thu Chỉ nói. Mẫu thân muội có để lại di vật gì không? Thiên Đao nói.
chỉ có một cái hòm, bên trong đều là ngọc, một cái chai đựng những quân cờ nhỏ, giống như hạt châu vậy, mày xanh biếc. Thu chỉ nói, vào trong lấy cái hòm ra. Vừa mở ra Diệp Phàm liền bị chấn động, hắn cầm hạt châu lên nghe ngóng, có thể khẳng định đây chính là những hạt châu được dung dưỡng ở phái võ đang. Hình như những hạt châu này cũng không có gì đặc biệt, không có gì bí mật. Thiên Đao đợi mọi người xem xong rồi thuận tay ném vào hòm. Chỉ có Hồng Tà và Diệp Phàm là ngẩn người ra. Hai vị biết nó sao? Thiên Đao sửng sốt hỏi. Hạt châu này gọi là dung dưỡng châu. Diệp Phàm nói. Mẫu thân muội để lại những hạt châu này lại làm gì? Lẽ nào bảo muội xuống biển chơi sao? Thực tế những hạt châu này trong xã hội hiện đại có tác dụng để làm bình dưỡng khí. Chẳng qua nó chỉ là dưỡng khí thôi mà. Thiên Đao nói. Có lẽ nào phải dựa vào chính những hạt châu này mới có thể tìm được Hồng Đàm cung dưới Bắc Hải. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, hoàn toàn có thể. Không có dung dưỡng châu căn bản là không thể xuống sâu được đáy biển. Bình dưỡng khí xuống quá sâu cũng không chịu được sức nén áp suất. Xem ra như vậy Hồng Đàm cung ít nhất cũng phải ở sâu mấy nghìn mét dưới mặt biển. Hiện đại dùng tàu ngầm cũng khó mà xuống được. Nhưng, Bắc Hải có nơi sâu như vậy sao? Lâm Nhất Phu hơi nghi ngờ về những điều này. Bắc có Quế Lâm Sơn Thủy, Nam có Bắc Hải Ngân Than. Tôi nghĩ mọi người nói Bắc Hải là chỉ thành phố Bắc Hải kia. Chắc là chỉ biển phía Bắc, ví dụ như, đảo Khâu Ly ở chèn mặt biển phía Bắc vậy. Diệp Phàm nói, có thể là Bạch Hải chứ không phải Bắc Hải. Cậu xem, đảo Khâu Ly không phải là ở trong phạm vi của Bạch Hải hay sao? Lúc này Bao Nghị góp một câu. Có khả năng. Diệp Phàm vỗ đùi. Bạch Hải kia có vĩ độ cao, khí hậu lạnh giá, quanh năm có băng tuyết bao phủ, một năm có khoảng 200 ngày tuyết rơi trắng xóa. Bây giờ chúng ta đến đó cũng không thể xuống được. Sắp đến Tết rồi, bên đó chắc phải âm mới mấy độ. Thu chỉ nói. Bạch Hải hai đầu bành trướng, ở giữa hẹp diện tích khoảng 90.000 m². Độ sâu bình quân là 61 mét. Chỗ sâu nhất là phía đông bắc Canada Mubarak khoảng 350 mét. Còn đảo Khâu Ly chính là thuộc phía bắc Canada Mubarak. Đại bộ phận đáy biển Bắc Hải là trầm tích bùn và đất dính. Đáy của vùng biển Bắc Canada Mubarak là cát, trầm thích đá lắng đọng. Bởi biển quanh co, phía tây bắc dốc, tây nam thấp phẳng. Lúc này là Akiyama Linyifu nói. Akiyama đại sư, hình như ông thuộc nơi này như lòng bàn tay vậy. Diệp Phàm cười nói. Chương 3560, hành trình đến Bạch Hải. Nói đến việc rời đảo tôi muốn nói hai câu, tôi vẫn rất thành thạo, vì sao ư, vì tôi vừa mới rời khỏi đó không lâu. Hơn nữa. Tôi ở đó cũng được hơn một năm rồi. Akiyama Linyifu vuốt vuốt râu, cười nói. Ông đến cái nơi quỷ quái ấy làm gì, lạnh như vậy? Bao Nghị hỏi. Năm đó không phải có người nói rằng tôi vì đến đảo với sự tương trợ máu tươi của Hải Xà Vương để đột phá lên cấp bán tiên thiên sao? Akiyama Linyifu cười thần bí. Đó là truyền thuyết, hiện tại chúng tôi đều hiểu là anh không phải như thế. Bởi vì gia đình các ông có loại đao thuật rồi. Bao Nghị nói. Cậu sai rồi Bao Nghị à, tôi đột phá lên mức bán tiên thiên đúng thật là vẫn dựa vào máu tươi của Hải Xà. Mà năm đó con rắn đó rất to, lúc tôi rời khỏi Bạch Hải không lâu thì phát hiện ra chỗ đấy. Lúc đó tôi cũng nhất thời xúc động liền xuyên qua nước mà đến chỗ đó. Thiếu chút nữa là chết ở biển rồi. Nhưng, Hải Xà Vương này rất kỳ quái, tự nhiên lại không làm hại tôi. Hơn nữa, tôi khiếp sợ phát hiện ra, trên mình Hải Xà Vương này tự nhiên toát ra máu tươi có màu đen. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng kiếm của tôi làm Hải Xà Vương bị thương. Cho nên đã đi đến chỗ đó ôm thật chặt mà hút chỗ máu tươi đó. Tôi muốn hút cho đến khi nó khô đi để nó khẳng định là nó chết cũng sẽ không làm hại tôi. Sau khi hút máu xong kỳ tích đã đến, tôi đột nhiên đột phá lên bán tiên thiên. Nhưng sau đó nó lại lặn xuống biển sâu. Tôi không dám lại đi xuống lần nữa. Hơn nữa, tôi hút máu xong nó cũng không làm hại tôi nữa. Akiyama Linyifu nói. Lúc đầu có phải nó muốn làm hại anh không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên rồi, lúc đầu nó rất hung ác, tôi đã đánh nhau với nó ở dưới biển. Đến lúc hút máu xong, tự nhiên nó lại nhìn tôi phe phẩy cái đuôi rồi lặn xuống biển sâu. Việc này tôi vẫn chưa hiểu ra, Akiyama Linyifu nói. Tôi nghĩ, trong lúc Hải Xà Vương này đánh nhau với đồng loại hay cái gì đó mà bị trọng thương, máu này thực ra là một loại máu độc. Nó cũng trúng độc rồi. Mà ông lúc đó sau khi đánh nhau với Đại sư Trần Vô Ba cũng bị trúng ám độc. Đúng lúc ấy, lấy độc trị độc, kỳ tích nhưng thật ra lại tương trợ giúp anh đột phá lên bán tiên thiên rồi.
Cho nên, họa hay phúc cũng ở chính chúng ta, Diệp Phàm nói. Theo như cậu nói như vậy đúng thật là có chút lý. Akiyama Linyifu nói. Nếu có thể đi tiếp, chúng ta phải cầm viên dung dưỡng đến Bạch Hải một chuyến là được rồi. Nếu như không có thu hoạch được gì thì coi như là đi du lịch vậy. Diệp Phàm cười nói. Sau khi quyết định một đoàn người trực tiếp đến Bạch Hải. Mùa này cũng coi như là mùa lạnh nhất ở Bạch Hải rồi, nhiệt độ từ 0 đến khoảng âm 20 độ, ở đó toàn là băng tuyết. Đảo Khâu Lý này thực ra cũng chỉ là một đảo nhỏ. Cách đó không xa có một đảo Lạc Vi Tì nổi tiếng. Ở đây, kiến trúc vật kiến thời kỳ tân thạch khí cũng có từ cách đây 20.001.000 năm trước công nguyên, Lạc Vi Tì nổi tiếng sửa thành tu viện. Công trình kiến trúc độc đáo, phong cảnh tự nhiên lạ thường thu hút khách đến nơi này. Thu Trì cũng nở mày nở mặt, vừa đi vừa giới thiệu giống như hướng dẫn viên vậy. Lịch sử dân cư sống ở đảo này có thể là có từ 3-4 nghìn năm trước đây rồi, điều này giống như là thời kỳ văn minh xuất hiện sớm nhất vậy. Bao Nghị cười nói. Nước biển rút xuống có nhanh không nhỉ? Diệp Phàm hỏi. Nước ở Bạch Hải chảy rất bình thường, hướng chảy cũng không cố định, tốc độ chảy dưới 0,8 km, mà ven vịnh chủ yếu tiếp giáp với eo biển, tốc độ chảy đạt tới 8 km trên 1 giờ. Ở vị trí tại eo biển, có thể quan sát được Bạch Hải và lúc đó cũng có thể quan sát được dòng nước đối lưu có ổn định hay không. Thủy triều ở phía nam mực nước chênh lệch so với mặt biển là 0.9 mét, mà ở đảo Mai Loan đạt tới 10 mét. Tốc độ dòng chảy ở đảo Khâu Lý này cũng không thể biết trước được. Nhưng, cũng có một số mạch nước ngầm, nếu thật sự phải đi xuống đó thì phải đặc biệt cẩn thận. Thu Trì nói, lạnh như thế, ngay cả có mặc áo lặn cũng không có tác dụng lớn gì. Bao Nghị thụt cổ lại có chút nhút nhát. Trên bộ phận đảo này, thật ra dưới nước cũng được. Đoán chừng nhiệt độ cũng khoảng từ 0 đến 0, 5 độ. Thu Trì nói, chúng ta vẫn có thể chịu được nhiệt độ này, đặc biệt bọn họ đều là những cao thủ nên không cần phải lo lắng nhiều gì. Tôi thì có kém một chút, Bao Nghị cười nói. Mấy người muốn làm xe trượt tuyết chó kéo trực tiếp lên mặt băng. Nhưng ngược lại lần này Akiyama Linyifu gật đầu có thể đi xuống nước. Khi gặp những tảng băng gãy hoặc nói là khoảng cách giữa hai tảng băng cách nhau cũng không xa cũng không thể làm khó mọi người được, rõ ràng lên xe trượt tuyết là có thể đi được rồi. May mắn là chủ nhân của xe trượt tuyết không đến, bằng không đoán chừng đã làm cho sợ hãi rồi. Mênh mông, có một cái đầu đặc thù rất to tất cả chó trượt tuyết tự nhiên đều dừng lại kêu lên. Diệp Phàm đi ra phía trước, Akiyama đại sư cười nói, có hai con gấu Bắc Cực đang nằm trên mặt băng, những con chó này đang báo động. Có gấu Bắc Cực, ha ha, chúng ta đến đó vui đùa một chút đi. Lão già Hồng Tà nổi máu ham chơi lên, nhảy xuống khỏi xe trượt tuyết chạy đi. Ông ta giống như một đứa trẻ bướng bỉnh lâu lắm rồi không được nhìn thấy gấu Bắc Cực. Đến đây mà ăn ta nè. Tay Hồng Tà chỉ về phía gấu Bắc Cực khiêu khích. Gấu Bắc Cực kêu to nhào về phía đó. Nhưng Hồng Tà là ai? Là cao thủ tiên thiên. Cùng chơi trốn tìm với hai con gấu Bắc Cực. Ngược lại đám người Diệp Phàm đứng cách đó không xa xem người và gấu đại chiến. Ước chừng sau 10 phút Diệp Phàm kêu lên, không còn sớm nữa, chúng ta còn phải làm đại sự nữa. Chơi 3 phút nữa thôi, 3 phút thôi, Hồng Tà nói. Hai con gấu Bắc Cực gào khóc kêu to với Hồng Tà, đúng lúc này, hai con gấu Bắc Cực này tự nhiên đến chỗ mép tảng băng. Còn nhìn Hồng Tà, tự nhiên còn gật gật đầu nhảy xuống biển, một lúc sau lại ngoi đầu lên nhìn Hồng Tà lắc lắc đầu. Hai con này đang làm gì nhỉ? Vẻ mặt Hồng Tà nghi hoặc nhìn. Ha ha, chúng nó mời anh xuống biển chơi đấy. Người ta ở trên mặt đất không có cách gì bắt được anh, ở dưới nước chắc là điểm mạnh của chúng nó. Diệp Phàm cười nói. Thực sự nghĩ lão đây không dám sao. Xuống thì xuống, kích thích tính ham chơi của Hồng Tà, bước một phát đến ven tảng băng rồi xuống nước. Mặc áo lặn vào đã, không sẽ lạnh đấy. Diệp Phàm kêu lên. Mấy phút đồng hồ không vấn đề gì. Tôi trực tiếp dùng nội khí ngăn cách không cho nước biển ngấm vào người. Hồng Tà kêu lên, gấu người anh em, ông nội Hồng Tà của ngươi đến đây. Lão già này, ông đi nhưng tôi thì không thể. Bao Nghị nói có chút buồn bực, vẻ mặt của Phí Thanh Sơn và Akiyama đại sư giống nhau. Dùng nội khí để ngăn cách nước biển vào người khi xuống biển kiểu này chỉ có người cấp tiên thiên mới có thể làm được. Chính là cao thủ trong giới tiên thiên cũng bởi vì nội lực không đủ nên không thể làm như vậy được. Đương nhiên, đại viên mãn cũng không thể kiên trì được lâu, một giờ cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là quyết định được chất lượng nội khí và dự trữ trong người. Ở phương diện này Diệp Phàm có ưu thế rồi,
ở dưới nước hoàn toàn có thể kiên trì được mấy tiếng đồng hồ không cho nước ngấm vào cơ thể. Bởi vì kiểu này có 9 ngoại quải đan điền, đây là đạn pháo có nhiều điểm tốt. Đúng lúc này, hai con gấu Bắc Cực lại kêu thảm thiết trèo lên mặt băng. Sao vậy, không chơi nữa sao? Hồng Tà có chút buồn bực nhìn hai con gấu này. Bị thương rồi, kỳ lạ thật, cái gì ở dưới biển có thể làm cho hai con gấu này bị thương chứ? Diệp Phàm lo lắng, liếc mắt nhìn thấy trên đùi một trong hai con gấu bị chảy máu. Nước biển đột nhiên giống như một vụ nổ bùng lên, giống như cành hoa cao khoảng mười mấy mét lao thẳng từ chỗ hai con gấu ra. Không phải là cá kình chứ? Thu Sơn Lam Nhất Phu nói. Bọt nước bắn ra tứ phía, một khuôn mặt to như cái chậu rửa mặt đầu rắn nhô lên. Mở cái miệng lớn đầy máu có thể nuốt chửng cả hai người như Diệp Phàm vào. Cái lưỡi dài đến 7-8 mét. Cái lưỡi dài giống như sợi dây thừng kia có thể đưa được hai con gấu trúc đáng thương kia vào miệng rồi. Đánh mất người bạn của ta, tự nhiên lão già ta lại bị cướp mất đồ chơi, đi chết đi. Hồng Tà giận dữ, một quyền đánh vào cái đầu to của con rắn biển kia. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, trong miệng rắn biển đột nhiên phun ra một cái trụ nước hình dáng cũng phải 7-8 con thủy nước về phía Hồng Tà. Nhưng Hồng Tà một quyền đã có thể đập bể nó vào trong nước rồi. Dưới biển ầm ầm một trận. Đầu rắn lại xông lên. Một cái trụ nước lớn nữa lại giống như bức tường bằng nước ập về phía Hồng Tà. Ai ya, con rắn biển này có chút kỳ quái. Diệp Phàm nói. Có chút kỳ lạ, anh xem nó làm bức tường nước như bình thường giống nội công của cao thủ. Chẳng lẽ con rắn biển này có luyện qua võ công hay sao? Thiên Đao cũng có chút nghi ngờ. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Con rắn biển này có điểm giống với con mà lần trước tôi gặp. Nhưng con lần trước không to lớn như vậy, có phải là một con hay không? Akiyama Linyifu đột nhiên nói. Hồng Tà, đánh nó bị thương thôi, không cần đánh chết. Nếu nó trốn xuống biển chúng ta sẽ đuổi theo nó. Mọi người chuẩn bị một chút, trước tiên hãy mặc quần áo lặn đã. Diệp Phàm kêu lên, loại quần áo này lặn xuống nước này đương nhiên phải đặc biệt chế tạo ra rồi, tính không thấm nước và tính phòng lạnh cũng khá cao. Mấy người nhanh chóng mặc vào, lúc sau đã mặc xong quần áo lặn rồi. Nhưng Diệp Phàm thay Hồng Tà chuyển hướng đánh của con rắn biển. Ô, lần này giống như bị đánh đau rồi, toàn bộ đầu rắn của Hải Xà Vương đều bị Diệp Phàm đánh cho ngoan nhéo một chút. Đầu rắn thiếu chút nữa bị cắm xuống biển. Thằng nhãi này nóng tính quá, toàn bộ cơ thể dài tới mười mấy mét bắn vào không trung hướng về phía Diệp Phàm mà đánh. Người anh em bị thương rồi, phải nhẫn nại mà đánh nhau chứ. Diệp Phàm cười mắng một câu, ném một quyền, một tiếng thình thịch vang lên. Hải Xà Vương lần này không chịu nổi, quay đầu về biển mà chạy. Đuổi theo, Diệp Phàm kêu lên, tất cả mọi người đều phi nhanh xuống biển mà đuổi theo. Thấy Diệp Phàm đuổi theo, con rắn biển này sợ tới mức đẩy nhanh tốc độ xuống biển. Nếu nói Diệp Phàm không có mục đích, chỉ là ôm một tia hy vọng muốn nhìn thấy tột độ. Bởi vì có thuốc dung dưỡng ở đây rồi, cho nên, mọi người không cần phải đem cái bình dưỡng khí cổng cảnh ấy. Có điểm này thôi nhưng thật ra bớt đi bao nhiêu đấy. Đại khái lặn xuống sâu 200 mét, nhưng con rắn biển này còn lặn sâu xuống nữa. Khi mà xuống sâu 300 mét thì Diệp Phàm bảo Bao Nghị quay lên bờ. Bởi vì, xuống sâu chút nữa công lực của Bao Nghị quá thấp không chịu được. Nhưng, Bao Nghị người này kiên trì nói mình chịu đựng được. Khi nào bản thân cảm thấy không chịu được thì liền quay lên bờ. Diệp Phàm cũng kệ anh ta. Thiên Đao ở dưới biển người này như cá gặp nước, tuy nói là mất đi hai chân. Nhưng có hai tay ở dưới nước tự nhiên bơi nhanh như bay ý. Đương nhiên, ở dưới nước nhẹ nhàng nhất vẫn chính là Diệp Phàm. Bởi vì đan phi tử của tiểu long nữ truyền vào hắn gấp 18 lần vốn nhằm mục đích bơi được tự do trong nước. Hơn nữa, lại thêm sự trợ giúp thủy công của Bức Vương, ngay cả thuật đi Diệp Phàm cũng đều dùng ở dưới biển này. Cho nên, hắn căn bản như là người cá bơi rất bình thường thoải mái theo sát con rắn biển kia. Nhưng... không quá 350 mét con rắn biển bị thương kia đột nhiên dừng lại. Hơn nữa, toàn bộ cơ thể nó ở trong nước vặn vẹo giống như khiêu vũ vậy. Đám người Diệp Phàm cũng nhìn con này đùa giỡn. Nó giống như không sợ chúng ta đâu, chẳng lẽ nơi này có bẫy gì lợi hại hay sao? Hồng Tà nói vọng lại. Chương 3561, đánh vào ổ rắn. Chẳng lẽ là phát tín hiệu gì đó yêu cầu đồng loại đến đây? Thiên Đao người này có đủ kinh nghiệm. Quả nhiên, lời của Thiên Đao vừa dứt lời, dưới biển sâu bốc lên một chút, giống như có cái nồi đột nhiên mở ra vậy. Cái gì vậy, chẳng lẽ là hải quái sao? Bao Nghị nói,
anh ta dùng micro dưới nước, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được. Đúng thật là nó rồi, ôi mẹ ơi tà môn, con hải quái này không nhỏ, nhìn xem, cái bóng đen kia ước chừng là cả một dãy núi to. Chúng ta nên cẩn thận, đừng để bị hải quái nuốt mất. Hồng tà đương nhiên là đùa rồi. Không phải là hải quái, tất cả đều là những con hải xà vương tập hợp lại. Anh bạn bị thương kia, xem ra thật đúng là có cả một bầy ở đây. Có lẽ không dưới mấy trăm con. Diệp Phàm cảnh báo. Mấy trăm con, điều này cũng khá khó khăn đấy. Thiên Đao nhíu mày lại. Chúng ta hợp lực lại xử lý một phần, tất cả chúng nó sẽ tập trung lại đánh chúng ta đấy. Diệp Phàm nói. Trước hết ba đại cao thủ hợp lực lại tấn công, thông thường sẽ có một cái cột nước giống như đạn đạo phun ra. Âm thanh khiến người ta chói tai, ba đại cao thủ hợp lực lại phá cái cột nước ấy nhưng không được. Một lúc sau đó có một con hải xà vương bị trên ngọn núi nhỏ nổ tung ra. Bang bang! Mấy chục con hải xà vương bị chết, nhưng, những con hải xà vương này cứ như binh lính được huấn luyện đặc thù rồi lập tức tản ra. Kỳ lạ, giống như chuẩn bị trận thế ý. Diệp Phàm nói, thấy mấy trăm con hải xà vương tự nhiên tản ra xếp thành một hình có sáu cạnh vây quanh đám người Diệp Phàm. Không lâu sau, phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Một con hải xà vương to toàn thân màu hồng giống như con đứng đầu vậy. Diệp Phàm vừa nhìn thấy con này nhất thời sửng sốt, nheo mắt lại một chút, nói, quái, con hải xà này sao lại có chút giống con kê quan vương mới gặp hôm qua trên đảo vậy? Trên đảo thủy tinh này có loại rắn này sao? Sắc mặt Thiên Đao có chút khó coi. Đúng vậy, nên cùng là một loại, chỉ có điều một con ở trên đảo một con ở dưới biển. Hơn nữa, lúc đó trên đầu những con rắn này đều có cái mào gà. Mọi người chú ý, loại rắn này có tên gọi là xà hoàng. Khả năng tấn công rất lợi hại, có thể xử lý được cao thủ cấp 10 đấy. Nhưng, loại rắn này cũng có một điểm tốt, bên cạnh túi mật trong bụng của nó có cái quý nhất của rắn có hình dáng giống trứng chim. Đợi tôi xử lý xong chúng ta lột da của chúng ra, da của loài rắn này cũng có thể hỗ trợ đột phá công lực. Diệp Phàm nói. Ở dưới nước nói chuyện có kỹ thuật nhập mật tuy vậy nhưng khoảng cách truyền âm không thể bằng trên đất liền được. Nhưng, truyền âm nhập mật là việc trực tiếp đem kết hợp nội khí với âm thanh. Cho nên không cần mở miệng cũng phát ra âm thanh, có điểm giống với phương thức nói chuyện của người hiện đại là dùng cách phức ngữ. Chẳng lẽ lại có cung hồng đàm ở ngay phía dưới, hơn nữa, cung hồng đàm này có mối liên quan gì với đảo thủy tinh hay không? Bao Nghị nói một câu khiến cho Diệp Phàm chấn động. Cung hồng đàm bị giới thất bảo hủy diệt rồi. Giới thất bảo cũng có thể có mối quan hệ với đảo thủy tinh. Hoặc là, bởi vì người của giới thất bảo có cái đuôi. Cho nên, tôi nghĩ, chẳng lẽ đảo thủy tinh và rắn quỷ 7.000 năm của Vũ Vương lại có mối quan hệ với nhau? Diệp Phàm nói. Đúng rồi, những con rắn biển này có khi nào là thời hậu đại của rắn quỷ 7.000 năm? Nếu như rắn quỷ và cung hồng đàm có liên quan đến nhau thì những con hải xà vương này muốn làm gì? Bao Nghị nói. Người anh em đừng đoán nữa, lão già ta sớm đã ngứa tay rồi. Xử lý thêm vài cái đầu nữa rồi nói sau. Hồng ta quát to một tiếng phun cả bọt nước biển ra, một quyền xuyên qua dòng nước tấn công một hàng hải xà vương đứng trước mặt. Bằng. Ngược lại kết quả cũng khiến cho Diệp Phàm thiếu chút nữa rơi mất cằm. Đồng chí Hồng Tà người cấp tiên thiên cường mạnh sau khi ra một quyền những con hải xà vương xếp vây quanh thành hình sáu cạnh đều vặn vẹo cơ thể một chút, thật kỳ lạ tự nhiên trước chỗ mà Hồng Tà ra tay công kích ấy nhô ra một đống xà cầu. Xà cầu đột nhiên nổ tung, Hồng Tà dùng hết sức lực, cả người bị lộn mấy vòng trong nước mới dừng lại. Chỉ có điều tình huống này không thể nào lạc quan được, lộn mấy vòng trong nước cũng khiến máu mũi chảy ra, hơn nữa, một bên má bị lõm vào. Thế nào Hồng Tà? Diệp Phàm chạy nhanh hỏi. Tà môn, loại xà cầu này nổ tung ra giống như cơn lốc đột nhiên khiến người ta không kịp phòng tránh thiếu chút nữa tôi bị hôn mê. Hơn nữa, khi chuyển động mặt tôi dường như bị cái gì đó sắc cứa vào mặt. Hồng Tà nếm qua rất nhiều, miệng vừa phun nước biển vừa muốn tấn công. Tất cả ra bên ngoài tấn công, tiêu diệt từng chỗ một, ta thấy loại xà cầu này không thể có nhiều khả năng như vậy. Diệp Phàm kêu lên. Đám người Thiên Đao và Akiyama Linyifu tách ra khỏi vòng vây của bọn xà cầu mà tấn công chúng. Việc lạ lại xảy ra, tất cả những con rắn này tự nhiên lại vặn vẹo, sau một hồi liên tục vặn vẹo xuất hiện vài chục cái xà cầu. Âm thanh ầm ầm vang lên, xà cầu lại nổ tung, xà cầu lần này bị nổ tung cũng không chết. Giống như đột nhiên khiến người ta áp lực thành cầu đột nhiên nổ tung ra, chính lúc này lực đạo nổ tung ra khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa cơ thể chúng nó to lớn như vậy. Ngay lúc đó,
xung quanh Diệp Phàm cảm giác đột nhiên nghe thấy có sóng lớn cấp 17-18 vậy. Toàn bộ nước trong biển bị kích động, đám người Diệp Phàm cao thủ như vậy ở trong vòng vây này đột nhiên có cảm giác như cơ thể không nghe theo mệnh trời vậy. Mọi người dốc toàn lực phòng bị, nhưng đến cuối cùng vừa mới bình ổn được một lát thì Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra, trừ hắn và Thiên Đao có thể miễn cưỡng điều khiển được cơ thể ra thì những người còn lại biểu diễn ở trong nước như người bay vậy, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình. Lúc này, thấy tình huống như vậy, con rắn màu huyết hồng há miệng to ra, cái đầu lưỡi dài đến 7-8 mét cuốn quanh người Bao Nghị. Con rắn này thật đúng là biết phân biệt hàng tốt hàng xấu, tự nhiên có thể có cảm giác công lực của Bao Nghị là thấp nhất. Cái lưỡi chói mắt này đang cuốn quanh thắt lưng Bao Nghị. Đầu lưỡi co lại, Bao Nghị giống như ngồi trên con huyết xà mà bay đi. Ông đây quyết đấu với mày. Bao Nghị không để ý quát to một tiếng trong nước lấy một quả lựu đạn được chế tạo đặc biệt dưới nước từ eo ra. Mẹ nó, đi chết đi. Diệp Phàm tức giận rồi, dùng súng phá vỡ nước biển để đi nhanh hơn, nhanh chóng đã tới trước mặt con xà huyết rồi. Mặt khác Thiên Thiết dùng một quyền kéo Bao Nghị ra, rắn biển vòng một cái, súng đã ở trước mặt, những con hải xà cầu này nghĩ xem có kế nào tập hợp thành dài 7-8 mét. Thành công thật rồi, quả cầu do những con rắn biển này tập hợp lại bị sức hủy diệt của súng khiến chúng bị bắn ngược trở lại. Nhưng, trong lúc hỗn loạn, âm hồn đêm trăng rằm tự nhiên đến rồi. Két két. Máu tươi ứa ra, một đao cắt đứt cái lưỡi của hài xà màu huyết rồi. Bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta xử lý con xà hoàng này đã. Bố trí cửu thiên mê ảo trận cùng nhau đánh, tôi mượn đao thiên loan dùng một chút. Diệp Phàm kêu lên. Đám người Phí Thanh Sơn uông khí lực của sữa mẹ cũng tự mình có thể cảm nhận được vị trí, bố trí trận đấu rất tốt. Đương nhiên, dù sao rắn biển cũng không phải là người, nhìn không ra đám người Diệp Phàm đang chơi cái gì. Hơn nữa, lưỡi của con huyết xà vương bị chặt đứt cũng bạo nộ rồi. Cơ thể nguyên bảo của nó chính là cấp trên chỉ huy hình sáu cạnh kia, lúc cơn nóng giận tự nhiên lại vọt qua đầu của Thiên Đao mà đi oan có đầu nợ có chủ tìm cái lưỡi của ngươi đi. Con rắn này còn mang hận trong lòng. Diệp Phàm cầm đao Thiên Loan ở phía trên, chuyện buồn cười đã xảy ra. Huyết xà vương tự nhiên bỏ qua Thiên Đao mà hướng về đao Thiên Loan. Con rắn này thật đúng là mang thù hận rồi, bởi vì chính là con đao này cắt lưỡi nó. Chỉ thấy nó mở rộng cái miệng ra, tự nhiên phun ra một quả cầu màu huyết. Nếu là trong chuyện tiểu thuyết thần thoại thì đây chính kim đan của con rắn rồi. Diệp Phàm biết, điều này đoán chừng là thủ đoạn tấn công lợi hại nhất của con huyết xà vương này. Đoán chừng cũng hiểu được một chút độc đàm đạn của nó. Huyết cầu xoay tròn vừa chuyển hướng đã đến trước mặt đao Thiên Loan rồi, Diệp Phàm lấy đạn ra, tập hợp sức lực của mọi người lại đao Thiên Loan tự nhiên nhoáng một cái lên, két một tiếng đao Thiên Loan cố ý chặt đứt đầu huyết xà vương. Huyết cầu kia đương nhiên cũng đi theo rồi. Tới rất tốt, người anh em, cắt, Diệp Phàm kêu to một tiếng, đao Thiên Loan dưới sự hợp lực tốc độ cao của nhiều cao thủ như vậy nhắc tới quả thật giống như trong mơ vậy binh khí trong nháy mắt đã ở trên cổ con rắn này rồi. Huyết cầu vẫn chưa nổ tung két một tiếng, cái đầu to lớn của huyết xà vương không cam lòng cuộn mấy vòng trong nước biển. Rắn biển phẫn nộ, đang chuẩn bị khởi động, nhưng, Diệp Phàm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Đao Thiên Loan giống như binh khí xoay tròn trong hình sáu cạnh đấy, một tiếng két vang lên, ngay lúc đó, toàn bộ thịt những con hải xà ở trong vòng này bay lên, toàn bộ nước bị nhuộm thành màu đỏ. Tiếp tục, cắt cắt, Hồng Tà hưng phấn kêu to lên, Diệp Phàm cắt rất hứng khởi, căn bản là đã quên bản thân mình làm như vậy là rất hao phí sức lực. Hơn nữa đao Thiên Loan là một binh khí ngũ phẩm có nội khí, chỉ thấy nó trướng to lên khiến bàn tay rộng thùng thình, dài đến hơn 10 mét. Dưới sự khống chế của Diệp Phàm lại xoay tròn, ngay lúc đó lại đánh một nhóm rắn biển nữa. Sợ tới mức mấy chục con rắn biển còn lại cũng không dám dừng lại nữa. Thình thịch một tiếng, giống như có cái gì đó nổ tung. Hải xà vương phi ra tứ phía mà trốn đi, tại chỗ có hơn 100 xác con xà vương. Đúng lúc này, theo quán tính đao Thiên Loan bay ra ngoài. Diệp Phàm đúng lúc cầm huyết cầu của con huyết xà vương lên quan sát một chút xem là cái gì. Thấy tình huống như vậy đương nhiên không thể để nó bay đi như vậy. Nhanh chóng khống chế được lực đạo trở về, nhưng, giây phút này đao Thiên Loan giống như bị sức hấp dẫn của biển sâu kéo lại dường như muốn đi xuống sâu nữa. Diệp Phàm nóng nảy, sử dụng thuật thần đi, mượn sức lực của mọi người nhoáng một cái đã bắt được. Nhưng đám người Phí Thanh Sơn nhìn thấy cũng nhanh chóng xuống theo. Diệp Phàm mới vừa quơ đước Thanh Thiên Loan, đột nhiên, huyết cầu ở trong tay đột nhiên bay đi. Trong lòng Diệp Phàm mắng một câu không nghe lời,
tuyệt đối không từ bỏ, phi thẳng đến chỗ huyết cầu. Thuật thần đi thật không phải đùa, Diệp Phàm bắt được huyết cầu rồi. Nhưng, Diệp Phàm đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một cái gì đó màu đen bay qua ngay trước mặt. Người này còn kịp phản ứng, ngay cả người cả đao cũng đi xuống. Nhưng đám người Phí Thanh Sơn vừa mới đuổi kịp đến đây còn chưa biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, trời đất long chuyển, dòng chảy quá nhanh thật đáng sợ. Diệp Phàm cảm giác có một vầng sáng, giống như trong trận đấu cuồng phong cấp 17-18. Hắn liều mình đứng vững cơ thể. Chương 3562, Cung Hồng Đàm, tôi đến đây. Nhưng, lực lượng nhân lực trước mặt của thiên nhiên rộng lớn có vẻ rất nhỏ bé, mặc dù cao thủ giống như Diệp Phàm đây cũng không thể nắm thiên nhiên trong tay được. Cuối cùng không hôn mê, cuối cùng không dừng lại. Diệp Phàm dừng lại, vừa nhìn thấy, tự nhiên phát hiện dưới tấm băng rất kỳ lạ. Mà tự nhiên súng lại cắm vào trong băng, tảng băng này chắc chắn rất dày, bởi vì, chỉ lộ một chút của súng ra bên ngoài thôi. Nhưng đao thiên loan to như thế nhưng ở bên trong đó lại rút nhỏ lại, cũng cắm vào tấm băng đấy. Diệp Phàm bơi tới chỗ trước diệt hồn thương, tự nhiên không động đậy, xem ra, xuyên vào rất sâu. Hắn dùng chín thành lực mới có thể phá được. Sau đó đao thiên loan đã lòi ra. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm muốn dùng vài quyền đạp tảng băng này, nhưng, ngoài việc khiến bản thân mình bị choáng váng ra tự nhiên không có cách nào khoan một cái lỗ thủng trên tảng băng cả. Hắn nghĩ nghĩ xoay xoay cái súng bắt nó làm cái máy khoan giò, khoan vào trong, nhưng rất khó khoan. Sau khi mất nhiều sức lực mới khoan sâu vào 2 mét, cũng không biết được tảng băng này sâu bao nhiêu nữa. Hắn nuốt một viên dung dưỡng khí, sau đó ăn nhân sâm vương. Lại sau đó nội khí bùng ra, đao thiên loan ngay lập tức biến thành hình vòng cung. Súng chính là tiễn, thiên thiết là huyền, Diệp Phàm phá tảng băng rồi. Tiếng ầm vang long trời, ba binh khí hợp lại là một, uy lực lần này thật lớn. Diệt hồn thương trực tiếp phá tan tảng băng bay lên không trung. Diệp Phàm nhìn lên trên, tự nhiên lấy diệt hồn thương ra. Nhìn lướt qua, hắn không nói nên lời. Chẳng lẽ tảng băng này khó đâm thủng đến như vậy, tự nhiên sâu tới 17-18 mét. Nếu dùng thương mà đâm cũng không biết đến bao giờ mới đâm thủng được. Hơn nữa, bởi vì tảng băng này đoán chừng quanh năm không thay đổi. Cho nên, càng tích tụ thêm áp lực, độ cứng kia tuyệt đối cứng hơn đá rất nhiều. Mà bởi vì khoan một cái lỗ thủng, nước biển phun lên trên. Diệp Phàm theo nước biển văng lên trên ra ngoài. Diệp Phàm đột nhiên giống như bị ai đánh một quyền vào đầu. Tự nhiên nơi này dường như đã từng quen biết. Cũng không biết đó là chỗ nào nữa. Cũng không hiểu được chính mình đã đến nơi nào nữa. Chẳng qua trước mắt là một thế giới băng tuyết. Sững sờ đứng trước tảng băng được tích tụ rất dày này sau mấy phút cũng hồi phục lại tinh thần. Đưa mắt nhìn ra xa, ở xa xa giống như có một ngọn núi băng vậy. Hắn đi nhanh đến đó, không lâu sau đó đã đứng trước mặt núi băng đó. Đâu đâu cũng là băng, mà tòa băng đồ sộ này như tòa cung điện lớn vậy. Băng này trở thành con thạch trạng rồi, mỗi một con đều có một xe tải to như vậy. Tuy nói là cung điện băng, nhưng thật ra cũng không trắng, nhìn không thấy bên trong thế nào. Diệp Phàm chậm rãi đến gần. Ngay sau đó, đầu lại giống như bị đánh một quyền oành vang lên một tiếng, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ cái to ở cửa cung điện Cung Hồng Đàm. Tự nhiên hoạt bát không kiềm chế được, bên trong giống như đang hừng hực hào khí. Ba chữ Cung Hồng Đàm ở trong đầu Diệp Phàm giống như có màu đỏ vậy, hắn tự nhiên đứng tại chỗ xê dịch lên. Hơn nữa, tay quơ quơ trên không trung, khiến Diệp Phàm hồ đồ chính mình tự nhiên cũng không tự chủ được bản thân tay quơ lên làm bút, chữ hắn viết chính là ba chữ Cung Hồng Đàm. Hơn nữa, ba chữ Cung Hồng Đàm này giống như dần dần hóa thành một cơ thể trên không trung không khống chế Diệp Phàm không đi viết ba chữ kia. Diệp Phàm nhìn thấy bóng người kia không rõ lắm, điều này chính là một loại cảm giác. Toàn thân giống như áo choàng bằng sợi tơ vàng. Tôi như thế này là như thế nào? Diệp Phàm thu khí lại. Hắn ngơ ngác nhìn ba chữ to tướng Cung Hồng Đàm, cảm giác như từng quen biết lại hiện lên. Hắn tức giận đến nỗi ngoan cố gõ đầu mình, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn, cảm giác không nhìn không sờ được, tóm lại cũng không biết rõ ràng đó rốt cuộc là cái gì. Cung điện này dường như rất quen thuộc với hắn, chính là nghĩ không ra. Ánh mắt vô thức của hắn nhìn ba chữ Cung Hồng Đàm, ngay lúc đó. Đầu lại vang lên một tiếng oành, lần này là âm thanh thật sự, ngay cả màng tai cũng bị kêu ong ong, rất lâu sau đó, hắn cũng không hồi phục lại tinh thần nữa. Hắn giống như một pho tượng băng bình thường đứng trước mặt Cung Hồng Đàm, ước chừng cũng qua mấy tiếng đồng hồ, Diệp Phàm khó khăn lắm mới hạ chân được. Người anh em,
Ba chữ cung hồng đàm kia tự nhiên giống như là của Vũ Vương Thước Tác Sứ viết vậy. Lão à, ông thấy thế nào? Diệp Phàm mắng một câu, bởi vì, người vừa mới ở bên sườn chính là Thước Tác Đại Sư. Không thể tưởng tượng được, thật lâu sau đó mới thấy tiếng thở dài, lão già này đoán chừng cũng khiếp sợ khi nói ra câu này. Không đúng, tôi nghe thấy Thiên Hạo Tử nói cung hồng đàm so với anh ta có sớm hơn người hiện đại 100-200 năm. Mà Thiên Hạo Tử nói anh ta chính là người thời đại Hạng Vũ. Hay là bị người thời Hạng Vũ biến thành như thế này? Thước Tác Sứ ít hơn người của thời Thương Chu. Hai người căn bản là muốn kém hơn mấy nghìn năm, làm sao có thể gặp nhau được? Diệp Phàm nói. Năm tháng hư hư thật thật này ai có thể làm cho rõ ràng được, tôi không phải là ví dụ sống sao. Tôi là người thời Tam Quốc, đến hiện tại không phải là hồn khí cũng đến được xã hội hiện đại sao. Vũ Vương là ai, là một trong những người cao cấp nhất của vũ học chúng tôi. Cùng với chín phi tử còn có Hoàng Á và các cao nhân trong đó. Tôi nghi ngờ, mấy cái tên này căn bản không chết. Thuật nội khí chuyển sự sống đối với chúng tôi mà nói rất khó khăn. Có lẽ đối với bọn họ mà nói dễ như uống cháo vậy. Hơn nữa, có lẽ tới thời điểm đến cõi thần cảnh có trình tự cao hơn căn bản là không cần thuật nội khí thay đổi sự sống nữa rồi, hoặc là có cách khác có thể thay đổi được. Hoặc là bọn họ căn bản không dùng sự tồn tại của hồn khí để sống. Đương nhiên, loại người này trong thiên hạ có cực nhỏ, số lượng chỉ trong một bàn tay. Hàng vạn hàng nghìn võ thuật Trung Quốc đến cõi thần có được bao nhiêu? Nhưng cõi thần là cảnh giới cao nhất mà chúng ta biết đến. Trên cõi thần có thể sống được 300 năm, người sống ở tầng càng cao có thể sống đến 5-600 năm là chuyện bình thường. 2. Thật huyền ảo. Huyễn Ma cảm thán một câu. Ông nói cũng có đạo lý, có lẽ Ngô Thư là người đến sau. Nhưng, Vũ Vương sau khi chuyển sang kiếp khác trở thành bạn với nàng ta rồi, có lẽ Vũ Vương thích Ngô Thư rồi, bằng không, Vũ Vương tuyệt đối không dễ dàng viết lưu niệm như thế. Diệp Phàm nói. Có lẽ Ngô Thư căn bản cũng chỉ là một cung phi được Vũ Vương cưng chiều thôi. Giống như phi tử Xà Mị ngàn năm xưa cũng được cưng chiều. Huyễn Ma nói. Đúng rồi, nếu cung hồng đàm bị hủy thì người của Thu chỉ thật sự là hậu nhân của Xà Mị. Mối thù hận của Xà Mị ngàn năm và cung hồng đàm không thể điều hòa được. Mà Xà Mị ngàn năm chỉ muốn phá hủy dung mạo của người trong cung hồng đàm chứ không giết người, điều này chứng tỏ cái gì? Đầu Diệp Phàm đột nhiên rung lên. Ha ha. Làm sao có thể có hai mỹ nữ ở bên cạnh một nam nhân Vũ Vương? Cho nên, hai người đấu với nhau rất lợi hại, mà Xà Mị ngàn năm đố kỵ với sắc đẹp của Ngô Thư. Cho nên, nhìn thấy là muốn hủy rồi. Nữ nhân ấy mà, thủ đoạn đối phó thật đúng là muốn giết người. Huyễn Ma thở dài. Cũng thật sự có khả năng này, có lẽ Ngô Thư được sủng ái hơn so với Xà Mị ngàn năm. Cho nên Xà Mị ngàn năm mới sinh ra đố kỵ như thế. Đương nhiên. Khả năng này rất cay, có lẽ là hai người vì một chúa, ví dụ như, Ngô Thư là phi tử được cưng chiều. Vũ Vương ở đây là bị phi tử cố ý làm nhục nhã. Không ngờ Ngô Thư còn là người tình của cửu chỉ, Diệp Phàm cười nói. Không thể nói bậy như thế, ở nơi đây rất thần bí nên ngươi chú ý một chút. Không biết đâu Vũ Vương hóa hốn khí đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy, đừng nói linh tinh nữa. Cũng không biết được Ngô Thư xinh đẹp đến nhường nào. Đáng tiếc là không được nhìn thấy. Huyễn Ma thở dài. Lão già này, xem ra ông cũng là người sắc giới chúng ta. Diệp Phàm nói đùa. Như vậy cũng không phải. Ngô Thư được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phàm là người giống đực, bất kỳ người nào cũng đều muốn được nhìn dung nhan, ta và ngươi cũng không ngoại lệ. Hồng Nhan cũng là kẻ gây họa. Ngô Thư, có lẽ là vẻ đẹp của nàng đã hại nàng khi còn sống rồi. Huyễn Ma cười nói. Không ngờ Huyễn Ma. Ông rõ ràng cũng rất có tính người. Diệp Phàm cười nói. Tôi là người ba giới, đương nhiên cũng hiểu chút về phương diện này. Huyễn Ma cười nói, đột nhiên Huyễn Ma hét lớn, sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Diệp Phàm không hiểu ra sao cả hỏi. Không nhìn thấy Thước Tác Thước Khâu đâu cả. Huyễn Ma kêu lên. Người ta là người mấy ngàn năm rồi, sớm chết rồi, còn thấy tật xấu. Diệp Phàm tức giận hừ nói, đột nhiên đầu như có cảm giác bị kim châm một chút. Hắn chạy nhanh đến cánh cửa cung hồng đàm đánh một cái, Vũ Vương tiền bối, không phải tôi cố ý nguyền rủa ngài đâu. Lão già người vạn nghìn lần đừng nóng giận, tôi nói đến cái chết này chỉ là cái chết về thân xác, cũng không phải nói toàn hồn khí của ngài bị bay mất. Tiền bối là người thần, chắc chắn không chết có phải không? Đừng có nói linh tinh, mau nhìn trên cánh cửa đi. Huyễn Ma kêu lên, ngay cả âm thanh cũng có chút đáng sợ.
Diệp Phàm khá kinh ngạc, vừa nhìn lên cánh cửa thấy, nhất thời ngây người ra. Sao lại thế này, Lạc Khoản trên này sao lại không thấy? Diệp Phàm thất thanh hỏi. Ta vốn đã sớm nói với ngươi rồi, ta nói không thấy Thước Tác Sư ngươi còn không kịp phản ứng. Huyễn Ma tức giận nói. Kỳ lạ, xem ra, thật đúng là phải cẩn thận. Nơi này, ôi con mẹ nó kỳ dị, vì Lạc Khoản nói không có thì không có rồi, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đã phá hủy nơi này sao? Diệp Phàm nói, đột nhiên cảm giác bị đau nhức. Chẳng lẽ là cảm giác đau nhức óc không thành, trong lòng Diệp Phàm buồn bực nghĩ, đột nhiên, miệng người này há hốc không thể đóng lại được. Bởi vì, trong cửu cung tự nhiên hiện ra bốn chữ Thước Tác Sư. Hơn nữa Diệp Phàm có thể khẳng định, chính là bốn chữ ở cung Hồng Đàm này tự chạy ở trong cung. Bốn chữ di chuyển trong cung Hồng Đàm như vậy không có tiếng động gì, trong lòng Diệp Phàm có chút lạnh sởn gai ốc, miệng lẩm bẩm nói mấy câu buồn nôn khiến Huyễn Ma xấu hổ. Vũ Vương vĩ đại, Vũ Vương oai phong thần thánh, tôi không phải cố ý như thế đâu. Chữ của ngài viết nhanh đi đi. Chữ nào nhanh đi, ngươi nhìn thấy chữ ấy ở đâu? Huyễn Ma nghi ngờ hỏi. Tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Diệp Phàm cảm thấy bí mật này là bí mật lớn nhất của chính hắn, không thể nói cho ai được, tức giận hừ nói. Chương 3563, Vũ Vương viết lưu niệm. Diệp Phàm lại nhìn sát vào, nhìn chăm chú, những chữ kia thực sự là chạy theo hắn trên đất cửu cung. Đi vào nhìn một cái, nếu đã đến quản nó, phải chết cũng muốn biết nó, đối với cung mơ hồ này phải mạnh lên một chút. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm chậm rãi đi vào, thấy hai phiến cánh cửa lớn cũng là băng ma. Cao tới 5-60 mét, rộng chừng 30 mét. Còn to hơn cửa ở Tử Cấm Thành rất nhiều. Nhưng, cũng không có vẻ là uy nghiêm lắm. Ngược lại khiến cho con người ta cảm giác mềm mại như nước vậy. Hơn nữa, Diệp Phàm đưa tay sờ cánh cửa băng kia, tự nhiên có cảm giác như về nhà vậy. Lạnh quá, Huyễn Ma đột nhiên đánh một cái. Lạnh, thế là có ý gì? Tôi không cảm thấy lạnh nhỉ? Diệp Phàm hỏi. Quái, cậu đi vào cánh cửa này ta thì thấy lạnh lắm còn ngươi không thấy lạnh gì. Theo lý mà nói thì hồn khí tồn tại càng có khả năng chịu lạnh chịu nóng hơn. Chẳng lẽ cậu lạnh đến nỗi không còn cảm giác lạnh nữa sao? Huyễn Ma nói. Có lẽ là như thế. Diệp Phàm có cảm giác có chút tinh xảo, giống như sợi dây mềm mại như bốn chữ đối Thước Tác Sư kia. Có lẽ chính hắn không cảm thấy lạnh là bởi vì sự tồn tại của bốn chữ kia ở trong cung, còn có sự kỳ quái của sợi dây này nữa. Aya truyền thuyết nói cung Hồng Đàm có cái lư to giống tòa thiên bảo, gọi là lư Hồng Bảo Thiên Vương. Lư này cao mấy chục mét. Lư này sử dụng hàn sa đan luyện ở dưới đáy đại dương 156.000 mét mà tạo thành đấy. Năm đó Ngô Thư chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đấy, hơn nữa vì điều chế từ những loại thuốc tốt nhất. Nàng chỉ nói một lời kêu gọi là có thể gọi được hơn trăm cao thủ thần thánh đến, hợp lực vì nàng mà tạo ra cái lư Hồng Bảo Thiên Vương này. Hai, cái lư này chẳng lẽ được xây dựng như thế sao? Diệp Phàm nhìn cái lư to trước mắt như ngọn núi nhỏ vậy, không khỏi thở dài nói một tiếng bái phục khả năng chế tạo. Lớn thật, cái lư lớn như vậy đoán chừng là hoàng đế cổ đại dùng để tế thần linh rồi. Dùng để chế thuốc luyện như thế nào? Sao có thể lớn như thế được? Con trai nhóm lửa cũng mệt chết đi được. Huyễn Ma nói. Lão Ma, ngươi xem cái lư này thuộc thời đại nào? Diệp Phàm hỏi. Ta cảm thấy như là sản phẩm của thời đại Xuân Thu vậy, nhưng, đối với cái lư mà người TQ các ngươi tôn trọng thì ta không có cảm giác gì nhiều. Huyễn Ma nói. Trong văn tự Hứa Thận có giải thích, lư có ba chân hai tai, và năm vị chư bảo, có ba chân tròn, cũng có bốn chân vuông. Cái lư ra đời sớm nhất được chế tạo từ nung đất sét, sau đó có lư đồng dùng đồng thanh đúc mà thành. Cũng ở trên mặt lư khắc bức tranh yêu quái quỷ quái, có một nhóm người canh gác, tránh bị thương. Theo truyền thuyết từ khi có vũ khí cửu lư, cái lư là suy khí trở thành vũ khí lợi hại của nước nhà. Hồng Bảo Thiên Vương lư này rõ ràng là tứ túc phương lư. Nếu đã dùng hàn sa luyện mà thành thì lư này chắc chắn thuộc loại vô cùng lạnh. Mà bốn phía đều khắc hoa văn tinh xảo, có chút giống với đại lư thời Xuân Thu. Diệp Phàm nói, đứng ra xa một chút, đứng ra xa một chút, lạnh lắm. Huyễn Ma nói, vừa rồi Diệp Phàm dùng ta sờ vào Hồng Bảo Thiên Vương lư, cảm giác được Huyễn Ma rung mình một cái. Kỳ lạ, tôi không có một chút cảm giác lạnh nào cả. Tay sờ vào ngược lại có cảm giác ấm áp, giống như cái lư kia có linh tính vậy. Diệp Phàm nói thầm, linh tính cái rắm, đoán chừng cậu đã bị cái lạnh làm cho ảo giác rồi. Cái lạnh ở sâu mấy nghìn mét là vô cùng lạnh rồi.
không cần nói đến cái bảo lư lớn như vậy nữa. Động vào người ngươi cũng bị đông cứng lại ngay. Huyễn ma tức giận nói. Diệp Phàm lại đi ra sau ông ấy mấy chục mét nhìn kỹ cái lư đấy. Huyễn ma, ông nói xem, nhìn hoa văn kỳ quái này xem có phải có chút giống mỹ nữ đang bay không? Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm đột nhiên có phát hiện lạ thường. Người bị thần kinh làm cho sợ hãi rồi, căn bản là không có một chút hoa văn nào cả. Ngược lại có điểm giống bức tranh châu Âu phái đại sư làm. Huyễn ma nói, nhưng Diệp Phàm càng nhìn càng thấy cung nữ đang bay vậy, hơn nữa. Nhìn xung quanh một vòng xuống dưới, tự nhiên thấy có 9 mỹ nữ đang bay vui đùa. Đương nhiên, huyễn ma không tin Diệp Phàm cũng không cần phải nói ra. Thật phiền toái rồi, bây giờ mặc dù là chúng ta đến chỗ cái lư này rồi nhưng căn bản là không về được rồi. Diệp Phàm thở dài. Ngươi còn nói quay về sao, tiểu tử ngươi còn muốn giữ mạng sống không? Huyễn ma kêu lên. Sao không thể bàn đến chuyện quay trở về? Diệp Phàm hỏi. Còn không khiến người đông cứng lại thành băng sao? Huyễn ma nói, hơn nữa, tuy là nói cái lư này có hơn chục mét. Theo lẽ thường mà nói mấy người các ngươi hợp lực lại thì có thể di chuyển được. Nhưng, ở đây căn bản không thể suy đoán theo lẽ thường được. Nếu như ta đoán không sai thì căn bản là ngươi không động đậy được. Diệp Phàm không tin, đi qua đi lại, đẩy đẩy một chân của cái lư. Theo lý mà nói với lực kình ngoại đan điền của Diệp Phàm không di chuyển được thì cũng làm động đậy được một chút. Nhưng, cái lư kia không có một chút phản ứng gì. Giống như nó đã mọc rễ không có chút sứt mẻ nào. Mặt hắn đỏ lên dùng toàn bộ khí lực, nhưng, cái lư ấy vẫn bất động như núi. Nhìn thấy chưa, ta nói có đúng không? Huyễn ma nói. Thật là, tôi cũng không tin tà môn này. Diệp Phàm tức giận, muốn dùng thiên thiết thẳng phá tan cái lư này. Bang một tiếng giòn vang, âm thanh từ trên cái lư truyền lại giống như đáp lại vậy. Ngay cả Diệp Phàm cầm thiên thiết thằng cũng bị hất văng bay ra mấy chục mét. Hắc hắc, đừng đau buồn. Huyễn ma đột nhiên cười quỷ dị hai tiếng, Diệp Phàm đặt mông xuống đất, hừ nói, đau lòng cái gì, không phải bị quăng ngã, lại không bị thương. Hắc hắc, nhìn dây thiên thiết của ngươi xem đi. Huyễn ma lại cười hai tiếng phúc họa. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, ngay lập tức trợn mắt lên. Thiên thiết tự nhiên rút ra một cái lỗ hạt đậu tương to vậy. Làm sao có thể như thế được? Dây thiên thiết của ông đây là do người của núi xương bối dung luyện mà thành. Thiên hạo tử nói binh khí này đạt đến ngũ phẩm lục phẩm. Hàn sa lư này chẳng lẽ còn cứng hơn thiên thiết của tôi sao, sao có thể như thế được? Diệp Phàm thiếu chút nữa kêu lên. Cái này gọi là trong cái mạnh còn có cái mạnh hơn, sau người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Ta đoán chừng, theo như lời thiên hạo tử nói. Lư Hồng Bảo Thiên Vương này chính là có sự hợp lực của hơn trăm vị cao thủ thần thánh tạo nên. Mà nguyên liệu của người ta cũng không thua kém gì thiên thiết của ngươi đâu. Cho nên, nếu bàn về phẩm cấp thì cái lư này đoán chừng cao hơn cái thiên thiết thằng của ngươi. Cho nên, dưới sự va chạm bị sứt mẻ cũng là chuyện bình thường. Ví như trứng chim mà va phải đá thôi. Huyễn ma nói không ngớt. Việc này thật ra tôi đã quên rồi. Nhưng, ai mà biết tên thiên hạ họ tử kia có nói bậy bạ hay không? Tuy nói cao thủ thời xã hội cổ đại có rất nhiều, nhưng cả trăm vị cao thủ thần thánh tới. Trường hợp này có khả năng xảy ra nhiều, Diệp Phàm nói. Bỏ đi, không nói nữa, đi xem trong cái lư kia có đồ gì tốt hay không. Lối này, huyễn ma nói. Diệp Phàm vừa nghe, có đạo lý, hắn cũng đi vào trong cái lư ấy. Phát hiện mặt trên cái lư là hình vuông. Việc này thật lạ, cái vùng này giống như do ma sát mà tạo thành. Huyễn ma kinh ngạc nói. Đúng vậy, do băng tạo thành, hai chân Diệp Phàm dẫm nát lên nắp lư. Đột nhiên cả người lâng lên. Băng này thật sự là quá lạnh. Diệp Phàm mắng. Người cũng biết lạnh sao, nhưng, cái lư này chính là nơi luyện binh khí và chế thuốc. Phía dưới chắc chắn là có lửa đốt, dùng nắp băng băn chẳng lẽ không sợ bị tan chảy sao? Thật đúng là tà môn, chẳng lẽ nắp băng này còn có một cái nắp khác tạo thành? Huyễn ma rất không hiểu vấn đề này. Trừ phi nó được chế tạo vạn tảng băng. Diệp Phàm thốt ra. Một khối băng hàng vạn tảng băng. Có thể sao? Huyễn ma cũng líu lưỡi. Ngươi cũng biết vạn tảng băng rất khó tạo thành có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, cái gì gọi là vạn tảng băng chứ? Cần thời gian cùng với hoàn cảnh đặc thù mới có thể chế tạo thành công khối băng đặc thù đó được. Nếu không nói là một khối băng lớn như vậy, chính là một mảnh cũng khó mà làm được ý, nơi này có bao nhiêu cái sọt. Huyễn ma thổn thức nói. Diệp Phàm nhìn lên trên muốn đập phá vỡ tảng băng kia, nhưng...
tảng băng lớn kia không có chút bất động nào cả. Vô dụng thôi, nếu ta đoán không sai ngươi làm như vậy cũng không đánh được thứ mà cao thủ thần thánh làm ra. Có lẽ lúc trước Ngô Thư luyện thuốc cũng có mấy vị cao thủ hỗ trợ mở cái nắp của cái Lư Hồng Bảo Thiên Vương này ra. Hai, nhìn cái gậy màu trắng kia đi, nhìn cũng không có cách gì, thật xui mà. Diệp Phàm khá buồn bực. Từ từ sẽ nghĩ ra thôi, chờ ngươi đến chỗ các cao thủ thần thánh kia trở về mở cửa là được. Huyễn Ma cười gian. Ngươi đúng là sắt đá, ông đây mà đến được chỗ đó ngươi cũng không đến được đâu. Diệp Phàm tức giận. Hai, anh cho rằng lão ma ta không thấy được bên trong có gì sao? Bí mật của Ngô Thư này có lẽ cũng ở trong đó. Không lẽ những nam nhân trên thế gian này khuynh đảo vì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đều ở trong này? Huyễn Ma nói, Diệp Phàm giật mình, cho rằng lão ma nói cũng có chút có lý. Đúng lúc này, cửu cung Diệp Phàm tự nhiên đau. Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, bốn chữ thước tác sư kia tự nhiên vặn vẹo một chút. Giống như mặt người giật mình vậy. Chữ khâu đột nhiên bay ra ngoài, ánh mặt Diệp Phàm nhìn theo chữ khâu đi ra ngoài. Ngay lúc đó, trong đầu có một tiếng oanh nổ vang. Toàn bộ Lư Hồng Bảo Thiên Vương sáng rực rỡ, mà tảng băng dần dần mở rộng ra. Giống như bên trong cái lư có đèn được đốt sáng vậy. Không lâu sau đó, khiến Diệp Phàm chân chối nói ra chuyện đã xảy ra. Trên tảng băng tự nhiên hiện ra hai bên má của mỹ nhân. Hình như cái nắp được chế tạo bằng băng kia đang nhìn Diệp Phàm. Hai bên má này quả thực không thể dùng lời nói mà miêu tả vẻ đẹp này được. Khuôn mặt kia giống như là sự kết hợp của 10 khuôn mặt đẹp nhất mà hợp thành khiến cho nam nhân động lòng mà cùng nhau đến đây. Khuôn mặt này giống như ngủ say vậy, đôi lông mi dài nhẹ nhàng. Nhưng biểu cảm trên mặt lại réo rắt thảm thiết, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên giống như bị người ta đâm cho một đao vậy. Giống như trong phút chốc bị đông cứng lại vậy.